Chương 21, em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút. Khi họ khớp thoại xong, Châu Vĩnh An và Đặng Thanh trên sân khấu cũng biểu diễn xong. Quách Tiếu mời hai người lên bục, lúc này hai người mới mở mắt, một trước một sau đi lên. Quách Tiếu đi xuống, trên sân khấu chỉ còn lại bọn họ. Ánh đèn trắng bừng lên, giống như mở màn của sân khấu kịch. Chương trình đã chuẩn bị sẵn một bàn bia, còn tìm ra được BGM trong bộ phim đó để phát lên từ viết tắt của bách gờ rau miêu dứt, nghĩa là nhạc nền. Lâu ngữ điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn văn tuyết thời, nói, cho em một bàn. Họ lưu loát nói ra nội dung như lúc khớp thoại ba nãy, tới câu ba năm nay, anh chợt dừng lại, nói ra lời thoại gốc. Ba năm nay em vẫn còn nhớ anh chứ? Lâu ngữ như được thở phào nhẹ nhõm, cũng nói theo kịch bản. Anh không tin em sẽ nhớ anh sao? Lúc này cô lại không dám nhìn anh, em luôn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút ngón cái cầm gậy bia của văn tuyết thời vô thức sờ vào đốt ngón tay trỏ anh mang theo cảm xúc nam chính nên có kiềm chế sự rung động của bản thân khi nghe thấy câu nói này đừng nhớ anh hãy sống tốt cuộc đời của em đi vậy anh chơi một ván với em nếu anh thắng em sẽ không tới tìm anh nữa văn tuyết thời đứng sống đôi với cô lúc lâu sau mới gật đầu một lời đã định anh dựa vào bàn cúi người xuống đôi mắt sắc bén nhắm chuẩn quả bóng trắng ở chính giữa. Bột, số bóng anh vừa xếp gọn gàng vào bị chia tách ra nhiều phía. Anh quay đầu lại, đưa gậy đánh bia cho cô. Em đánh trước, nhường em một quả. Lâu ngữ nhận lấy gậy, hít sâu một hơi, lấy tay án chừng đường đánh bóng, lạ lẫm không lưng chuẩn bị bắn. Đương nhiên bản thân cô biết chơi bia, cô từng học nó để đóng phim. Nhưng lúc này cô phải tỏ ra xa lạ. Sau đó nam chính sẽ mềm lòng, nhìn động tác của cô, bất lực, đầu hàng, đi tới giúp cô. Lâu ngữ cúi xuống, thấy Văn Tuyết thời đang tới gần, hệt như động tác trên poster năm đó. À! Trời ơi, ai cho tôi mấy thở đi, nhanh lên! Trước đây tôi rất nhạy cảm với tình yêu, nhưng tôi ship thời vũ quá. Lâu ngữ thầm đếm ngược, khoảnh khắc tay sắp bị Văn Tuyết thời nắm lấy, cô đã đẩy gậy về phía bia bột, bóng trắng và trúng bóng đen, bóng đen lăn xuống hố. Văn Tuyết Thời cũng dừng lại tại chỗ cách cô mấy cm, không tới gần thêm. Cô đã thay đổi kịch bản, nhưng không sao cả, ai nói phải làm theo bản gốc. Đây chỉ là show truyền hình, không có khái niệm nơ So với nơ cô càng sợ động tác quá giống đó sẽ bị cắt ra, so sánh với động tác trên poster. Cho dù có lẽ sẽ không ai nghĩ tới việc năm đó đã có màn tráo đổi, người được đánh tráo còn là hai diễn viên nổi tiếng hiện nay, nhưng đốn củi ba năm thiêu đốt một giờ, không được phép tăng mối nguy hiểm lên lâu ngữ đẩy gậy về phía anh cười như không cười đổi lời thoại hình như em khá may mắn văn tuyết thòi không nhận lấy nhìn cô thật lâu cũng vui vẻ đổi lời thoại theo đây là ván được định sẵn là sẽ thua cho dù em có đánh trúng toàn bộ chúng ta cũng không thể quay về quá khứ được hai người đều sững sờ tiếp đó họ đưa tay về phía đối phương vất vả cho anh cô rồi hợp tác vui vẻ họ nhìn về phía quách tiếu màn biểu diễn của chúng tôi xong rồi phan cúc hồ vội chụp cảnh trước đó lại gửi vào group phan jeep nắm tay mau tải về đi lâu ngữ và văn tuyết thời nắm tay rồi mau tải về đi lâu ngữ và văn tuyết thời lên giường rồi mau tải về đi lâu ngữ và văn tuyết thời sinh ba rồi phan thất lâu và tuyết hoa mới tới group này thăm thú lập tức cạn lời buổi ghi hình sáng vừa kết thúc lâu ngữ lập tức lên mạng xem tình hình cô ấn vào group phan cúc hồ thời vũ mọi người chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui khi hai người tương tác với nhau, sau đó còn ước có thêm lần hợp tác mới. Hiện tại chưa ai đào sâu theo hướng khác, nờ rồng thần kinh của cô vẫn căng như dây đàn. Cô vội bảo lật tử mời vạn tiến vào phòng họp trên du thuyền. Cô không hỏi việc có phải lộ trình sáng nay bị cài cắm gì không, hay vạn tiến biết được bao nhiêu về quan hệ trong quá khứ của cô và văn tuyết thời, cô chỉ lưu loát nói rõ mục đích của mình. Đạo diễn vạn, trước đây tôi rất tôn trọng chương trình chuyến tàu đêm, Vậy nên cũng đồng ý cho các anh không công khai chi tiết kịch bản với tôi. Nhưng trong mấy ngày ghi hình vừa qua, tôi cảm thấy có rất nhiều điều khiến tôi mệt mỏi. Anh biết bình thường tôi không tham gia game show nhiều, vậy nên tôi nghĩ các anh cần gửi chi tiết kịch bản về sau cho tôi để tôi chuẩn bị trước, tránh sự cố xảy ra. Nếu không về sau ảnh hưởng tới chương trình, như vậy đều không có lợi cho cả hai bên. Lời nói này rất hợp tình hợp lý, nhưng vạn tiếng cũng không phải người dễ chèn ép. Cô Lâu đây là sâu cạnh tranh, nếu cho cô biết hết kịch bản sẽ mất đi tính công bằng cơ bản. Quan trọng nhất là số người xem cũng bị ảnh hưởng, đây là nguyên tắc cơ bản mà chúng tôi không thể từ bỏ, giống như khi quay phim, cô không thể không thuộc lời thoại được vậy. Cách ví von này rất kỳ diệu, khiến lâu ngữ khó lòng nói tiếp được. Một lúc lâu sau, cô thở dài, "Ừ, cũng phải." Vạn tiếng sững sờ, không ngờ cô lại thỏa hiệp nhanh vậy. Nhưng cô cũng không định rời đi mà còn nhàn nhã nói chuyện như những người bạn không giấu gì đạo diễn vạn thật ra quay xong phim là tôi muốn nghỉ ngơi có tuổi rồi không muốn liều mạng quá nữa nhưng tôi đánh giá sau này rất cao vậy nên mới kiên quyết tham gia kết quả vẫn là đánh giá quá cao sức khỏe của bản thân cộng thêm việc phải ngủ ở gầm tàu lâu lắm rồi tôi chưa thử ngủ ở nơi có điều kiện kém thế mấy ngày nay sức khỏe không ổn chút nào lâu ngữ bưng cốc trà lên nhấp một ngụm anh nói xem có phải tôi ép bản thân mình quá không? Ban đầu quản lý của tôi cũng khuyên tôi đừng nhận sâu này. Vẻ mặt vạn tiếng thay đổi, ông nghe ra ý cô muốn rút khỏi sâu. Để bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, ông đã tiến hành điều tra kỹ về từng khách mời có trong danh sách dự tính. Ông không muốn đi mời một mẹ thiên nhiên, bố thiên hạ tới tham gia sâu của mình. Trong showbiz, lâu ngữ được đánh giá rất cao về thái độ nghề nghiệp. Mấy năm nay cô chưa từng thẹn với tổ nghề. Hơn nữa ông còn nghe nói, trước đây khi quay bộ phim cổ trang nào đó, lâu ngữ đóng vai bị hành hình. Nhưng dây cáp có vấn đề, đột nhiên không giữ được cô ấy, dây cứ thế quấn chặt lấy cổ cô. Cô bị siết cho tay chân vung loạn xạ, đạo diễn vẫn liên tục khen kỹ năng diễn xuất của cô quá thần sâu. Nếu không phải tổ đạo cụ phát hiện ra điều bất thường, có lẽ cô đã mất mạng trong cảnh quay đó. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là sau khi thoát khỏi nguy hiểm, còn chưa kịp thở cô đã vừa ho liên tục vừa kéo đạo diễn qua, bảo người đó quay cổ mình vết siết này tốt hơn lớp trang điểm nhiều mau quay đặt tả cảnh này trước đi vạn tiếng tin rằng người có trạng thái làm việc đáng sợ như vậy chắc chắn cũng không bỏ dở giữa chừng khi làm những việc khác chính vì vậy nên ông mới tỏ ra không chút nhún nhường muốn dùng trách nhiệm để chèn ép cô kết quả ông quan sát vẻ mặt lâu ngữ không giống như đang nói đùa nếu cuộc đàm phán này không vừa ý cô cô sẽ lập tức đặt vé máy bay thu dọn hành lý rời khỏi du thuyền này vạn tiến im lặng hồi lâu cười như không cười quan tâm nói xem ra như vậy thật sự gượng ép bản thân quá rồi cô phải nói sớm chứ nếu biết là vậy chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp với cô mà lâu ngữ tỏ ra vừa cảm kích lại cảm động cảm ơn đạo diễn vạn anh chu đáo quá vạn tiến nghiến răng rặn ra mấy chữ không có gì một lát sau ông nói tiếp nhưng tôi cũng mong cô lâu có thể giúp tôi một việc tôi có thể thông báo kịch bản trước với cô nhưng tôi vẫn muốn cố gắng đảm bảo tính công bằng cho chương trình nhất, vậy nên việc xếp hạng thì... Lâu ngữ thoải mái đáp, anh yên tâm, nếu tôi đã lén xem đề thì sẽ không gian lận để đứng đầu đâu. Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận, mỗi bên lùi một bước. Cô nhận được kế hoạch chi tiết cho chương trình, đảm bảo sẽ không có sự cố nào xảy ra thì mới thở phào nhẹ nhõm, nằm ường lên sofa. Còn chưa nghỉ ngơi được một phút, quy chát của cô đã rung lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn về chuyện kịch bản lúc sáng sớm, giám đốc kế hoạch đáp, "Chị, em xin lỗi, một trang kịch bản đó là của kịch bản đã bị loại, cấp dưới làm việc cẩu thả nên mới để sót." Bị loại? Tại sao? Lâu ngữ gửi voice qua, "Chị thấy kịch bản đó hay mà." Đó là kịch bản của phim mạng, chúng ta không cần đọc đâu, từ chối thẳng là được." Lâu ngữ cạn lời, xoa huyệt Thái Dương. Ban đầu chị cũng đi lên từ phim mạng giám đốc kế hoạch không hiểu ý cô thấp thỏm không dám đáp lại nếu mọi người chọn kịch bản cho chị đều lấy tiêu chuẩn đó là chính thảo nào kịch bản tới tay chị đều chẳng ra sao cả giám đốc lo lắng không phải đâu chị bây giờ sao chị có thể đóng phim mạng được chứ xem cũng như không không phải lãng phí thời gian sao đương nhiên cô ấy không dám nói ra câu này quan trọng là nội dung lâu ngữ bày tỏ suy nghĩ của mình một cách ngắn gọn lúc hơn 20 tuổi, khi cô còn phải cắn răng lao về phía trước, quả thật đội ngũ sản xuất là mục tiêu quan trọng nhất. Đạo diễn, vị trí xuất hiện trong thông tin phim, các C. Tất cả những điều này đều quan trọng hơn cốt truyện và nhân vật. Nhưng bây giờ đã khác, ít nhất trong lòng cô đã dần cảm thấy mình không nên như vậy. Cô ngày một hiểu ra, diễn viên là một thứ chứa đựng tham vọng sẽ được kích ra. Ai cũng có thể bỏ chút lòng riêng vào đó, thử càng nhiều nhân vật, tham vọng được thả vào cũng càng nhiều nhiều tới mức không còn chứa được bản thân nữa vậy khi có một nhân vật có thể lưu giữ suy nghĩ thật lòng không nơi giải tỏa của chính mình đó là một chuyện vô cùng quý giá cho dù cha mẹ của nhân vật này không nổi tiếng như vậy cô có thể thả hồn vào vai diễn đó tiến về phía trước mà không còn nuối tiếc gì giám đốc kế hoạch thăm dò vậy em gửi kịch bản cho chị nhé bọn em cũng lập tức gửi báo cáo đánh giá cho chị ngay được vất vả cho em rồi cuộc gọi vừa kết thúc không lâu kịch bản bản mềm đã được gửi tới điện thoại cô suốt chiều hôm đó lâu ngữ không ăn gì liên tục kéo xuống kịch bản đang đọc dở kia còn vì vậy mà suýt quên mất thời gian trang điểm được lật tử nhắc cô mới bừng tỉnh khi đọc tới cuối kịch bản lâu ngữ không thể hình dung được cảm nhận của mình lúc này cô chỉ biết linh hồn cô như đang cầm điện thoại lên soạn tin nhắn gửi cho giám đốc kế hoạch em liên lạc với người gửi kịch bản này chị muốn gặp mặt trong hai ngày ghi hình sau đó, dựa vào kịch bản chi tiết đạo diễn gửi cho, Lâu Ngữ đã cắt đứt mọi khả năng tương tác với Văn Tuyết Thời. Đồng thời cô cũng nhớ ước hẹn với Vạn Tiến, không giành điểm khi đã biết trước đề, ngược lại cô còn cố tình nhún nhường, để mình xếp cuối. Trong sâu truyền hình, đầu và cuối luôn chiếm được spotlight nhiều hơn ở giữa, cô biết rất rõ điều này. Cô cũng biết đi ngược lại kịch bản sẽ thu hút người xem hơn cả việc luôn luôn làm theo kịch bản. Cô nhớ tình tiết cuối cùng của sâu là trừng phạt người đứng cuối bảng. Mặc dù Vạn Tiến đã bảo mật tuyệt đối nội dung hình phạt, hiện tại cô vẫn chưa biết, nhưng cô đã lên sẵn ý tưởng phải lội ngược dòng vào chi tiết cuối này. Ngày cuối cùng sẽ không có buổi ghi hình thi đấu, tới trưa sẽ chiếu livestream xuống tàu. Vì vậy đêm trước ngày kết thúc, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Mấy người đã bị nhốt trên biển gần một tuần, mặc dù bình thường khi quay phim cũng phải như vậy. Nhưng cảm giác đại dương mang tới cho con người rất khác đất liền, nó dễ khiến người ta có ảo giác ngày tháng tươi đẹp không bao giờ kết thúc. Cuối cùng hôm nay nó đã chấm hết. Lần này Quách Tiếu đề nghị uống một ly sau khi livestream kết thúc, ai cũng đồng ý, ngoại trừ Văn Tuyết thời. Anh nói mình đau đầu, muốn quay về nghỉ ngơi, có lẽ đây chỉ là cái cớ để từ chối. Lâu ngữ biết rõ là vậy, bởi lẽ cô cũng sẽ tham gia bữa tiệc chia tay đó. Nếu anh nói muộn chút, vậy người lấy lý do vắng mặt sẽ là cô đúng là nực cười thời gian đã khiến người ta thay đổi sự ăn ý giữa họ cũng bị mài mòn gần hết duy chỉ có việc né tránh điều này là vẫn còn động lại nhưng quách tiếu lại không cho văn tuyết thời đi cô ấy nói đây là lần cuối rồi nhất quyết khuyên văn tuyết thời tới anh chỉ đành nói quay về phòng nghỉ ngơi lúc rồi sẽ quay lại lâu ngữ thầm tính như vậy cũng tốt khi nào anh tới cô cũng có thể rời đi thế là ngoại trừ văn tuyết thời mọi người đều tới phòng ba ở tầng cao nhất trước đây Diêu Tử Thích luôn vắng mặt, lần này anh ấy còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Châu Vĩnh An ép uống liên tục. Đặng Thanh ngồi cạnh lâu ngữ, mỉm cười cùng ly với cô. Em lâu, chúng ta kết bạn WeChat nhé. Họ không thể kết bạn WeChat thông qua nhóm, vậy nên tới giờ hai người vẫn chưa ác nhau. Đương nhiên lâu ngữ sẽ không từ chối, cô lấy điện thoại ra quét mã của Đặng Thanh, rồi nói, sau này rảnh thì chúng ta hẹn riêng nhé. Đặng Thanh cười ha ha, vậy em cũng phải rảnh chứ cô ấy không có ý gì khi nói câu này chỉ đơn giản là lịch trình của lâu ngữ rất dày sợ là sẽ không có thời gian đừng nói sau khi xuống tàu cái là em phải vào đoàn làm phim luôn đấy là vậy đó không phải mấy ngày nữa là tết rồi sao gấp vậy hả tết cũng chẳng khác ngày thường là mấy lâu ngữ không bận tâm em quay ở hoài nam nằm sau rảnh thì chị có thể tới phim trường thăm em lúc này hoàng nhân hoa bưng rượu đi qua hai người nghe vậy cô ấy đột nhiên xen vào trùng hợp thế năm sau tôi cũng quay quảng cáo ở hoài nam này tới lúc đó tôi sẽ tìm cô ăn cơm nhé lâu ngữ nghẹn lời cố nặng ra nụ cười được thôi ngoài mặt hai người cũng vui vẻ kết bạn quy chát lâu ngữ vẫn nói chuyện phím với cô ấy nhưng đều né tránh nhắc tới văn tuyết thời cô cũng không muốn biết giữa họ có dây dưa gì hai người châu vĩnh an và diêu tử thích khoác vai bá cổ đi tới kêu mọi người cùng nhau chơi trò chơi lần này ai thua không chỉ phải uống rượu mà còn phải bị trừng phạt. Hình phạt sẽ được nghĩ ra liên tục, không có giới hạn. Có lẽ vì là lần cuối nên mọi người đều khá thoải mái. Lâu ngữ cũng gọi là may mắn, không bị trúng lần nào, từ đầu tới cuối chỉ ngồi xe mọi người bị trừng phạt. Khi cô đang cười nắc nẻ, hình phạt đột nhiên rơi xuống đầu cô. Được, cuối cùng cũng tới chị lâu nhà chúng ta rồi. Châu Vĩnh An hào hứng chỉ vào ghế massage ở trong góc, ra lệnh, làm cái đơn giản thôi cô ngồi lên đó bật chế độ rung sau đó gọi cho người gần nhất ở nhật ký điện thoại nhưng không được nói cho đối phương biết thật ra cô đang massage cũng không được nói đang chịu phạt phải rồi phải bật loa ngoài đấy nói khoảng một phút đi úi trời ý này hay này hai người còn lại cũng hò hét diêu tử thích và đặng thanh đứng về phe cô nói hay là đổi cái khác đi cái này có hơi quá lâu ngữ lại bình thản ngồi lên ghế massage có chơi có chịu đây là nguyên tắc của cô mặc dù hình phạt này nghe cũng hơi ba chấm cô ngồi lên ghế mở điện thoại ra tìm tới số gần nhất tên châu hướng minh nằm ngay trên đầu vì lần trước cô đã chủ động gọi điện nghe mắng châu vĩnh an tò mò hỏi là ai thế nếu không ok cũng có thể chuyển sang người thứ hai chúng tôi chưa ác vậy đâu ha ha không sao là người quản lý của em châu vĩnh an sụ mặt thầm nghĩ không có gì để hóng hớt nữa rồi nhưng ngay sau đó anh ấy lại vui vẻ trở lại, bởi vì anh ấy đột nhiên nhận ra, đó không phải là Châu Hướng Minh tài giỏi trong truyền thuyết đó sao. Lâu ngữ ấn nút gọi, điện thoại đổ chuông, ghế mát xa cũng rung lên, ngoài cửa còn vang lên tiếng bước chân. Cạch, khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, người nào đó tới mụng cứ thế đi vào, chứng kiến Lâu ngữ run rẩy, hỏi người đàn ông ở đầu dây bên kia, "Anh Châu, anh vẫn chưa ngủ sao?" Lời tác giả. Vạn tiếng tôi cũng bị ép nên mới thỏa hiệp thôi. Nhưng tới vòng trừng phạt thì cô đợi đấy. Chương 22, Thế giới là một quả cầu thủy tinh. Mọi người trong phòng đều im lặng để không làm ảnh hưởng tới hình phạt. Vì vậy Văn Tuyết thời vừa đẩy cửa đi và, Quách Tiếu ngồi gần cửa nhất vội ra hiệu suyệt với anh. Văn Tuyết thời liếc nhìn căn phòng một vòng, sau đó lập tức nhíu mày. Anh không ngồi xuống, sững sờ đứng tại chỗ. Khoảnh khắc anh đẩy cửa đi vào, cổ họng lâu ngữ như nghẹn lại, ho sặc sủa. Châu hướng minh nghe thấy tiếng ho bèn hỏi, bị cảm rồi hả? Không. Cô cố gắng để giọng mình bình thường nhất, nội dung trò chuyện cũng rất đổi giản đơn, tôi gọi để xác nhận với anh về đoàn phim ở Hoài Nam. Sau khi sau này kết thúc là tôi. Tới đó luôn đúng không? Châu hướng minh trầm ngâm, cô chắc là cô trụ được chứ? Tôi nghe ra cô đang không ổn lắm. Lật tử nói với tôi hai hôm trước cô bị say sóng nặng lắm, vậy vào đoàn muộn hai ngày đi, nghỉ ngơi trước đã đùa gì vậy cô lập tức từ chối không cần tôi khỏe lắm anh ấy không vui cô nghĩ mình vẫn còn hai mấy tuổi sao cắt nửa cái dạ dày lâu ngữ hoảng loạn đứng dậy khỏi ghế massage nhanh chóng cắt lời anh ấy tôi không sao thật mà sự thay đổi đột ngột này của cô khiến mọi người giật mình người đứng gần cửa sững sờ sau đó nhìn vào phần bụng phẳng lì của lâu ngữ đầu óc lâu ngữ rối bời cô mặc kệ hình phạt ngớ ngẩn này, vội và tắt máy. Căn phòng vẫn lặng như tờ, mọi người còn đang tiêu hóa thông tin gian dở từ câu nói bỏ ngỏ kia. Mặc dù cũng chẳng phải tin tức bùng nổ gì, rất nhiều người trong showbiz đều thay đổi bản thân vì mục đích riêng. Dường như khán giả đều thích những người có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng rất ít người được hoàn hảo, 10 phân vẹn 10, thế là những người không được hoàn hảo ấy chỉ đành cố tỏ ra hoàn hảo. Ví dụ có ngôi sao nói với bên ngoài mình ăn không báo thật ra không biết đã hành hạ bản thân thế nào. Xem ra lâu ngữ cũng là kiểu đó. Do vậy mọi người đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng khi biết phải điều người ta không muốn để lộ. Châu Vĩnh An ngại ngùng cầm ly rượu lên, tôi tự phạt ba ly. Lâu ngữ, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Đặng Thanh véo cánh tay anh ấy, anh đang nói gì đấy hả, vừa nãy tôi nghe thấy gì đâu. Lâu ngữ cất điện thoại đi, kìm nén sự khó chịu trong lòng, giơ tay nói, chỉ là trò chơi thôi mà, hình như tôi không khỏe thật, tôi về trước nhé. Ngại quá, làm mọi người mất hứng rồi. Cô tưởng cuộc trò chuyện một phút sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Trên thực tế, nếu không phải văn tuyết thời ở đây, chuyện cắt dạ dày cũng không có gì to tát cả. Có ai trong showbiz là không động gì trên người mình, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi. Nhưng vấn đề là, người cô không muốn để họ nghe thấy nhất đã nghe thấy. Người này còn chặn ở cửa đứng trên con đường cô bắt buộc phải đi qua. Cô đi về phía anh nhưng lại cảm thấy mình vẫn ngồi trên ghế massage vừa rồi, tay chân đều run rẩy. Lâu ngữ cũng không biết tại sao mình phải run, dường như cô không biết sau khi biết chuyện này, anh sẽ có phản ứng thế nào. Cô đứng trước mặt anh, nói, anh Văn, có thể nhường đường chút không? Thế là anh nhấc chân ra, lặng lẽ để cô đi. Sự run rẩy của lâu ngữ đột nhiên dừng lại khi anh tránh ra. Cô sững sờ tại chỗ dây lát, sau đó bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. "Đợi đã, có người gọi cô." Lâu ngữ quay đầu lại, Diêu tự thích uống tới đỏ bừng mặt chạy tới. Diêu tự thích thấy cô nhìn chằm chằm mình một lúc rồi đột nhiên mỉm cười. Anh ấy thầm nghĩ, có lẽ cô say rồi. "Anh đưa em về gầm tàu nhé." Trong em đi loạn choạng thế, có phải say rồi không? Lâu ngữ vẫn mỉm cười, sao có thể chứ, còn không nhiều bằng lần trước, anh không cần tiễn đâu. Vậy được. Thật ra anh muốn tìm cơ hội chuồn đi thôi, nếu không sẽ bị tên Châu Vĩnh An kia chút say mất. Hai người sóng vai đi tới thang máy, Diêu tự thích chần chừ dây lát rồi hỏi, nội dung vừa được nhắc tới trong điện thoại ấy. Có phải trước đây cơ thể em có vấn đề gì không? Lâu ngữ đoán được anh ấy sẽ hỏi, chuyện đã tới nước này, cô cũng không cần phải giấu giếm, nói qua loa lý do. Lúc anh gặp sự cố ấy, thật ra lúc đó em sống cũng không ổn lắm, ăn uống mất kiểm soát cân nặng tăng vèo vèo. Nhưng vừa hay lúc đó em nhận được cơ hội thử vai rất quan trọng, cân nặng chỉ được dưới 45 kg. Chắc anh cũng biết đạo diễn Tàu nhỉ, đó là đạo diễn Tàu đấy. Thế là em đã cắt bớt dạ dày đi, cuối cùng tới một ngày trước khi đóng thử, em đã đạt được cân nặng ông ấy yêu cầu. Cô rất thoải mái khi nhắc tới chuyện cắt dạ dày, khiến Diêu tử thích nghẹn lời. Anh ấy không hề đồng tình, em làm vậy không đáng chút nào. Vai diễn lúc nào chẳng có cho dù không thể hợp tác với đạo diễn tàu thì vẫn còn những đạo diễn giỏi khác nhưng nếu cơ thể có mệnh hệ gì em nhìn anh xem phải đi bao nhiêu con đường vòng lận lâu ngữ gật đầu cũng đúng nhưng có lúc bánh xe vận mệnh của mỗi người đều liên tục đổi hướng nếu không nắm được cơ hội vào thời điểm đó ai biết sau này nó có xuất hiện nữa hay không chẳng qua khi đó cơ hội tới không đúng lúc em không kiểm soát được việc ăn uống nên mới cực đoan chút thôi cô nhắm mắt lại lông mi khẽ rung lên cắt dạ dày là cách nhanh nhất hơn nữa cắt rồi cũng rất tốt là một mẹ khỏe suốt đời vốn dĩ em là tạng người dễ béo là sao không kiểm soát được anh không thấy khi con người ta rất rảnh sẽ cần một vài thứ để lấp đầy chỗ trống sao lâu ngữ mở mắt ra con ngươi sâu hun hút em muốn ăn để lấp đầy nó nhưng không được càng không được thì càng phải tiếp tục em cũng hết cách rồi từ ngày chia tay với văn tuyết thời vào năm năm trước cô đã cảm thấy thế giới này như được rút ra từ tủ băng sau đó mang nó phơi nắng dưới ánh mặt trời chói gắt mọi thứ tan rã một cách chóng vánh không có gì đáng để giữ lại một tuần cô biến mất trong lời đồn đoán của mọi người là lúc cô nằm trong bệnh viện tỉnh dưỡng sau ca phẫu thuật có phan nhắn tin riêng cho cô hỏi có phải cô tới chăm sóc diêu tử thích không người đó nói thấy cô ở bệnh viện thật ra cô và diêu tử thích nằm ở hai bệnh viện khác nhau nhưng cô không nói rõ mặc cho tin đồn bay xa coi như là kết cục đẹp nhất cho một vố làm ăn, cũng để nỗi đau bản thân không thể nói ra được bay đi theo cách phù hợp nhất. Một tuần đó, cô đã chấp nhận sự thật rằng một phần dạ dày của cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Xét từ ý nghĩa nào đó, nó đã trở thành cuốn rốn, sợi gắn kết với người đối diện cũng bị cắt đứt theo nó. Vì vậy cô đã nhận ra, người này sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì với mình. Có người chia tay sẽ cắt tóc, có người đi du lịch, chẳng qua nghi thức tạm biệt của cô nghe rùng rợn hơn thôi thang máy lên tới tầng cao nhất cửa vừa mở ra lâu ngữ đã nhìn thấy bông tuyết dính trên cửa kính cô phóng tầm mắt ra xa thì ra tuyết đã tìm tới đại dương từng bông tuyết như những sợi lông vũ lóe lên mặt biển trong ngày đông giá rét xung quanh không một tiếng động diêu tự thích bất giác cảm thán tuyết ở biển đẹp thật câu này không nhận được lời hồi đáp anh ấy quay đầu lại nhìn lâu ngữ như đang thất thần sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ anh ấy thức thời rút lại lời nhạt nhẽo của mình, thang máy tới tầng anh ấy ở trước, khi tới nơi anh ấy mới nói ngủ ngon. Cuối cùng lâu ngữ đã phản ứng lại, cô vội chút ngủ ngon với anh. Khi Diêu tự thích rời đi, cô ấn thang máy xuống tầng 1. Tuyết ở mặt đất vẫn rải rác, chỉ có một lớp mỏng, có lẽ vì chỉ vừa mới có tuyết rơi. Lâu ngữ đi tới cuối du thuyền. Nơi này rất hẹp, nhưng có view đẹp vô cùng, có thể nhìn thấy bông tuyết phất phơ bị biển sâu nuốt chửng. Cô siết chặt áo khoác lại, ngân nga bài hát tại nơi không bóng ai. "Nào nào, ly nữa đi. Đi đi, rời xa tôi hết đi." Chưa hát được mấy câu, lâu ngữ đã dừng lại, cười lẩm bẩm, hát khó nghe thật. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn thế giới tựa như quả cầu thủy tinh. May mắn là thế giới này không có thêm lớp thủy tinh nào ngăn cách, đưa tay ra vẫn còn chạm vào được. Nhưng cô lại không dám, bởi vì một khi chạm vào Cô sẽ nhận ra tuyết rơi bên trong quả cầu thủy tinh chỉ là pháo hoa tàn lạnh lão. Đây là sự thật phía sau cái đẹp. Mặc dù đẹp nhưng cũng lạnh vô cùng. Đây là thế giới khi hai mươi tuổi mà mày theo đuổi. Mày có hài lòng không? Lâu ngữ tự hỏi mình, sau đó cười gật đầu, đáp, hài lòng. Nhưng tại sao vừa sờ lên mặt lại thấy ướt đẫm? Ngoại trừ khi quay phim, cô rất hiếm khi rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đó đều ở lại trong phim, còn lâu ngữ cô cảm thấy mình đã rất kiên cường rồi, còn điều gì có thể làm cô khóc nữa? Ấy vậy mà tối nay, khi ngắm nhìn đêm tuyết tươi đẹp này, cô lại rơi lệ. Lâu ngữ cúi đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Từng giọt nhanh chóng hòa vào da thịt, tự như bông tuyết đơn thuần hòa vào biển lớn, bị mặt biển tâm tối nuốt chửng, không tạo nên tiếng động nào. Tuyết ngày càng dày, điện thoại bị đông cứng tới nổi hết pin, cô cũng không đeo đồng hồ, không cảm nhận được dòng chảy của thời gian nhưng có lẽ rất lâu rất lâu sau, khi nước mắt nơi khóe mắt đã cạn khô, vẻ mặt cô lại quay về như thường ngày. Lâu ngữ vỗ mặt, quay người, nhưng không thể bước thêm bước nữa. Văn Tuyết thời lặng lẽ đứng sau cô mấy mét. Không biết anh tới từ lúc nào, vai và đầu đã có một lớp tuyết mỏng. Anh thấy cô phát hiện ra mình thì từ từ đi tới, tuyết trên bả vai rơi xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Sao cô lâu lại một mình ở đây ngắm tuyết? Cô hoàng hồn, phủi tuyết trên người, cười đáp, cảnh tuyết rơi trên tàu hiếm lắm. Mặc dù cảnh đẹp nhưng vẫn phải chú ý, đừng để bị cảm, ngày mai là ngày livestream cuối cùng rồi. Lời này nên tặng anh mới đúng, tôi ngắm đủ rồi, anh Văn nhớ cũng phải quay về sớm đấy. Lâu ngữ khách sáo đáp, sau đó đi qua anh, định rời đi. Anh đưa tay ấn vào chỗ dạ dày cô, nói, vậy nên bữa sáng chỉ có thể ăn ít như vậy thôi. Cô không nói gì, ngầm thừa nhận. Tại sao phải cắt? lâu ngữ trả lời ngắn gọn để tranh một vai diễn thôi lần này tới lượt văn tuyết thời im lặng vai diễn gì mà khiến cô phải cắt dạ dày cô còn chưa gầy nữa hả cô không đáp lại không có được câu trả lời anh chợt bật cười rút tay về đúng là chuyện cô có thể làm ra thật mặt anh hiện ra vẻ bất lực một đống bác ô đen muốn pk sự nghiệp của cô sao cô có thể cưỡng lại được nhưng cô có thể làm tới mức cắt dạ dày tôi đúng là khâm phục cô đấy. Ý câu này là chị lâu rất thích ăn ô đen, nhưng nghề nghiệp yêu cầu chị phải giữ cân nặng ở mức ổn, cơ mà chị không nhịn được, cứ ăn liên tục. Chị không thắng được mấy bát ô đen đấy nhưng có thể đi cắt được dạ dày. Giọng điều ẩn chứa sự tức giận. Nói xong anh quay đầu rời đi, phía sau chợt vang lên lời phản bác của lâu ngữ. Cắt cũng chẳng phải chuyện gì to tác, dù sao người có thể thu dọn tàn cuộc cho tôi cũng đi mất rồi. Có lẽ bị trận tuyết này mê hoặc đầu óc cô cũng nóng hầm hập lên, mất kiểm soát rồi nói ra câu này. Đôi mắt cạn khô lại chua xót, cô nói thêm, đương nhiên, tôi cũng chẳng cần nữa. Văn Tuyết thời dừng bước. Anh không quay đầu lại, khẽ nói, vậy nên em càng phải yêu chính mình hơn, không phải sao? Trái tim co thắt dữ dội. Cổ họng lâu ngữ cuộn trào, trước mắt mơ hồ, cô ra sức chớp mắt, thảm hại nghĩ, cũng may, cũng may anh không quay lại. Cô vội quay lưng đi, Đáp qua loa một tiếng ngừ, nhưng lại để lộ ra giọng mũi. Tiếng bước chân lại vang lên, dẫm lên tuyết tạo nên tiếng sột soạt và nó đang đi về phía cô. Giọng nói Văn Tuyết thời vang lên ngay sau lưng. Khóc rồi hả? Sống lưng cô cứng đờ, vội lắc đầu. Vậy em quay lại đi, quay về phía anh. Cô bất động, môi trề ra, cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt mình. Văn Tuyết thời đột nhiên giữ bả vai cô, ép cô quay lại nhìn thấy nước mắt của cô anh căng thẳng nhìn cô hai tay bấu chặt vai cô như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó tới nỗi làm cô đau đớn ngay sau đó anh lập tức buông tay cởi áo khoác ngoài ra lâu ngữ còn chưa phản ứng lại đầu và mặt đã bị che kín nằm trọn trong áo khoác của anh thế giới biến thành một màu đen sau đó cô được anh kéo về phía trước chìm trong cái ôm thoang thoảng mùi rượu của anh văn tuyết thời ôm cô thật chặt qua một lớp áo khoác cách một màn tuyết trắng xóa, cái ôm của họ đã lọt vào camera của chiếc điện thoại thần bí nào đó. Tuyết lặng lẽ rơi, cửa lặng lẽ được mở ra. Chương 23, anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này. Ngày hôm sau, khi mặt trời gõ cửa, tuyết trên du thuyền đã được nhân viên chương trình dọn sạch. Tuyết bị văn tuyết thời và lâu ngữ dẫm lên hôm qua cũng hoàn toàn biến mất. Rõ ràng hai người từng ôm nhau tại đó, rõ ràng ở đó đã hằng hai dấu chân thật sâu, nhưng trời vừa sáng, mọi thứ đã biến mất. Đây là cái ông thứ ba trên du thuyền kể từ sau khi họ gặp lại. Lần đầu ở là ở sân trượt, chỉ đơn giản là vô tình ông phải. Lần thứ hai là lúc rơi xuống khỏi cáp treo, bởi vì nguy hiểm nên mới ôm. Còn lần ba là vì điều gì? Cô cũng không rõ nữa. Vì còn cách lớp áo nên không được coi là cái ôm dịu dàng, ngược lại đó còn là cái ôm đau tới tận cùng. Lâu ngữ nghĩ, coi như nghi thức trước khi chia tay đi. Sau khi xuống tàu, họ sẽ đi về phía của mỗi người, không cần quay đầu lại. Ngày cuối cùng của chuyến tàu đêm, buổi sáng họ ăn buffet, chiều mới bắt đầu livestream. Lâu ngữ đứng cuối bảng xếp hạng nhưng lại được phỏng vấn đầu tiên. Câu hỏi vẫn là những câu gài bẫy xưa cũ, tại sao muốn tham gia chương trình, trong quá trình tham gia đã học được điều gì, cảm thấy cửa ải khó nhất là màn thi đấu nào. Cô khéo léo trả lời xong hết, chương trình tắt máy quay, bảo với cô buổi phỏng vấn đã kết thúc. Lâu ngữ đang định đứng dậy đi ăn sáng thì bị nhân viên ngăn lại. Cô lâu, bởi vì cô là người đứng cuối nên chương trình sẽ có hình phạt, cô vẫn nhớ chứ? Ừ, nhưng trong kịch bản không viết là hình phạt gì. Ngoại trừ người đứng đầu ra, những người khác chỉ có thể xuống tàu vào giữa đường, ngồi thuyền cứu sinh về bờ. Người cuối cùng khác hẳn, cô phải xuống tàu sớm hơn, còn thuyền để ngồi về bờ. Khi đó lâu ngữ vẫn không hiểu tại sao đối phương lại ấp úng, kết quả sau khi nhìn thấy thuyền đó, cô đã lặng người. Đó là một con thuyền gỗ không có động cơ khởi động, hoàn toàn chạy bằng sức người. Nói chính xác hơn nó cũng chẳng phải thuyền gỗ, mà chỉ là một chiếc bè gỗ vô cùng đơn sơ, khiến người ta có cảm giác chèo mấy cái là thuyền sẽ rời ra hết. Khi cách bờ 10 km, chúng tôi sẽ thả cô xuống thuyền, tới lúc đó cô phải tự chèo về bờ. Nhưng cô yên tâm, nếu cô không chịu được có thể cầu cứu máy quay, chúng tôi sẽ cử thuyền cứu hộ tới. Bây giờ sắp tới vạch 10 km rồi, cô phải chuẩn bị thôi lâu ngữ không nói gì lặng lẽ đi sang một bên bắt đầu khởi động nếu đã là hình phạt vậy không thể thoải mái được cô không có ý kiến gì về điều này năm người còn lại lần lượt nhận phỏng vấn tới trưa mọi người sẽ tới nhà hàng livestream khán giả lần lượt vào xem nhưng không thấy lâu ngữ đâu không chỉ có khán giả ngay cả khách mời cũng không biết lâu ngữ đi đâu lúc này cô đã ngồi xuống thuyền gỗ từ lâu mặc áo cứu sinh bắt đầu chèo thuyền. Ban đầu cô còn chèo khá ổn, dù sao bình thường cô cũng tập luyện nhiều, chèo thuyền là một trong những hình thức tập luyện, thi thoảng cô cũng sẽ chèo nửa tiếng để luyện cơ tay. Nhưng chèo thuyền cơ và chèo thuyền thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần này mới chỉ 10 phút, tay cô đã tê rần. Tới trưa, tay môn, hai tay cô như bị buộc vào gông cuồng xiên xích, hoàn toàn mất đi tri giác. Cuối cùng chương trình đã mở máy quay bên lâu ngữ lên mọi người lập tức vào xem thấy ngôi sao nổi tiếng ngày thường rạng rỡ đang mặc áo cứu sinh vàng người đầm đìa mồ hôi cật lực chèo thuyền gỗ ấy chị lâu chạy tới đây từ bao giờ thế này là chèo thuyền về bờ sao chương trình bị điên hả đây là hình phạt cuối cùng nhỉ ha ha như vậy mới thú vị chứ mấy người đừng quên về bản chất đây vẫn là sâu cạnh tranh đấy năm khách mời còn lại không thể xem livestream chỉ nghe quách tiếu nói lại bởi vì lâu ngữ đứng cuối nên phải chịu phạt, chèo thuyền về bờ, còn chi tiết như nào họ cũng không biết. Bên này mấy người ăn uống vui vẻ, bên kia là cô gái đang cố gắng sống sót trên chiếc thuyền đơn sơ, hai khung cảnh này khác nhau một trời một vực. Khổ chị lâu quá. Có phải cô ấy chưa ăn trưa không? Bữa sáng ít ỏi đó của cô ấy đủ sao? Cạn lời luôn. Tôi nhìn anh Diêu ăn vui vẻ thế mà tức chết, vợ anh còn đang chịu khổ trên biển đấy, anh có biết không? Chị lâu là vợ tôi, biến đi. Đừng ồn nữa, là vợ của Sơ Văn được chưa? Lâu ngữ không hay biết gì về màn tranh cãi trên livestream. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế giới tĩnh lặng như vậy, khắp nơi chỉ toàn biển, khi quay đầu lại còn không cả thấy bóng dáng du thuyền. Một tiếng này cô đã chèo đi khá xa, nhưng vẫn còn cách bờ một khoảng bất tận, không nhìn thấy điểm đến. Việc chèo liên tục này giống như bài kiểm tra chạy 2000m khi học đại học. Chẳng qua trạng thái hiện giờ của cô sẽ thích hợp để chạy 2000m hơn. Cũng may trong mấy năm quay phim, cô đã chịu khó rèn luyện sức khỏe, cho dù cảm thấy mệt, cô vẫn không từ bỏ. Điều duy nhất khiến cô bực bội là gió trên biển, cơn gió đó lạnh tới thấu xương, mỗi khi nó lướt qua, cảm giác người và thuyền sẽ bị cuốn bay theo. Cô vốn định ăn xong rồi uống thuốc say sóng, nào ngờ hình phạt tới gấp thế, do vậy chưa kịp uống thuốc, lúc này cơn buồn nôn cứ thế hùa tới nhưng cô không thể nôn trước ống kính được. Lâu ngữ hít sâu một hơi, cắn chặt răng. Lúc này, trên du thuyền, ngoại trừ Hoàng Nhân Hoa đứng đầu ra, bốn người còn lại cũng được đưa ra khỏi nhà hàng, ngồi trên thuyền cứu sinh nhỏ hẹp. Họ còn có mái chèo tự động, không ai để ý tới chị Lâu đang phải chèo con thuyền rách nát ấy. Phan thất Lâu coi như toan, ngày cuối cùng mà còn tách hai người ra, đã thế còn để mình chị tôi chèo. Phan Tuyết Hoa cũng bực vải, tại sao không thể cho hai người cùng thắng chứ? Ha ha, người thắng cuối cùng lại là cặp An Thanh, cùng nhau xuống thuyền nghe. Còn nhân viên quan trắc khí tượng, cũng tức là fan của Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời, mặc dù họ cũng không được xem cảnh ngọt ngào nào, nhưng cả hai cúp hồ lớn kia đều bị chia rẽ, chết phải chết cùng nhau, vậy cũng ngon rồi. Mấy người hâm mộ đó khá bận, vừa xem thuyền tự động đi, vừa qua livestream bên Lâu Ngữ, do vậy số người xem tổng thể giảm xuống rõ rệt ngoại trừ phan chỉ thích idol của riêng mình ra vì cảnh quá nhàm chán những khán giả khác đều tới xem cảnh thuyền tự động chạy hoặc du thuyền chỉ còn lại lâu ngữ đơn độc chèo thuyền nửa tiếng sau lâu ngữ sắp không chịu được nữa cô tạm dừng một lúc nhìn lòng bàn tay mình một tay đã sưng đỏ lên tay còn lại trầy tới rách da thảo nào vừa nảy động vào lại đau thế cô kéo ống tay áo len dài ra cố gắng che đi nửa bàn tay bắt đầu chèo thuyền chậm chậm đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, cô đã nghe thấy tiếng động cơ, mặt biển phía sau cũng cuồn cuộn sóng. Khán giả đang xem thuyền tự động lập tức tăng vọt. Mẹ kiếp, phía trước không phải chị lâu sau. A, à, hai thuyền sắp gặp nhau rồi. Anh Diêu, tôi xin anh hãy xuống giúp đi. Anh có thấy vợ anh sắp chết rồi không? Lâu ngữ quay đầu lại, thấy thuyền chở bốn người kia đang đi về gần phía cô. Người trên thuyền cũng kinh ngạc thò đầu ra ai nấy đều ngây người diêu tử thích vẫy tay hét lớn lâu ngữ đặng thanh và châu vĩnh an cũng gọi theo chỉ có văn tuyết thời là không nói gì lặng lẽ nhìn cô lâu ngữ vẫy tay với họ loáng thoáng nghe thấy diêu tử thích hỏi em cứ chèo như vậy mãi sao đúng vậy cô đáp chúng ta gặp nhau ở bờ nhé phan thất lâu thấy cảnh này đều kêu gào thảm thiết nếu bình luận có thể hóa thành thuyền chắc chắn mặt biển sẽ tắc nghẽn trời ơi không ngờ còn có thể chứng kiến cảnh này tôi khóc mất thôi lại lướt qua nhau trên biển lãng mạn quá như này không phải vui hơn là cùng nhau ngồi thuyền ngát đi sao lãng mạn con khỉ có giỏi thì diêu tự thích nhảy xuống đi nhảy lên thuyền gỗ của cô ấy đó mới gọi là lãng mạn đương nhiên đây là điều không thể khi bình luận này xuất hiện chiếc thuyền tự động đã vượt qua thuyền gỗ đơn sơ lao băng băng về phía trước lâu ngữ nhìn mặt biển nhấp nhô uống lượn mọi sự mệt mỏi đều tan bay, lòng hiếu thắng được kích thích. Cô phấn chấn nắm chặt cây chèo lại, lặng lẽ nhẩm đọc nhịp điệu, duy trì tốc độ đều đặn. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng động, ngay cả du thuyền sang trọng kia cũng sắp đuổi tới. Hình phạt cuối cùng rồi. Tôi cá cùng lắm lâu ngữ chỉ trụ được thêm một tiếng nữa thôi, không, là nửa tiếng. Cô ấy có thể trụ được tới bây giờ đã giỏi lắm rồi, hình phạt cuối cùng chương trình đưa ra có phải hơi quá rồi không? Cuối cùng, thuyền tự động tới bến cảng trước. Khách mời bước xuống thuyền, đợi du thuyền cập bến. Cho tới hoàng hôn, du thuyền cũng tới nơi. Hoàng nhân hoa bước xuống bậc thang trải thảm đỏ, thoải mái hưởng thụ nghi thức tiếp đón như quan chức ngoại giao. Bây giờ người vẫn còn lên đênh trên biển, chỉ còn lại lâu ngữ. Trời ngày một tối, mặt trời đã lặn xuống biển. Đang là mùa đông nên ngày luôn ngắn hơn đêm. Diêu tự thích lo lắng tìm ekip chương trình, đề nghị: Tôi không đợi được nữa tôi muốn quay lại giúp cô ấy. Đặng Thanh ở bên nghe thấy lời đề nghị này cũng giơ tay nói, cả tôi nữa. Đặng Thanh đã lên tiếng, đương nhiên Châu Vĩnh An cũng làm theo, tôi cũng đi. Hoàng Nhân Hoa thấy mọi người nói vậy, bản thân cũng phụ hòa, còn cả tôi nữa. khóc mất, tại sao cảnh cuối lại ấm áp thế? Mọi người tốt quá, chuyến tàu đêm có thể chiếu tiếp không? Chỉ có Văn Tuyết thời không nói gì, anh ấy ghét lâu ngữ vậy sao? không giả vờ gì luôn đúng là nhỏ mọn mấy người không thấy mâu thuẫn sao nếu anh ấy nhỏ mọn vậy khi rơi xuống cáp treo anh ấy đã không ôm lâu ngữ rồi tôi không hiểu nổi hai người này mọi người lục đục lên thuyền tự động chuẩn bị tới giúp lâu ngữ văn tuyết thời vẫn đứng im trên bờ trước khi thuyền khởi động hoàng nhân hoa hét lên với văn tuyết thời anh không đi sao anh không nói gì chỉ cười lắc đầu Văn tuyết thời kiểu bê lai, người phụ nữ khác sống hay chết đâu liên quan tới tôi. Sơ văn, nguy hiểm quá, suýt nữa mất mạng rồi. Thì ra là sợ người yêu ghen, vợ quản nghiêm ghê. Phan tuyết hoa điên rồi hả, gì cũng liên tưởng tới yêu đương được. Thuyền đi về phía biển đen, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc thuyền nhỏ đang ra sức chèo về phía trước. Lâu ngữ vô cùng mệt mỏi, chèo từ khi rạng sáng tới tối om, không được ăn uống gì, đây đã là nghị lực phi thường lắm rồi cô thấy thuyền của họ tới thì không khỏi kinh ngạc mặc dù không còn cả sức vẫy tay nhưng cô vẫn phấn khởi đưa tay ra với họ cũng vì vậy mà mọi người bao gồm cả khán giả theo dõi livestream đã nhìn thấy bàn tay trầy xước da của cô diêu tử thích không nhịn nổi đừng chèo nữa em lên thuyền đi cô lau mồ hôi hỏi còn bao xa nữa vậy còn một km nữa nhưng trời tối rồi em chèo nữa thì nguy hiểm lắm lâu ngữ gật đầu liếc nhìn mọi người đứng trên thuyền sau đó đột nhiên mỉm cười vẫn là câu nói đó gặp lại trên bờ diêu tử thích và những người khác thấy cô lại cầm mái chèo lên dường như đã có được động lực đi về phía trước khán giả tưởng sẽ nhìn thấy cảnh kết mọi người giúp đỡ nhau tươi đẹp nhưng lâu ngữ lại xua tay từ chối sự giúp đỡ của họ cắn răng cố chấp về đích bằng sức của mình khán giả kinh ngạc không thôi người có mắt đều nhìn thấy cô đã kiệt sức lắm rồi trên mặt biển mênh mông chiếc thuyền gỗ nhỏ bé đạp gió rẽ sóng, chậm chạp, kiên định đi về phía trước. Không ai trách cô không biết tự lượng sức mình, ngược lại họ còn tập trung hết vào ống kính chỗ cô, bình luận cổ vũ che kín màn hình. Cuối cùng đường bờ biển tối đen dần trở nên rõ ràng, không còn xa tích tắp nữa. Ánh đèn dần hiện lên trong tầm mắt, ở đó có người đứng ngay đầu, nước biển sau cơn thủy triều hoàng hôn đã qua cả ống quần anh. Lâu ngữ nhìn gương mặt mờ ảo ấy, như biến bóng anh thành cột mốc cho đích đến lao nhanh về phía anh mái chèo rẽ cơn sóng cuối cùng sau khi lên tới bãi cát cô vứt mái chèo sang một bên mệt mỏi đi xuống thuyền tầm mắt cô bị mồ hôi làm cho mờ đi còn chưa thể lên hẳn bờ người cô đã cạn kiệt sức lực quỳ xuống cát đầu gối đập vào đá may người vẫn chưa rơi xuống biển đêm lạnh lão một đôi tay thô ráp kéo cô lên nắm chặt lấy bàn tay ứa máu của cô cô đã bị nước biển làm mờ mắt không nhìn rõ được gì nhưng vẫn biết người tới là ai dựa vào sự dẫn dắt của anh, cô lão đảo lên đường bờ. Khoảnh khắc không nhìn thấy Văn Tuyết thời trên thuyền tự động, cô đã biết anh đang ở cảng biển đợi cô. Chia cách 5 năm, anh vẫn là người đầu tiên hiểu được ý cô nói. Chúng ta gặp lại trên bờ, câu này có nghĩa là cô không muốn dựa vào bất kỳ ai, quyết tâm dựa vào sức mình để đi tới đích. Anh không nghĩ cô sẽ từ bỏ, cũng không nghi ngờ liệu cô có tới bờ được không. Bởi vì trong nửa cuộc đời trước đó, họ đã vai kề vai chèo chống con thuyền có thể lật bất cứ lúc nào này, cùng nhau rẽ sóng trên dòng sông ước mơ không thấy điểm dừng. Đó là hành trình còn vô vọng, đầy sóng hơn. Hai người từng bước từng bước đi về phía trước, anh từng thấy dáng vẻ chiến đấu hết mình của cô, vậy nên anh đã đứng đợi ở bờ, đưa tay ra đón lấy cô. Văn Tuyết thời kéo cô lên bờ sông thì lập tức buông tay. Nhưng trước khi buông, anh vẫn lặng lẽ vuốt mái tóc bị nước biển và mồ hôi thấm ướt của cô, để người phụ nữ mệt mỏi này không quá thê thảm trước ống kính. Kiên cường, tự tin và xinh đẹp. Đây chính là dáng vẻ cô có chết cũng phải thể hiện trước ống kính, cho dù họ không còn quan hệ gì nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ ánh hào quang này. Chương 24, Phớt lớp. Ống kính đã quay toàn bộ quá trình từ khi lâu ngữ xuống thuyền tới lúc lên bờ, phần bình luận như sắp nổ tung, có lẽ đây là cảnh hóc nhất của livestream chuyến tàu đêm. Mẹ kiếp, mặc dù chị đã về đích, nhưng sao xem tới cảnh cuối tôi lại khóc thế này tôi cũng vậy lúc chị lâu khùi xuống được văn tuyết thời đỡ lấy nước mắt tôi đột nhiên tuôn ra lạ ghê vừa nãy tôi còn thắc mắc tại sao anh ấy không ngồi mà lại đi xuống đứng gần biển tới nỗi giày ướt sũng lẽ nào là vì có thể đỡ chị lâu đầu tiên sao thì nãy tôi mới bảo sơ văn không phải người nhỏ mọn anh ấy rất ga lăng điều này nằm ngoài phạm vi của ga lăng rồi tranh cãi mấy cái này làm quái gì chi bằng cho chị của chúng ta một tràng pháo tay đi giỏi quá đi mất giỏi thật tôi tưởng chắc chắn cô ấy không kiên trì được tới cuối cơ tung hoa chị tôi là giỏi nhất cho dù có thua cũng thua trong vinh quang chuyến tàu đêm đã kết thúc với nhiệm vụ tưởng như không hoàn thành nổi của lâu ngữ toàn bộ tốt tìm kiếm đều liên quan tới cô đè bẹp hoàng nhân hoa xinh đẹp đạn ngời bước xuống du thuyền bốn người còn lại càng không có gì để nói nhân lúc đang hót chương trình phát video chuẩn bị trước đó của lâu ngữ Lúc này mọi người mới biết, thì ra trước khi livestream lên sóng, lâu ngữ đã lặng lẽ chèo thuyền một tiếng. Nghe thì thấy 10 km đường biển chỉ là một con số rất nhỏ, nhưng sau khi quy đổi thời gian, từ lúc rạng sáng tới khi tối om, mọi người mới biết chèo thuyền 10 km khó tới mức nào. Lúc này lâu ngữ đã gần như sống dở chết dở, nằm ngủ ly bì trong khách sạn chương trình thuê. Lật tử sợ hôm nay cô kiệt sức quá sẽ ốm, do vậy cô ấy đã ở trong phòng canh chừng cô luôn. Lâu ngữ ngủ rất say, không nằm mơ không quay người tay vẫn duy trì tư thế như được ai nắm lấy lặng lẽ nắm chặt chăn lại lật tử ngồi một bên lướt điện thoại lúc lúc sẽ ngẩng đầu lên xem cô nhưng đều thấy gương mặt nhẹ nhõm tươi cười của lâu ngữ đó là nụ cười rất bình thường nhưng lại khiến lật tử cảm thấy xa lạ trong hai năm cô ấy đi theo lâu ngữ cô ấy cho rằng mình đã chứng kiến mọi cảm xúc của lâu ngữ chủ yếu là trạng thái khi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày bình thường cô sẽ luôn yên tĩnh mặc vô cảm ban đầu lật tử còn tưởng là thói quen lạnh lùng của ngôi sao lớn nhưng không phải như vậy khi cô ấy vừa mới nhận công việc này chẳng bao lâu sau lâu ngữ đã lấy được giải nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất đồng nghiệp nói cô ấy may mắn gặp cấp trên giỏi như vậy nếu muộn thêm chút nữa công việc này sẽ không tới lượt cô ấy làm dù sao trước đó những nghệ sĩ cô ấy làm cùng đều chỉ là người kém tiếng nào được phục vụ qua nghệ sĩ lớn như vậy cô ấy luôn thấp thỏm không yên sợ lâu ngữ chia bai mình làm không tốt, sau đó sẽ đuổi việc mình. Phải biết rằng mấy ngôi sao kém tiếng trước đó đều coi cô ấy như người hầu để sai khiến, nhất là khi tâm trạng không tốt, họ sẽ chửi bới cô liên tục. Vì vậy mà có một khoảng thời gian cô ấy vô cùng ức chế, cảm thấy cuộc đời không có gì ý nghĩa, lẽ nào mình thật sự kém cỏi như vậy sao? Ngay cả việc làm thùng rác, bảo mẫu cho người khác cũng không được. Để bản thân thoải mái hơn, cô ấy tự nhủ, những mảnh đời lấp lánh kia chỉ cao hơn mình một bậc thôi không sao cả mãi cho tới khi làm việc cho lâu ngữ cô ấy mới biết suy nghĩ của mình sai hoàn toàn tôi từng diễn rất nhiều vai diễn những vai đó đều rất xuất sắc nhưng tôi trong cuộc sống không giống như họ tôi chỉ là một người có rất nhiều tật xấu mong cô bao dung và bỏ qua cho tôi đây là câu nói lâu ngữ nói với cô ấy vào ngày đầu tiên đi làm người có thể nhận ra bản thân có tật xấu sao có thể có tật xấu gì được ít nhất cô chưa bao giờ sai khiến cô ấy như người hầu có lúc lật tử còn cảm thấy mình và cô là bạn bè lâu ngữ là một người không để lộ ra sơ hở nào cô kiểm soát cảm xúc của mình tốt tới đáng sợ chỉ có một lần duy nhất đó là lúc lật tử vừa đi làm cô ấy đã vô tình bắt gặp lâu ngữ bất thường trong phòng trang điểm ở cánh gà lễ trao giải cô ấy đẩy cửa đi vào lâu ngữ đang cúi đầu xem điện thoại khi cô ngẩng mặt lên đôi mắt đã đỏ hoe rõ ràng người này vừa lấy được giải nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, hào quang bao quanh người, nhưng gương mặt lại vô cùng cô đơn. Lâu ngữ thấy cô ấy đi vào thì lập tức lấy bông tẩy trang lau khóe mắt, lẩm bẩm như ngày thường, dầu tẩy trang này cay quá. Cô ấy không hiểu tạo sao cô lại phải kiềm chế cảm xúc của mình như vậy. Nhưng về sau theo lâu ngữ tới phim trường, cô ấy đã hiểu ra. Lâu ngữ không cố tình làm vậy, bởi lẽ khi quay phim cô đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc cảnh quay một đoạn cảm xúc suy sụp lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cứ mỗi lúc tiếng ác sân vang lên là phải rơi nước mắt, gào thét đau cả cổ họng. Sau khi dặm lại lớp trang điểm xong lại bắt đầu cảnh thứ hai, mắt mũi trên mặt như muốn bay đi hết. Lật tử từng nghĩ nếu bản thân phải làm như vậy, có lẽ tâm thần cô sẽ phân liệt mất. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày, lâu ngữ luôn bật chế độ tiết kiệm điện, dồn mọi cảm xúc vào phim trường. Cuối cùng lật tử đã hiểu ra, mặc dù mình từng thấy cô vui vẻ, nhưng đó chỉ là cảm xúc thuộc về vai diễn còn nụ cười của lâu ngữ thì sao cô ấy chưa từng nhìn thấy do vậy giờ mới thấy xa lạ thì ra khi cô thật sự cười lên trông sẽ như vậy bình tĩnh tới mức khiến người ta gợn buồn có lẽ vì đã quen với việc kìm nén quá nhiều cho nên khi vui cũng chỉ lặng lẽ tới vậy cô nằm mơ thấy chuyện vui sao lật tử không khỏi tò mò lâu ngữ là ngôi sao lớn thành công như vậy cô sẽ vui như thế vì chuyện gì Lâu ngữ trong cơn mơ vui như vậy là vì cô đã mơ thấy chuyện 10 năm trước. Khi đó còn cách ngày làm ngôi sao lớn rất xa, cô vẫn còn làm thế thân trong đoàn phim câu thơ ngày hôm qua, tới quay phim ở thị trấn Avignon non xa xôi. Lần đầu tiên trong đời cô được ra nước ngoài, trong lúc mọi người đang quay, cô lén chuồng đi mua kem ăn. Chỉ một que kem bình thường nhưng đã có thể khiến cô vui không ngớt. Ngưỡng cửa của hạnh phúc hạ xuống rất thấp vì sự mới mẻ. Với cô, mỗi ngày sống ở Avignon non đều là ngày vui, ngoại trừ ngày cuối cùng. Cảnh quay ở đây là cảnh cuối cùng của đoàn làm phim, quãng thời gian nghe có vẻ dài đằng đẵng đã sắp kết thúc. Nhìn bốn chữ đóng may may mắn viết trên bản thông báo, lâu ngữ chợt có cảm giác phức tạp, vừa thấy như được giải thoát, lại không nỡ kết thúc mọi chuyện. Tự như lễ tốt nghiệp trong thời học sinh khô khan, trong lễ tốt nghiệp đó, có người mà cô không nỡ rời xa, đó chính là bạn cùng bàn ngồi đối diện cô. Lần có cảm giác không nỡ như vậy trước đó là vào lễ tốt nghiệp cấp 2 cô thầm yêu cầu bạn ngồi chết phía trước nhưng có lẽ đối phương không nhớ cô là ai không thể trách cậu ấy được ngoại trừ việc phải mặc đồng phục tới trường trong lễ thượng cờ vào thứ hai đầu tuần những ngày khác học sinh của trường cô có thể mặc quần áo mình thích thế là rất nhiều bạn nữ ăn mặc thời thượng phô ra vẻ ngoài xinh đẹp của mình chỉ có cô là một tuần năm ngày đi học luôn mặc đồng phục cô cũng muốn ăn mặc xinh đẹp nhưng lúc đó bố mẹ đã ly hôn cô chuyển tới sống với ông bà ngoại ông ngoại là nông dân vì vậy cô không có nhiều tiền tiêu vặt, càng không nói tới việc có tiền mua quần áo mới. Tới lúc bắt buộc phải giặt đồng phục, cô đã mặc áo len bà ngoại đang cho mình. Các mũi đan đều rất tỉ mỉ, nhưng áo lại có màu rượu đỏ sẫm quê mùa. Sau khi cô mặc nó đến trường thì bị mọi người trêu đùa là bà cụ non nhà quê. Khi đó, người giải vây cho cô là cậu bạn đó. Tới giờ cô đã quên dáng vẻ cậu ấy, nhưng vẫn nhớ rõ cậu ấy ném bóng rổ qua, đập vào đám người đang cười đùa, hét các cậu mới quê mùa ấy đây gọi là đồ cổ trang khoảnh khắc cô thầm thích ai đó luôn là như vậy cho dù đối phương chỉ tiện tay giải vây cho nhưng cô sẽ càng bị cuốn hút bởi sự tự nhiên ấy về sau cô bắt gặp cậu ấy và cô gái mình thích đang ở trong tiệm tạp hóa cậu ấy căng thẳng mời cô gái ăn kẹo không còn dáng vẻ thoải mái như lúc giải vây cho cô cô gái cậu ấy thích mặc váy xòe áo len sợi màu vàng nhạt trông vô cùng xinh đẹp từ đó về sau Cô không còn mặc chiếc áo len có màu đỏ rượu đó nữa, cất gọn nó vào chỗ sâu nhất trong tủ. Có lẽ bà ngoại nhìn ra sự ghét bỏ của cô nên cũng không kiên quyết đan áo cho cô nữa. Nhưng vào một sáng sớm đi học nào đó, bà ngoại đã gọi cô ra, sau đó nhét một xấp tiền dày vào túi áo cô. Bà xoa đầu cô, run rẩy nói, tiểu lâu, đi mua quần áo mình thích đi. Về sau cô mới biết, mặc dù số tiền đó không nhiều, nhưng nó là số tiền mà bà ngoại phải đan rất nhiều khăn len mang ra ngoài đường bán vào lúc cô đi học. Trước đây làm gì có mã QR, phải liên tục tìm tiền lẻ trả lại cho khách. Để tiện hơn, bà ngoại đã đeo găng tay hở đầu ngón tay, vào mùa đông đó, đầu ngón tay bà đã bị lạnh cống. Lâu ngữ vô tình phát hiện mọi chuyện nhờ những vết chai vì lạnh ấy. Cũng may cô không nỡ tiêu số tiền đó, do vậy cô đã cầm nó đi mua một đôi găng tay giữ ấm cho bà ngoại. Bà ngoại nhận lấy món quà, ngoài miệng nói cô phí tiền, sao phải mua cho bà làm gì, bà có thể tự đan cho mình nhưng cứ tới ngày đông giá rét là bà sẽ cẩn thận đeo nó lên tay còn cô cũng lấy chiếc áo len màu đỏ rượu trong tủ ra mặc nó tới trường thay đồng phục đó là toàn bộ thanh xuân ảm đạm của cô không có mối tình đầu ngọt ngào tất cả chỉ giống như nhật ký đẫm nước mắt ở những trang cuối cùng cô cố gắng tạo ra chút điểm nhấn cho thanh xuân của bản thân vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp cô đã lén đứng gần cậu bạn đó nhất vì vậy khi chụp ảnh tập thể vào ngày đóng mấy bộ phim câu thơ ngày hôm qua cô cũng dùng cách tương tự như thế lén đổi chỗ tới cạnh văn tuyết thời văn tuyết thời rất cao nên bị xếp xuống cuối cùng mà với chiều cao của cô muốn đứng cạnh anh thì chắc chắn sẽ bị người phía trước che mất cô không quan tâm tới điều đó chỉ muốn đứng cạnh anh kết quả khi có ảnh văn tuyết thời cười cô nắc nẻ cô đứng ở đâu thế đầu cũng không thấy đâu luôn cô thỏa mãn cười trộm chẳng sao cả cô vụng về khi ấy còn chưa nhận ra tại sao anh lại phát hiện ra chuyện cô bị che mất ngay đầu tiên đoàn làm phim không có bữa tiệc ăn mừng đóng máy một là vì ngân sách cạn kiệt hai là bao nhà hàng ở nước ngoài quá đắt nhà sản xuất đã tặng mỗi người một bao lì xì cho xong chuyện văn tuyết thời cầm lì xì nhìn cô hỏi có muốn ra ngoài ăn bữa cơm đóng máy của riêng chúng ta không cô cầu còn chẳng được nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu nói được văn tuyết thời nhìn cô ánh mắt nhún ý cười. Lần này thời gian còn rất nhiều, họ không rơi vào bước đường phải ăn mạc đo nữa. Sau khi lựa chọn kỹ càng, họ đã tìm một nhà hàng đầu phố, đối diện với một nhà thờ nhỏ, bên cạnh còn có vòng quay ngựa gỗ. Họ lấy ly xì nhà sản xuất tặng ra, cùng nhau gọi một phần bít tết, một cái bánh chuối, sau đó cùng nhau thưởng thức. Ngoài ra họ còn gọi hai ly rượu, cô không hiểu tên rượu viết trên menu, nên chỉ gọi bừa. Sau khi nhân viên mang rượu lên, cô giả vờ nhấp một ngụm nhỏ mặt lập tức nhăn lại anh nhìn vẻ mặt của cô thì vui thích thú cô gọi rượu gì thế cô lắp bắp tôi cũng không biết anh bâng cua hỏi cô có để ý không cô đáp không anh bèn đưa tay cầm lấy ly rượu cô cô uống một ngụm vị trí anh uống cạnh chỗ cô vừa nhấp môi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau là rượu làm từ quả bách xù có vị cây anh đẩy ly rượu của mình tới trước mặt cô cô nhớ sau này đừng gọi loại này nó mạnh lắm đấy uống của tôi đi cô gật đầu anh hiểu về rượu thế nhỉ nhưng nhìn anh lại không giống người hay uống rượu vào ngày sinh nhật phó đạo diễn anh cũng không uống nhiều văn tuyết thời thoải mái đáp tôi còn biết pha chế rượu nữa anh bày ra tư thế như một ba tender thực thụ khi còn học đại học tôi có làm thêm ở quán bar để kiếm chút tiền sinh hoạt lương cao không tôi cũng từng đi làm thêm nhưng là chụp ảnh cho người ta lương không ổn định lắm từ đây họ bắt đầu nói tới thời đại học của mình văn tuyết thời tốt nghiệp một trường nghệ thuật có tiếng từng có tranh chấp khó giải quyết với học viện của cô nhưng ai quan tâm chứ ít nhất lúc này sinh viên tốt nghiệp từ hai trường đối đầu đang ngồi cạnh nhau cùng nhau nói về giáo viên môn diễn xuất khi đó của họ lâu ngữ chống cằm nói ra khi đó anh cũng thi vào trường bằng chính sức mình nhỉ đúng vậy nhưng chủ nhiệm từng khuyên tôi nói khả năng độ rất thấp giáo viên của tôi cũng như vậy. Cô cũng gặp phải chuyện đó hả? Ừ, bởi vì khi đó tôi có thể thi vào trường đại học ổn, nhưng tôi đã chuyển sang thi nghệ thuật. Nhưng giáo viên không muốn mất đi một suất vào đại học tốt, điều đó có nghĩa là tiền thưởng và tỷ lệ đổ trường tốt của bà ấy sẽ thấp đi. Một hôm nọ, bà ấy gọi tôi tới văn phòng, tôi tới đó xem, ngoài trừ bà ấy ra, còn có giáo viên những bộ môn khác, họ vây quanh tôi, làm công tác tư tưởng cho tôi. Lâu Ngữ nhớ lại chuyện xưa cũ mà không khỏi bật cười, cảnh tượng đấy rất giống một nhóm huấn luyện viên phòng gym đi phát tờ rơi. Văn Tuyết thời cũng cười theo. Bà ấy thấy không nói được tôi nên đã gọi thẳng cho mẹ tôi. Lâu Ngữ vẫn mỉm cười, nhưng khóe miệng lại bất giác trùng xuống, lâu lắm rồi tôi với mẹ mới ăn với nhau một bữa, hiển nhiên bà ấy cũng phản đối tôi thi nghệ thuật. Lâu lắm. Lâu Ngữ bình tĩnh đáp, bà ấy và bố tôi đã ly hôn, hai người đều có gia đình của riêng mình tôi sống với ông bà ngoại. Văn Tuyết thời mím môi, dường như thấy ấy nấy khi động tới vết thương của người khác. Lâu ngữ không cần lời an ủi nào từ anh, bởi lẽ đối với cô, vết thương này đã kết vẫy từ lâu, cô chỉ xua tay, nói về chủ đề chính. Ăn xong bữa cơm đó, tôi đã hoài nghi có phải mình sai thật rồi không? Bởi vì mọi người đều phản đối tôi, thế là năm đó tôi không đi thi nghệ thuật nữa. Văn Tuyết thời nhíu mày, đáng tiếc quá. Lâu ngữ xoa đầu, khi đó mẹ tôi có nói một câu trúng tim đen của tôi. Bà nói tôi nên suy nghĩ cho ông bà ngoại, có công việc ổn định thì có thể giúp ông bà dưỡng già. Cuối cùng khi điền nguyện vọng, tôi đã điền vào trường sư phạm mà họ muốn, nhưng tôi không cam tâm. Như này khó chọn thật. Văn Tuyết thời là người lắng nghe giỏi, anh không xen vào, cũng không chỉ ngồi im nghe, anh sẽ đưa ra sự đồng cảm và phản hồi trước cảm xúc của người nói. Điều này khiến cô vốn dĩ chỉ muốn nói đôi chút biến thành kể ra rất nhiều chuyện. Đúng vậy. Về sau ông bà ngoại cũng biết chuyện này. Bà ngoại gọi tôi qua một chỗ, bà không được học nhiều, không nói được mấy đạo lý đau to búa lớn, chỉ lắp bắp nói với tôi, tiểu lâu à, còn cứ tới nơi con muốn tới, nếu không bà ngoại sao nhắm mắt được. Cô bắt chước lại giọng điệu của bà, dường như người ngồi phía trước văn tuyết thời là một bà lão thật. Một bà lão không biết chữ, mang theo niềm tin mù quáng, ủng hộ giấc mộng hoang đường của cô cháu gái nhỏ. Vậy nên năm đó tôi đã thi lại vào trường nghệ thuật, đi nguyện vọng mình muốn nhất, đi trên con đường hiện tại. Mặc dù bây giờ, nhưng ngày thi năm đó thật sự là ngày vui nhất trong đời tôi, không chỉ vì tôi cảm thấy mình đã tới gần giấc mơ hơn, mà còn vì tôi không để hai người duy nhất ủng hộ tôi thất vọng. Văn Tuyết thời giơ ly rượu về phía cô, khẽ chạm nhẹ vào ly của cô. Lần trước cô gọi điện cho họ đúng không? Họ biết cô đã được đóng phim chắc sẽ càng vui hơn. Lâu ngữ cúi đầu khẽ ừng một tiếng. Bữa cơm này diễn ra rất chậm, họ tiếp tục nói về quá khứ, về đồ ăn, về avit non, nhưng không hề nhắc tới ngày tháng sau lễ đóng máy. Dường như đây là một ngày quay phim rất đổi bình thường, hôm sau họ vẫn sẽ gặp nhau. Lâu ngữ nhìn đồng hồ, thầm nghĩ mấy tiếng nữa họ còn có thể cùng nhau ăn cơm, nói chuyện như này không? Chắc là không. Ăn được một nửa bít tết thì nó đã chẳng còn thơm ngon gì nữa. Văn Tuyết thời thấy cô trầm ngâm hồi lâu bèn hỏi, không ngon sao cô che giấu vẻ mặt thất vọng hơi chín thì phải chắc chín năm phần sẽ ngon hơn xin lỗi đầu bếp vì đã lấy anh ra làm bia đỡ đạn lâu ngữ thầm xin lỗi cứ như vậy họ đã nói tới tận khi nhà hàng đóng cửa hai người đi ra ngoài vốn dĩ nên đi theo con đường đá cũ để quay về nhưng văn tuyết thời lại đi nhầm hướng lâu ngữ nhận ra điều này cô nhìn sang chỗ khác không nhắc anh anh dẫn cô đi được một đoạn dài thì thấy xung quanh đột nhiên có vòi phun nước và nhà thờ cổ kính. Tới giờ anh mới biết mình đi sai đường. Toi rồi, chúng ta đi nhầm đường rồi sao? Cô chột dạ cúi đầu, xoa cổ. Ừm, hình như là vậy. Nói dối cũng rõ rệt như vậy. Văn Tuyết thời nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ cười. Họ muốn tìm đường quay về cũ, nhưng lại lạc trong con ngõ ngoằn ngoèo, rẽ vào một ngõ tối, rồi lại đi qua ngõ, quanh đi quẩn lại, cuối cùng họ đã nhìn thấy quảng trường rộng lớn. Chính giữa quảng trường vang lên tiếng piano, khi họ tới gần, nghệ sĩ đường phố đó đã bắt đầu dọn hàng. Lâu ngữ liếc nhìn, dùng tiếng Pháp bập bẹ nói với đối phương mấy câu, đối phương lập tức cười vẫy tay với cô. Văn tuyết thời ngây ngốc, cô còn biết tiếng Pháp ư? Đâu có, câu nói vừa nãy là câu hai hôm trước tôi dùng Google dịch dịch đấy. Lâu ngữ ngượng ngùng, không phải hôm nọ quay phim cả ngày trên đường sao, tôi cũng chẳng có gì làm nên đã đi ra ngoài một lúc, phát hiện ở ngoài đường có rất nhiều ca sĩ như vậy. Tôi liền nghĩ nếu có cơ hội có thể động viên họ một chút thì tốt, vậy nên đã học cụm từ này, nó có nghĩa là hay lắm. Anh sững sờ, sau đó cười quay đầu lại. Cô nghe thấy anh loáng thoáng nói, ừm, có thể biểu đạt rất tốt rồi. Cái gì? Anh đang châm biếm cô trước đây nói năng lộn xộn sao? Hai người đi dạo xung quanh một vòng, cuối cùng đã quay về bến xe cũ, A viết non sắp tới nửa đêm tàu hỏa đã ngừng chạy trong nhà ga không một bóng người văn tuyết thời thò đầu nhìn vào bên trong đề nghị chúng ta vào trong xem nhé nhà ga của thị trấn tại châu âu vô cùng nhỏ bên ngoài lối vào còn có một cây đàn piano đen trắng văn tuyết thời kéo ghế ra khi cô ngó nhìn xung quanh chợt nghe thấy tiếng đàn du dương anh đàn lại những giai điệu người nghệ sĩ ban nảy chơi lâu ngữ trợn tròn mắt anh còn biết chơi đàn sao ừm cũng vừa mới học thôi anh cố tình bắt chước giọng điệu vừa rồi của cô lâu ngữ lườm anh một cái anh cười nói không đùa nữa tôi học từ nhỏ rồi thảo nào thảo nào tay anh có vết chai lâu ngữ lập tức nhớ tới lúc anh nắm lấy tay cô khi chụp poster rồi lại nhớ tới sự tiếp xúc ấy cô ngượng ngùng xoa ngón tay cố tỏ ra điềm tĩnh khen ngợi từ nhỏ đã học thì chắc anh giỏi lắm bình thường lâu lắm tôi không đàn rồi trước đây bài tôi đàn nhiều nhất là một bài trong eo buông. Nói xong anh chợt im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi cô, cô muốn nghe không? Cô vội gật đầu, lập tức bày ra tư thế rửa tay lắng nghe. Anh đặt ngón tay lên phím đàn, vậy cô nghe kỹ nhé, tôi đàn cho cô đấy. Phím đầu tiên được ấn xuống, âm nhạc du dương như nước chảy lan ra khắp nhà ga tối tăm, cũng lấp kín hơi thở của cô. Thứ ngón tay anh ấn nào phải phím đàn, rõ ràng anh đã ấn vỡ từng khớp xương trên người cô lột bột lột bột cô sắp không đứng thẳng được nữa rồi bản nhạc kết thúc anh đứng dậy dựa vào đàn hỏi cô hay không lâu ngữ rất muốn khen anh thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ giơ ngón cái với anh trước âm nhạc làm sao xuyến lòng người ngôn từ đã mất đi âm sắc cô nghĩ với trình độ này của anh cho dù không làm diễn viên cũng có thể làm nghệ sĩ dương cầm thật ra anh kéo dài giọng bài tôi vừa đàn không phải bài trong album mà là bài tôi ngẫu hứng sáng tác. Cô nuốt nước bọt, vị cây của rượu quả bách xù lại sọc lên. Anh giỏi quá đi mất, tôi nói thật đấy. Vậy sao, coi như không ủng công tôi đàn cho cô nghe rồi. Nghe thấy lời khen, anh cười tít mắt lại, khi đàn tôi còn chưa nghĩ ra tên cho nó, nhưng bây giờ tôi nghĩ ra rồi. Tên là gì? Ánh trăng mong men len qua cửa kính, chiếu rọi gò má anh. Anh nhìn cô, khẽ nói, phớt lớp, tình đầu. Chương 25, nói với ai năm mới vui vẻ vào năm nào đó. Khi lâu ngữ tỉnh lại, cô đã không còn nhớ gì về giấc mơ đó. Thứ cô nhớ duy nhất là bàn tay được văn tuyết thời nắm, nhờ có cái đờ ấy, cơ thể run rẩy của cô mới có thể lên được bờ. Nếu trong trái tim thật sự có một mảnh đất, vậy vào khoảnh khắc đó, chắc chắn nó đã trải qua cơn động đất mạnh. Một trận động đất không nên có, không thể kiểm soát, là sự rung rẩy khi rơi vào người khác. Khi còn trẻ, con người sẽ không quan tâm tới việc liệu cái rung ấy sẽ rơi đi đâu. Nhưng cô đã 32 tuổi, vậy mà cô vẫn rơi vào cùng một người. Rơi vào một lần đã biết kết quả, cô đã có thể kiểm soát tốt đường bay của mình, biết nên hạ cánh nơi đâu. Cơ thể vẫn mệt lả đi, lâu ngữ cầm điện thoại lên nhìn. Đã 11 giờ đêm thì ra cô không ngủ quá lâu. Trước khi ngủ, cô nhớ Lật Tử vẫn ở trong phòng, bây giờ bên giường đã không còn ai. Cô từ bỏ ý định nhờ lật tử đi chuẩn bị cơm tối cho mình. Bình thường vào giờ này, cô không ăn gì nữa. Nhưng hôm nay cô đã mất quá nhiều sức, phải bổ sung chút năng lượng. Do vậy cô đã gọi dịch vụ đồ ăn ở khách sạn. Điện thoại xuất hiện vô vàng tin nhắn, đều là mấy lời hỏi thăm của bạn bè trong giới khi xem hot search. Lăn lộn trong ngành giải trí mấy năm, cô quen gần hết người trong giới, có thể duy trì quan hệ bạn bè. Nhưng tất cả đều chỉ là từng tiện tay giúp đỡ như Đặng Thanh, quan hệ giữa họ không tệ, cũng không thân thiết. Khi cô trả lời xong hết tin nhắn, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng khách. Lâu ngữ tưởng đồ ăn tới, cứ thế đi ra mở cửa, nào ngờ lại giật mình khi thấy người đứng bên ngoài. Sao anh tới đây? Châu hướng Minh đi vào bên trong, đặt túi đồ ăn lên bàn, là loại mì cô ăn một lần rồi khen ngon trước đây. Anh ấy cẩn thận đổ mì và mấy loại đồ ăn kem ra đĩa, đích thân sắp xếp lại bàn ăn cho cô, sau đó hất cầm, còn không qua ăn đi. Lâu ngữ kéo ghế ra, ngồi xuống anh đi một quãng đường dài tới là để đưa đồ ăn cho tôi tới xem cô sống hay chết cô sững sờ sau đó mới hiểu ra anh tưởng sức khỏe tôi có vấn đề thật sao cô mỉm cười cuộc điện thoại có chỉ là hình phạt thôi người tôi gọi gần đây nhất là anh tôi cũng không kịp giải thích với anh châu hướng minh ừ một tiếng sau tôi đoán ra rồi anh ấy chuyển chủ đề nhưng không có nghĩa lời tôi nói với cô sẽ được bỏ đi hôm nay cô làm khá tốt trong buổi livestream, tôi đã liên lạc với bên đoàn phim kia rồi, khoảng 3 ngày, qua Tết thì bắt đầu sau. Lâu ngữ đột nhiên không muốn ăn nữa. Anh nên bàn bạc với tôi đã chứ? Nhìn đi, đây không phải kết quả của bàn bạc sao? Đây hoàn toàn là buổi thảo luận vô nghĩa, chắc chắn cô sẽ nói không cần. Bởi vì thật sự không cần mà. Bây giờ tôi đã khỏe lại rồi, hơn nữa tôi cũng quen quay phim vào dịp Tết rồi giao thừa là ngày cô không biết nên đi đâu nhất trong năm cô rất thích công việc hiện tại của mình bởi vì đối với đoàn phim giao thừa không có gì đặc biệt họ vẫn làm việc như thường hôm đó cô sẽ tặng lì xì cho mọi người vui vẻ qua hết ngày so với việc về nhà hàng huyên với mấy họ hàng chẳng ra sao còn phải đi tới nhà khác chút tết bắt chuyện với những người xa lạ đi làm còn vui hơn vậy sao vậy cô xuống phòng tập diêm dưới tầng chạy mười km cho tôi xem có thể chạy xong thì tôi không xen vào nữa lâu ngữ thở dài vậy chúng ta mỗi người lùi một bước đi gần đây tôi khá thích một kịch bản nhưng chỉ là phim chiếu mạng tôi muốn nhận nó phim chiếu mạng anh đừng vội phủ định nó châu hướng minh nhướng mày ai nói tôi sẽ phủ định tôi khá hứng thú với kịch bản có thể khiến cô muốn nhận đóng phim mạng thật gửi cho tôi xem xem biết đâu có thể sửa thành phim điện anh chỉ cần kịch bản hay những cái khác không phải vấn đề lâu ngữ nhún vai được vậy lần này chúng ta vui vẻ thống nhất được ý kiến tôi cũng sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một khoảng thời gian cuối cùng cô đã thỏa hiệp với châu hướng minh một cách đơn giản như vậy không phải vì cô nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi mà vì cô nên cho nhân viên của mình được nghỉ lần nào vào đoàn làm phim quản lý điều hành và trợ lý đều phải đi theo cô quản lý điều hành còn có thể về nhà vào dịp tết nhưng trợ lý thì không rất nhiều trợ lý không chịu được thói quen này của cô nên không ai làm vị trí này lâu, phải thay người liên tục. Lật tử đang là người làm được lâu nhất, hai năm rồi cô ấy không được về nhà đón năm mới. Cô ấy cứ ngỡ năm nay cũng vậy, kết quả tối đó lâu ngữ nói với cô ấy tin này, cô gái vui tới nỗi muốn bay lên, cấp tốc đi tranh vé tàu hỏa, nhưng vé đã bán hết từ lâu. Cô ấy cắn răng chuyển sang mua vé máy bay, nhưng áp đặt đã hiện chuyến bay của cô là vào ngày mai. Ai mua vé cho cô ấy vậy nhỉ? lại còn khoan hạn nhất nữa. Lật Tử trận tròn mắt mở quy chát ra, tình nhắn lâu ngữ hiện lên. Lần này tới lượt chị làm trợ lý cho em rồi. Năm mới vui vẻ. Sau khi mua vé máy bay cho Lật Tử xong, lâu ngữ không biết mình nên mua vé tới đâu. Đây là năm mới đầu tiên không bị công việc lấp đầy của cô. Cô cầm điện thoại, suy nghĩ bất giác bay đi thật xa. Trước năm hai mươi tuổi, cô luôn ở cùng ông bà ngoại. Sau hai mươi tuổi, trong mấy năm công việc còn ảm đạm cô đã đón năm mới với Văn Tuyết Thời. Còn nhớ năm đầu tiên họ yêu nhau, khi sắp tới giao thừa, hai người vừa về nước chưa được mấy ngày, Văn Tuyết Thời hỏi cô mua vé về nhà vào ngày nào. Cô lấp lửng nói 30 Tết đi, chỉ tranh được vé hôm đó. Văn Tuyết Thời lại hỏi mấy giờ, anh không về nhà đón năm mới, hôm đó có thể đưa cô ra nhà ga, sau đó lại bị cô lấp lửng cho qua. Sáng sớm hôm đó, cô kéo vali ra ngoài, tới siêu thị mua quà Tết, sau đó tới gõ cửa nhà Văn Tuyết Thời. Văn Tuyết thời đang lục mì tươi còn thừa từ tối qua trong tủ lạnh, mặt vẫn còn mấy sợi râu lúng phúng chưa kịp cạo, khi mở cửa ra thấy cô, anh sững sờ lúc lâu. Không phải sáng nay em đi rồi sao? Cô vẫn còn khá ngại ngùng, cầm chỗ kéo vali, gật đầu. Đúng vậy, tới nhà anh đấy. Tên của Văn Tuyết thời bắt nguồn từ bài lắng nghe tuyết rơi, sau khi về nước, chuyện đầu tiên cô muốn làm là mua đĩa CD của bài này. Nhưng nó được phát hình từ 28 năm trước, Cô lục tung các trang web bán đồ cần hand mà không tìm được đĩa, nhưng lại có mấy bài viết liên quan. Trong đó có một bài khiến trái tim cô suýt ngừng đập. Nghệ sĩ Dương cầm Long bỉnh quân chết vì đuối nước, cảnh sát phán đoán sơ bộ là tự sát. Bài viết chỉ có vài ba dòng, thi thể của nghệ sĩ Dương cầm Long bỉnh quân, tác giả của bài lắng nghe tuyết rơi được tìm thấy ở sông tại khu ngoại Ô Vân Thành, nguyên nhân chết là đuối nước. Bài viết còn nhắc tới, ông đã bỏ lại đứa con trai 16 tuổi và vợ mình. Văn Tuyết thời năm 16 tuổi đã dùng cách này để ngược dòng thời gian với cô, giao thoa với cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đọc xong bài viết đó, cô ngây ngốc tắt điện thoại, suy nghĩ đầu tiên là, thì ra anh ấy họ Long. Long. Cô nhìn Văn Tuyết thời, vô thức đọc ra họ này, không muốn che giấu anh chuyện mình đã đọc được tin tức đó. Văn Tuyết thời chỉ thoáng sững người, sau đó cười nói, có phải họ này ngầu lắm không? Vẻ mặt như đã sẵn sàng tâm lý nếu cô biết hoặc muốn cô biết anh không hề tỏ ra bi ai thậm chí còn treo đùa nhưng cũng may tên anh không liên quan tới bố anh nếu không mẹ anh lấy người khác anh còn phải đổi tên thật ra cô cũng đoán ra chuyện mẹ văn tuyết thời đi bước nữa nếu không anh sẽ không chọn đón năm mới một mình vì vậy hôm nay cô đã quyết định tới bên anh quả nhiên cô đoán không sai không ai có thể hiểu rõ con cái của những gia đình tái hôn hơn cô kiểu người như họ như bị nhét vào quầy bánh ngọt cuối cùng không bị vứt đi nhưng luôn có người đứng trước bạn có thể là đứa con khác người chồng khác người vợ khác lâu dần bạn cứ ngây ngốc ở cuối hàng mãi không bị vứt bỏ chẳng qua dần dần sẽ tới hạn sử dụng tới lúc cần được quan tâm nhất cô cười theo anh phải đó lỡ họ của bố dượng không hay thì chết vậy nên em mới lo cho anh sao anh xoa gương mặt lạnh ngắt của cô không cần lo cho anh đâu một mình anh không sao hết em về với ông bà ngoại đi anh mơ đẹp thế Giữa anh và ông bà ngoại, chắc chắn em sẽ chọn ông bà ngoại rồi. Lâu ngữ khịt mũi, hôm đó anh hỏi em có phải gọi cho họ không, đúng vậy, nhưng cuộc điện thoại đó đã không còn người nghe nữa rồi. Tháng nào cô cũng nạp tiền vào số đó, nên nó mới không bị khóa. Văn Tuyết thời sững sờ, sau đó hiểu ra ý cô, anh lập tức kéo cả cô và vali vào lòng. Anh tựa lên đầu cô, gọi tên lúc nhỏ của cô, Tiểu Lâu. Cách an ủi vụng về quá nhưng lại khiến người ta rung động. Cô dựa vào ngực anh, cố tình tỏ ra ghét bỏ, làm gì thế hả, chỉ có ông bà ngoại mới gọi em như vậy thôi. Giờ có thêm một người rồi. Cô vùi mặt xuống thấp hơn, đồng thời cũng thấy mình được ôm chặt hơn, thậm chí gió bên ngoài hành lang còn không chen vào giữa họ được. Cô nghĩ, ít nhất cô còn có ông bà ngoại, còn anh thì sao? 16 tuổi đã phải đối mặt với vết thương đó, mẹ ruột đi bước nữa. Có ai từng bảo vệ anh không? cô không biết lâu ngữ đột nhiên buồn không thôi đưa tay ôm chặt lấy anh em có thể hỏi anh một câu không câu gì tại sao bố anh anh buông cô ra đi vào nhà trước đã lúc này lâu ngữ mới nhận ra hai người đã đứng ở cửa lúc lâu văn tuyết thời đưa cô vào nhà bảo cô ngồi xuống đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh căn nhà này rất nhỏ chỉ có một gian giường đặt trong cùng cạnh giường là kệ đựng cd ngăn nắp không ngờ một người theo trường phái xưa cũ lại dùng băng ghi hình để xem phim lâu ngữ chỉ máy phát đĩa có phải cái này khó dùng lắm không bây giờ mấy cửa hàng đồ đĩa nhạc cũng ít cái này lắm rồi văn tuyết thời đang rót nước đáp bình thường thôi trước đây ở đường phố vân thành vẫn còn nhiều tiệm cho thuê máy này lắm sau khi tới kinh kỳ thì quả thật không thấy nó nữa nếu so sánh với các máy khác thì khó dùng hơn hẳn nhưng anh cảm thấy những sự rắc rối này sẽ khiến nó hấp dẫn hơn không giống như trang web video, tiện tay ấn mở mấy giây rồi lại tắt. Khi mới mua hoặc thuê máy này về, quá trình mở nó thật sự khá phiền phức, anh bèn nghĩ phải mở được nó mới thôi. Lâu ngữ nghe lời giải thích của anh, lập tức bỏ từ trường phái xưa của luôn đi kèm với anh đi. Có lẽ có một cách hình dung sẽ phù hợp với anh hơn, đó là nghiêm túc lại cố chấp. Văn Tuyết thời không thích sự tùy ý, giống như anh nói vậy, những thứ rắc rối sẽ khiến anh trông hấp dẫn hơn. Lâu ngữ nói vậy em cũng phải thử dùng máy phát đĩa, nhưng ánh mắt lại bị cây đàn piano thu hút. Nhìn chiếc đàn cũng đã có tuổi, có vẻ không được dùng tới mấy, vải đen phủ lên trên nó, bên trên còn có một chậu xương rồng. Trong chiếc đàn như một ngôi mộ. Anh bưng nước chanh tới, nhìn theo tầm mắt cô, ba tuổi anh bắt đầu đàn, cứ đàn tới tận năm một sáu tuổi. Về sau anh không đàn nữa nên đã cất nó đi. Động tác cầm cốc của lâu ngữ khựng lại, ẩn ý phía sau câu nói này khiến người ta quá đổi kinh ngạc. Đêm cuối cùng ở Non, anh đã vui vẻ đàn cho cô trong nhà ga. Văn Tuyết thời nhìn vẻ mặt cô, bật cười, như em nghĩ đấy. Em đang nghĩ gì rõ thế sao? Anh không đáp, cúi người xuống, áp sát mặt cô, rồi khẽ hôn lên môi cô, tựa như đang cắn một chú cúng con. Nhưng đối với chú cúng con, nụ hôn này vô cùng kích thích. Cô còn chưa cầm chắc cốc, cốc nước cứ thế rơi xuống thảm nước bắn vào gầm sofa, hai lát chanh nằm im trên thành cốc. Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, không có khung cảnh lãng mạn, trong căn nhà thuê của anh, vào khoảnh khắc đưa cốc nước bình thường, nụ hôn cứ thế bị anh cướp đi. Văn Tuyết thời nhặt cốc lên như không có chuyện gì, đi tới bồn rửa, quay lưng về phía cô. Anh đứng rửa cốc khoảng 5 phút, sau đó mới quay lại với vẻ mặt bình thường. Anh nghiêm túc nhắc nhở, lần này đừng làm rơi nữa nhé. Tiếp đó, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lại rơi xuống. Lâu ngữ lân lân trước hai nụ hôn, mãi lâu sau mới bình tĩnh được. Cô cầm cốc, nước vẫn văng ra ngoài đôi chút, thấm ướt ngón tay. Văn tuyết thời ngồi cạnh cô, coi như không xảy ra chuyện gì, cầm khăn giấy lau cho cô. Cô vội cướp lấy khăn giấy, lẩm bẩm, em tự làm được. Sau đó cô viện cớ đi vứt giấy, vội đứng dậy, đi qua người anh rồi rời đi. Cô luôn cảm thấy ở gần anh sẽ rất nguy hiểm nhưng về sau Văn Tuyết thời không tấn công bất ngờ nữa. Hai người cùng nhau nấu cơm tất niên, nói là cùng nhau nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh đuổi ra khỏi nhà bếp. Bởi vì khả năng nấu ăn của cô thật sự rất bình thường, còn muốn giả vờ mình giỏi nấu, nào ngờ lúc đổ dầu vào chảo đã khiến dầu văng tung tóe, làm Văn Tuyết thời giật nảy mình. Anh nấu ba món mặn, một món canh, sau đó hai người vừa xem xuân vãn vừa cười nắc nẻ, mặc dù họ đều cảm thấy chương trình cũng chẳng buồn cười đến thế. Khi sắp tới 12 giờ, hai người đứng trước cửa sổ, nghe thấy tiếng pháo bập bùng ở nơi rất xa thành phố, âm thanh đó vô cùng mơ hồ, tự như âm thanh tới từ một thế giới khác. Còn trong thế giới này chỉ có anh và cô. Anh quay đầu nói, nằm mới vui vẻ. Cô ngẩn mặt lên đáp, nằm mới vui vẻ. Tối nay em sẽ ở lại chứ? Một câu của anh khiến cô nghẹn lời. Văn Tuyết thời mỉm cười treo chọc cô, em nghĩ gì thế hả? Ý anh là muộn lắm rồi, đương nhiên anh cũng có thể đưa em về, nhưng hôm nay là giao thừa. Vậy nên hai người cô đơn đừng tách ra nữa. Cô cũng bách quay mặt sang hướng khác, ẩm ừ đáp, ngại ngùng nói thật ra trong vali của cô không có quà Tết, thật ra ở dưới cùng còn có đồ ở qua đêm. Cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, văn tuyết thời đã lấy chăn và đệm trong tủ ra, trải xuống chỗ sàn nhà cạnh giường. Anh chỉ vào chiếc giường đơn, nói, em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở đây. Sau đó hai người lại cùng nhau rửa bát mở mấy chiếu phim lên xe một bộ phim cũ tới 2 giờ sáng mới đi ngủ anh tắt đèn cô nằm trên giường anh ngửi mùi hương của anh nghe tiếng anh mò mẫm về chỗ ngủ cô ôm chăn của anh trái tim như đang bị cọng cỏ lông chó treo đùa không nhịn được khẽ gọi sàn nhà lạnh lắm đúng không không sao anh chịu được nếu không thoải mái thì anh có thể ngủ trên giường cô vừa nói xong đã lập tức lấy chăn che kín đầu trái tim điên cuồng gào thét trời ơi lâu ngữ Mày xem mày nói cái quái gì kìa, có thể giữ giá chút không? Căn phòng im ắng trong giây lát, Văn Tuyết thời đột nhiên mỉm cười, sau đó nói không được. Nhanh quá. Anh nói, anh muốn chậm chậm với em. Cái gì cơ? Cô thò đầu ra, chứng minh sự trong sạch của mình, ý em là nằm cùng nhau thôi. Anh đáp, là anh không nằm cùng em được. Lâu ngữ im bặt, cũng mây đèn đã tắt, anh không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô tiếp đó là sự yên ắng dài đằng đẵng, nhưng lâu ngữ không buồn ngủ, trái tim vẫn đập liên hồi. trong đầu có vô vàng suy nghĩ, cuối cùng cô nghĩ tới chủ đề bị nụ hôn cắt ngang đó. đọc phun tại duyên. com anh ngủ chưa? cô khẽ thăm dò, chẳng mấy chốc anh đã đáp, sao thế? không có gì, anh ngủ đi. cuối cùng cô không hỏi chuyện về đàn dương cầm nữa, nếu khi đó anh đã có ý né tránh, vậy chắc là điều anh không muốn nói. Căn phòng lại quay về sự yên tĩnh vốn có, khi Lâu ngữ sắp thiếp đi, cô đột nhiên nghe thấy giọng Văn Tuyết thời. "Tiểu Lâu, anh biết em muốn hỏi gì." "Thật ra nói cũng chẳng sao, chuyện cũng qua mấy năm rồi, vào lúc anh vừa lên cấp 3." Anh kể lại mọi chuyện. Ông ấy mắc chứng lo âu, lâu lắm rồi không viết ra được bản nhạc vừa ý, càng không viết ra được, bệnh của ông ấy càng nặng hơn. Tối đó, vừa ăn cơm tối xong, ông ấy nói với anh đi dạo chút đi dạo tới tận ba ngày liền ba ngày sau thi thể ông ấy được vớt lên từ dưới sông túi áo hai bình nhét đầy bản nhạc ông ấy viết về sau chỉ cần ngồi trước đàn piano anh sẽ nhớ tới trưa hôm đó trời rất nóng thi thể ông ấy căn phòng anh không nhận ra nổi nhưng chiếc áo khoác đen của ông ấy lại khiến anh thấy thân thiết lâu ngữ nhìn trần nhà tối đen cánh môi run run không thể tưởng tượng ra chàng thiếu niên 16 tuổi đó đã vượt qua ám ảnh tâm lý thế nào nhưng bây giờ chàng thanh niên 21 tuổi lại kể mọi chuyện như không có gì. Anh bắt đầu ghét chơi đàn, nhưng lúc ở A Non, anh không biết còn có thể gặp lại em hay không, do vậy anh vẫn dựa vào nó. Anh là người không giỏi ăn nói, cũng chưa từng tỏ tình với ai. Anh đã chọn dùng vũ khí mình luyện tập hơn chục năm để thuần phục chú cúng của anh. Lúc này lâu ngữ mới biết đoạn nhạc nhẹ nhàng đó đã khiến anh phải khắc phục những điều gì. Cô xứng đáng với thành ý đó sao? Sau khi cảm nhận được quyết tâm của anh, cô bị niềm vui to lớn và bất an còn khủng khiếp hơn bao trùm cảm xúc dâng lên tới đỉnh điểm cô muốn lập tức lao xuống giường ôm anh và cô đã làm vậy văn tuyết thời kinh ngạc cảm nhận được chú cúng con ấy vùi vào chăn của mình áp sát vào mình ôm chặt lấy mình trái tim anh tan thành nước văn tuyết thời ôm cô vào lòng chống cầm lên đầu cô thở dài em không cần ấy nấy gì khi đó anh muốn đàn cho em thôi sẽ không có người thứ hai khiến anh có suy nghĩ đó nữa. Anh bình tĩnh, kiên định nói. Bao nhiêu năm qua, mặc dù có rất nhiều thứ thay đổi, người bạn đồng hành vào đêm giao thừa không còn là anh, nhưng cô vẫn nhớ như in câu nói này. Hồi ức dài đằng đẵng đã bị lướt qua theo giao diện mới của điện thoại, nhanh tới nỗi không đủ cho cô quyết định phương hướng. Tài khoản Weibo phụ đã hiện ra bài viết từ tài khoản theo dõi, văn tuyết thời đăng bài mới. Cô nghĩ liệu có phải là mấy lời chúc năm mới vui vẻ không? nhưng khi ấn vào lại thấy một đoạn video. Phía trước là một cây đàn, cây đàn đó vô cùng quen mắt, là cây đàn đã xuất hiện trong nhà anh 10 năm trước. Giờ nó được đặt trước cửa sổ sát đất sạch sẽ, trông không ăn nhập chút nào. Trong ký ức của cô, nó luôn nằm trong phòng khách chật chội, cho dù sau khi ở cùng nhau, họ đã tìm một căn phòng rộng hơn, nhưng nó vẫn phải chui rút trong không gian nhỏ hẹp. Có lúc nửa đêm không tỉnh táo, khi tới phòng khách rót nước, cô đã vấp ngã vì va phải nó. Lâu ngữ khó tin ấn mở video, thấy Văn Tuyết Thời xuất hiện. Trong có vẻ video được quay trước đó, vì tóc anh ngắn hơn bây giờ rất nhiều. Người từng nói sẽ không đàn cho bất kỳ ai nghe lại đang ngồi trước đàn, giơ tay lên. Cô lập tức thoát ra. Cô không cả kịp nghe anh đàn gì, cả thế giới chợt trở nên chói tai, phát ra tiếng rít cào. Cô ngây ngốc nhìn trạng thái đi kèm với bài viết đó, ngày kỷ niệm. Bài viết còn được đăng vào không hát. Khoảnh khắc này, thậm chí cô đã mong mình đừng biết đọc chữ, như vậy có lẽ sự kích thích đó sẽ không mãnh liệt như bây giờ. Mọi người thảo luận xôn xao trong phần bình luận. Sơ văn còn biết đàn piano nữa. Chồng ơi, anh đang chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta sao? Có người trả lời bình luận này. Chắc chắn là ngày kỷ niệm có chị dâu rồi, người không liên quan xin đừng tự mình đa tình. Từng chữ như vả bôm bốp vào mặt đối phương, người không liên quan như cô cũng bị vả cho đau đớn. Ngày kỷ niệm với ai? Có lẽ tất cả những người nhìn thấy bài viết này đều đang suy đoán, nhưng dường như họ đều có chung một đáp án, có phải Hoàng Nhân Hoa không? Weibo của anh đa số đều là bài quảng cáo, hiếm lắm mới có bài liên quan tới cuộc sống cá nhân của anh, chắc chắn đây là tín hiệu quan trọng. Bài viết trước đó có liên quan tới Hoàng Nhân Hoa, vì anh đã đăng ảnh cô ấy. Lâu ngữ cũng nghĩ như vậy. Cô chắc chắn sẽ không nghĩ việc anh đàn có liên quan gì tới mình họ chia tay 5 năm rồi, làm gì còn ngày kỷ niệm nào liên quan tới cô nữa. Huống hồ hôm nay chẳng liên quan gì tới chuyện trong quá khứ, không phải kỷ niệm ngày yêu nhau, cũng không có chuyện gì đặc biệt từng xảy ra. Nếu như nói trước đó cô còn ôm chút nghi hoặc, chờ đợi về tình cảm hiện giờ của anh, vậy giờ đây cô đã hoàn toàn xác định được, cũng yên tâm được. Anh có thể quan minh chính đại phát tín hiệu như thế, có lẽ chẳng bao lâu sau anh sẽ đăng thông báo chính thức nhỉ. 32 tuổi cũng là tuổi nên lập gia đình rồi. Cô nghĩ mình nên vui cho anh mới phải. Nhưng cô vẫn muốn nói, kẻ lừa đảo. Không cần còn làm chất kích thích nữa, lâu ngữ bình tĩnh ấn vào nút hủy theo dõi. Tích, văn tuyết thời biến mất khỏi danh sách theo dõi của tài khoản phụ, lời thề còn cất giữ trong lòng ấy cũng bay theo làn gió. Suy nghĩ vừa nãy còn mê mang lập tức sạch bóng, cô nhanh chóng đặt vé máy bay tới Sơn Thành vào sáng sớm mai. Có lẽ vì vừa ngủ một giấc nên giờ cô rất khó để vào giấc lâu ngữ trăn trở trên giường hồi lâu tìm tới số người môi giới cô quen từ rất lâu trước đó mười năm trước cô đã thuê nhà qua anh ấy đó là một người rất đáng tin mấy năm nay bất động sản của cô đều giao cho người này xử lý nhờ phúc của cô mà thành tích bán hàng của đối phương cũng tăng liên tục giờ anh ấy đã là giám đốc tài giỏi nhưng vẫn vô cùng chu đáo với cô cô liên lạc với đối phương nhờ anh ấy bán căn nhà cũ dưới tên mình đi soạn xong tin nhắn này Tảng đá to ở lồng ngực như được rơi xuống. Căn nhà cô định bán là nơi cô và Văn Tuyết thời sống chung gần 4 năm. Sau khi chia tay, Văn Tuyết thời chuyển ra ngoài, nhà vẫn chưa tới hạn trả, cô đang bận bịu công việc nên không kịp chuyển đi, vẫn ở chỗ cũ. Mãi cho tới khi hết hạn cho thuê, cô cũng chuyển ra ngoài, nhưng cô đã mua lại căn nhà đó rồi để trống tới hiện giờ. Tới lúc nên kết thúc sự lãng phí vô nghĩa này rồi. Lâu ngữ buông điện thoại ra, từ từ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, người môi giới vui vẻ trả lời cô, chắc chắn anh ấy sẽ giải quyết tốt, nhưng nhà cũ khá khó bán, hơn nữa còn không phải nhà gần trường học, có lẽ sẽ không bán được với giá cao. Lâu ngữ mệt mỏi trả lời, không sao, tôi không quan trọng giá cá, giải quyết nhanh là được. Hôm sau, máy bay bay tới Sơn Thành, đó là cơ sở gấu trúc lớn nhất Trung Quốc, cô cũng là khách quen của nơi này. Mỗi khi được nghỉ, cô sẽ thường chọn tới đây, nhìn chầm chầm lũ gấu trúc cả ngày vốn dĩ cô còn lo giao thừa chỗ này sẽ không đón khách cũng may là không chỉ đóng cửa sớm hơn mọi ngày thôi lâu ngữ che chắn bản thân thật kỹ ăn mặc như gấu trúc đi tới chỗ đó cơ sở này rất huyên náo các hộ gia đình đưa con em tới đây chơi rất đông lâu ngữ thích thú ngắm nhìn gấu trúc con nhưng thái độ cô dành cho trẻ con lại vô cùng cực đoan không có chút yêu thích nào thậm chí còn phản cảm với cảnh một nhà đoàn viên cô chỉ đành tránh xa đám người tới một chỗ có tầm nhìn không tốt lắm nhưng cô không quan tâm, có thể nói vị trí xa xôi này vừa đẹp. Nếu ở gần quá, cô sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao tới nhào nắng lũ gấu trúc, cho nên ngắm nhìn từ xa rất an toàn. Cậu đừng ăn nữa, cẩn thận bị người ta tưởng là cơm nắm rồi ăn mất đấy. Hôm nay là 30 Tết rồi, quốc bảo tôi phải ăn nhiều chút chứ. Ý tôi là cậu cũng phải chia cho tôi chứ, lợn à. Hai con gấu trúc ngồi cạnh nhau gặm măng, lâu ngữ ngồi sổng ngắm nhìn chúng bóp giọng lồng tiếng cho chúng mẹ ơi hình như người kia bị gì ấy ngoan chúng ta đi ra xa chút lâu ngữ bị coi thành kẻ thần kinh cười nắc nẻ dưới lớp khẩu trang điện thoại vang lên cô mở ra xem là quản lý nhà mình anh châu năm mới vui vẻ anh ấy đáp một tiếng cô đi đâu đón năm mới thế anh biết mà vẫn chỗ cũ thôi lát nữa tôi gửi ảnh chụp ảnh phun hd cho anh Phạm Phạm và Tiểu Quả đáng yêu chết đi được. Phạm Phạm và Tiểu Quả cô nói chính là tên của hai con gấu trúc cô đã nhìn vừa nãy. Đương nhiên anh ấy biết điều này. Ngoài ra anh ấy còn biết cô thích gấu trúc thế nào, cô có thể đặt tên cho từng con một ở đó. Đáng tiếc anh ấy không phân biệt nổi chúng, cùng lắm chỉ nhận ra con nào đó. Theo lời anh ấy nói thì con gấu trúc đó có màu nhạt hơn, khi sinh ra chắc máy in hết mực. Lúc anh ấy bình phẩm như vậy đã bị lâu ngữ lường cho mấy cái cô ít khi tỏ ra trẻ con như vậy cô luôn tôn trọng anh ấy vậy mà khoảnh khắc hiếm hoi đó lại xuất hiện chỉ vì lũ gấu trúc anh ấy cảm thấy vô cùng thú vị châu hướng minh tiếp lời thế sao hai máy in đó làm gì là phạm phạm và tiểu quả lâu ngữ sửa lại không phải anh thích động vật lắm sao tại sao lại không hứng thú với gấu trúc chứ cô cảm thấy bất bình thay cho loài vật đáng yêu này châu hướng minh không đồng tình gấu trúc hoang dã còn được nuôi nhốt trong lòng thì thôi. Thôi được rồi. Lâu ngữ biểu môi, bây giờ chúng đang tranh đồ ăn của nhau kìa. Anh biết không, lúc chúng tranh đồ ăn, chúng sẽ hơi kiển lên, chân nhỏ xíu, càng làm đầu trông to hơn. Lâu ngữ cũng không quan tâm anh có nghe không, bắt đầu hào hứng tường thuật trực tiếp cho anh ấy. Bây giờ phạm phạm cướp được rồi. Châu hướng minh đáp, nhưng con còn lại lại cướp mất rồi. Lâu ngữ kinh ngạc, anh đoán đúng này. Không phải đoán đúng. Anh ấy cạn lời, cô có thể chuyển tầm mắt ra khỏi hai cái máy in đó được không? Lâu ngữ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dòng người qua lại tấp nập, Châu Hướng Minh giơ điện thoại lên, đứng đối diện cô. Chương 26, căn phòng cũ. Lâu ngữ giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Châu Hướng Minh. Dường như anh ấy rất háo hức khi thấy phản ứng của cô, lát sau anh chậm chậm đi tới. Còn nhìn tôi nữa hả? hai máy in của cô lại đánh nhau rồi không phải máy in mà là phạm phạm và tiểu quả cô kiên nhẫn sửa lại lần nữa còn anh ấy sao anh lại ở đây nếu là bình thường cô sẽ không bất ngờ khi thấy châu hướng minh xuất hiện tại đây vì bình thường khi cô ở đoàn làm phim thi thoảng anh cũng sẽ tới thăm năm đầu tiên cô còn giật mình châu hướng minh điềm đạm nói cô đang làm việc không phải tôi cũng đang làm việc sao có gì mà làm to mọi chuyện lên thế theo anh ấy hỏi thăm, kiểm tra tiến độ làm việc của nghệ sĩ vào giao thừa cũng là một phần công việc. Thảo nào có thể trở thành người quản lý vàng, chắc chắn phải có cách rèn vũ người của mình. Tóm lại vào lúc anh ấy xuất hiện, lâu ngữ thật sự rất kinh ngạc. Ban đầu cô tưởng anh ấy chỉ tới làm màu cho có thôi, kết quả tới năm thứ hai, thứ ba, năm nào anh cũng tới. Xét từ khía cạnh ý nghĩa nào đó, anh ấy còn cuồng công việc hơn cả cô. Có lần lâu ngữ không nhịn được, hỏi anh không cần ở bên người nhà sao. Cô hỏi rất nhỏ nhẹ, dè dặt, sợ dẫm phải hố minh. Mọi thứ về châu hướng minh đều được giữ kín trong giới, đời sống cá nhân càng bí mật hơn. Mặc dù lâu ngữ làm việc với anh ấy, nhưng cũng ít khi hỏi tới vấn đề này. Nhưng cô vẫn không khỏi tò mò mà hỏi, anh ấy vui vẻ đáp, hai ông bà định cư ở anh, không thích đón giao thừa, chỉ thích Giáng sinh. Mấy ngày đó anh ấy sẽ bay tới anh ở cạnh họ. Lâu ngữ cạn lời, tự động suy diễn thêm một loạt chuyện đau lòng. Thì ra sự thật là giao thừa chỉ là một ngày vô cùng bình thường với anh ấy. Nhưng lần này anh ấy xuất hiện, còn đột ngột như từ trên trời rơi xuống, không khỏi khiến cô bất ngờ. Châu Hướng Minh bình thản nói, năm nay phát hiện không còn ai để thăm hỏi nữa, thế là chẳng có việc gì làm. Trách tôi được sao? Tôi cược với bản thân thôi, đoán xem cô có ở đây không. Anh ấy kiêu ngạo nói, thắng cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Lâu ngữ khó chịu, đáp, đón Tết với ông chủ là tôi đòi thêm tiền tăng ca đấy. Vậy chúng ta bye bye tại đây nhé. Đồ kibo bo. Hai người nhìn nhau, lâu ngữ bật cười trước, cô lấy điện thoại ra, tôi tìm nhà hàng đã, chắc tối nay khó tìm được quán ngon lắm, thôi thì anh đâm lao theo lao nhé. Cô vốn định đón Tết thế nào? Còn chưa cả đặt nhà hàng nữa. Dịch vụ khách sạn. Châu hướng minh bày ra ánh mắt quả nhiên là vậy, giữ ngón tay cô, đừng tìm nữa, tôi đặt rồi. Không hổ là anh Châu chu toàn mọi chuyện. Cô được nước lấn tới, vậy anh bao ha? Nhà hàng Châu Hướng Minh đặt là một trong những nhà hàng ngon nhất Sơn Thành, có tầm nhìn cực đẹp, có thể ngắm nhìn dòng sông trôi êm đềm và chiếc cầu lớn. Vào đêm giao thừa, đường xá chỉ lác đác vài chiếc xe, trông vô cùng tĩnh lặng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, đa số đều là chuyện công việc cô quan tâm hỏi anh ấy đã xem kịch bản của bộ phim mạng kia chưa thấy thế nào anh ấy nói đang xem cũng được để suy nghĩ thêm chút lâu ngữ nghe vậy vô cùng tức giận nói nếu như có thể nhận cô muốn đi gặp người viết kịch bản này một lúc sau cô cảm thấy bắt buộc phải chuyển đề tài nếu không sẽ lãng phí cảnh đẹp trước mắt được rồi giao thừa không nói chuyện công việc nữa từ giờ trở đi ai nói chuyện công việc thì phải trả tiền bữa này không phải nói tôi trả sao nói đùa thôi mà, ai lại để ông lão nhà anh mời chứ? Anh ấy nhíu mày, tôi già lắm sao? Không già không già, đàn ông 40 như cành hoa tươi. Cô nghiêm túc nói tiếp, cảm ơn anh đã tới đây, tôi biết anh lo một mình tôi sẽ không quen đón Tết. Thật ra sẽ không đâu, sau này anh cũng không cần tới thăm hỏi vào giao thừa làm gì nữa. Anh ấy cắt lời, sao thế? Có người ở cạnh cô không tốt hơn sao? Không phải không tốt, chỉ là anh cũng đâu thể đón Tết với tôi mãi được. Tôi không muốn quen một chuyện gì đó rồi lại phải từ bỏ thói quen này. Như vậy quá đau đớn. Cô nghĩ xa thật đấy. Lâu ngữ thích thú, xa sao? Hai năm nay tôi luôn cảm thấy không biết hôm nào anh sẽ đưa thiệp mời cho tôi. Dù sao anh ấy cũng 40 rồi, đương nhiên cô không dám động chạm tới chủ đề này quá, giao thừa mà, đương nhiên phải đoàn tụ với người thân rồi, đâu thể đi kiểm tra nhân viên quèn như tôi mãi được cô không phải nhân viên quen. Châu Hướng Minh sửa lại lời cô nói, giọng điệu hệt như lúc cô sửa lại tên của gấu trúc. Lâu ngữ, cô là tướng quân tôi coi trọng nhất tới hiện tại. Đã 12 giờ, pháo hoa vang rền khoảng trời bên ngoài cửa sổ. Trong tiếng nổ đi đùng, anh ấy kiên định nói, cô còn có thể leo cao hơn nữa, tôi rất mong chờ vào ngày đó. Hôm sau, Châu Hướng Minh có việc riêng, anh ấy nhắn với cô rồi rời khỏi Sơn Thành vốn dĩ cô sẽ ở lại sơn thành một ngày nữa sau đó bay thẳng về hoài nam gia nhập đoàn làm phim nhưng lúc này người môi giới lại gửi tin nhắn cho cô kế hoạch cứ thế bị đảo lộn liên quan tới căn nhà cũ đó không có giới hạn về giá cả nên căn nhà bán khá nhanh sáng sớm hôm sau lâu ngữ đã nhận được tin nhắn của người môi giới anh ấy nói trước đó vì chìa khóa vẫn ở chỗ cô nên chỉ đành chụp lại kết cấu căn nhà còn không cả chụp được nội thất bên trong chưa kịp đăng lên diễn đàn mới đăng trên trang cá nhân 2 tiếng đã có người tìm. Đối phương nói đợi chủ nhà về rồi ký hợp đồng, cô xem cô có tiện không. Tôi chưa nói với đối phương chủ nhà là cô, nếu cô không tiện chúng ta có thể làm thủ tục ủy thác. Lâu ngữ suy nghĩ giây lát, đáp, vậy thì hơi phiền phức, mất nhiều thời gian quá, tôi quay về ký với đối phương vậy. Được. Cô vội mua vé máy bay bay về kinh kỳ vào trưa hôm đó, hai bên chốt thời gian ký hợp đồng là buổi tối tại nhà cũ nói thật lâu ngữ hơi sợ tới gần đó họ đã sống cùng nhau trong đó lâu như vậy nhất là sau tết năm đầu tiên hai người đã chuyển vào sống chung cả hai đều không nhận được công việc quay phim nghiêm chỉnh nào đa số thời gian đều nằm lì trong nhà họ ngồi trong phòng khách nhỏ hẹp nghiên cứu phim tập khớp thoại hoặc chui rút trên giường dùng máy chiếu phim cũ của anh xem những băng đĩa thời trước xe mãi xe mãi sự chú ý của hai người đã dần lệch hướng không biết ai vùi đầu vào chăn trước âm nhạc và giọng nhân vật vẫn vang lên che đi tiếng thở khẽ của họ cứ như vậy một bộ phim điện ảnh phải xem liên tục mấy lần mới hết trên chuyến bay bay về kinh kỳ sự sợ hãi tới gần này còn mãnh liệt hơn cả lúc chạm mặt văn tuyết thời trong buổi công bố khách mời tham gia sâu lâu ngữ ép bản thân không được nghĩ tiếp cô mở điện thoại ra ấn vào một đống áp như chơi trò đập chuột chuỗi nhưng mãi vẫn không bình tĩnh được tín hiệu không dây trên máy bay đứt quãng liên tục hot search trên Weibo lại là những vấn đề nhạt nhẽo. Ví dụ như idol nào đó đổi kiểu tóc, bộ phim nào đó đã lên sóng. Sau khi liếc một hồi, Lâu Ngữ thấy một tin liên quan tới chuyến tàu đêm. Cô sững sờ, không hiểu tại sao chương trình kết thúc rồi mà vẫn lên hot search. Cô ấn vào xem mới biết là buổi phỏng vấn cá nhân được quay lúc sáng, chương trình đã đăng video lên coi như món quà cuối cho khán giả. Video phỏng vấn của cô đã được kiểm tra trước khi phát sóng, nhưng vì để xác nhận chương trình không thêm mắm dặm muối vào cô bắt buộc phải xem lại lần nữa thông thường công việc này sẽ do ekip đảm nhiệm nhưng hiện giờ cô tự kiểm tra lại cũng chẳng sao có được lý do xem chính đáng cô ấn vào video phỏng vấn đầu tiên là của văn tuyết thời ngón tay lâu ngữ khựng lại sau khi nghe thấy câu hỏi quách tiếu hỏi sơ văn bình thường anh rất ít khi tham gia game show lần này điều gì đã khiến anh chọn tham gia chuyến tàu đêm văn tuyết thời đáp mô típ của sâu rất thú vị không còn điều gì thu hút sơ văn nữa sao bạn đồng hành cũng thú vị tôi rất muốn làm quen với họ ồà wow. quách tiếu háo hức trước đó có người nào anh chưa quen sao có thể tiết lộ chút không văn tuyết thời nói ra tên của khách mời nam diêu tử thích trước đây tôi chưa từng hợp tác với anh ấy tôi cảm thấy cơ hội như lần này là rất khó tôi có xem bộ cầu gãy mấy năm trước tôi rất thích bộ đó cầu gãy là phim dân quốc do cô và diêu tự thích đóng chính tôi cảm thấy có lẽ anh ấy là người rất có sức hút qua chương trình này tôi phát hiện anh ấy thật sự là một tiền bối dịu dàng chu đáo tôi thấy mình có thể học hỏi được nhiều điều từ anh ấy quách tiếu thăm dò hình như châu vĩnh an và đặng thanh cũng chưa hợp tác với anh nhỉ anh không tò mò về hai người đó sao họ sẽ tổn thương đấy văn tuyết thời cười hòa nhã họ càng tò mò việc người thích mình có phải đối phương hay không đúng không tôi không quan trọng nói ra thì hai người còn lại anh cũng từng hợp tác vậy anh ấy tượng với người nào hơn vấn đề này đâu cần hỏi nhiều đâu nhỉ anh cười lắc đầu không nói ra cái tên cụ thể nhưng quét tiếu lại mỉm cười ngầm hiểu tiếp lời thay anh quả nhiên là hoàng nhân hoa không chỉ có anh mọi người cũng ấn tượng sâu sắc với hai người lắm sau lần này là màn tái hợp đã lâu của hai người kể từ lần hợp tác đó anh có thể chia sẻ chút cảm nhận với chúng tôi không Lâu ngữ không nghe tiếp, chỉnh thẳng tới phần của mình. Máy bay tới kinh kỳ như đúng giờ trên vé. Lâu ngữ kéo vali về nhà, dọn dẹp đơn giản, sau đó đội mũ, đeo khẩu trang, cầm chìa khóa ra ngoài. Chiếc xe rẽ vào bảy tám ngõ rồi tiến vào khu nhà cũ. Lâu ngữ xuống xe, chậm chậm đi vào bên trong. Cô đi theo tuyến đường trong ký ức, chuẩn xác tới dưới tầng. Đèn đường ảm đạm, cây xanh đã rũ lá trong ngày đông, không còn con mèo nào. Trên cửa lớn tòa nhà có dán chữ phúc ngược, dán rất qua loa, gió thổi bay nửa bên, phát ra những tiếng phần phật. Lâu Ngữ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối đen trên đỉnh tòa nhà, ngoài mặt không có cảm xúc gì. Cô cứ đứng như vậy thật lâu, thật lâu. Khi người môi giới và người mua tới, Lâu Ngữ đã rời đi. Cô để chìa khóa trong hòm thư ngoài cửa, cuối cùng vẫn không bước vào căn phòng đó. Người môi giới nhìn tin nhắn Lâu Ngữ gửi, gương mặt lộ vẻ lúng túng tôi đột nhiên có việc gấp anh đưa chìa khóa cho đối phương xem phòng trước đi không cần vội ký hợp đồng thế bảo người đó xem xong rồi nghĩ kỹ tôi cũng suy nghĩ cẩn thận lại người mua là một người đàn ông trung niên ông ấy nhìn ngang ngó dọc chủ nhà đâu ở bên trong sao người môi giới gãi đầu à hôm nay chủ nhà không tới được nhưng không sao vẫn xem được phòng chúng ta vào trong xem trước đi vừa hay trước đó anh cũng chưa xem phòng xem rồi ký sẽ bảo đảm hơn người đàn ông lắc đầu không cần xem tôi nói rồi tôi sẽ mua thẳng vậy chúng ta không xem nữa sao người môi giới nhận thấy ánh mắt quan sát hành lang của người đàn ông dường như ông ấy không hài lòng lắm môi giới không khỏi tò mò rõ ràng không thích sao lại kiên quyết đòi mua cho dù là đầu tư bất động sản thì cũng phải xem qua chứ người đàn ông nói ngập ngừng rồi nói anh đợi chút sau đó đi ra vài bước gọi điện thoại hôm nay không mua được nhà bị cho leo cây rồi ừ tôi đã ở đây rồi chủ nhà chưa tới được người đàn ông tắt máy nói đi vào xem đi môi giới vội mở cửa ra căn phòng tối om nhưng vừa bật đèn trên tường lên ánh đèn đã chiếu sáng khắp nơi vậy mà vẫn còn điện ngay cả môi giới cũng kinh ngạc dù sao vừa nhìn đã biết đây là nhà bỏ hoang góc tường bám một lớp bụi dày trong phòng nồng nặc mùi ẩm mốc một nơi bị người ta lãng quên nhưng vẫn được ánh đèn vàng bao phủ rõ ràng là một căn phòng không có hơi người nhưng vẫn còn cảm giác ấm áp người môi giới đột nhiên hiểu ra thông thường những căn nhà lâu năm như vậy sẽ không có điện dường như nó đã bị lãng quên lại như chưa hề bị quên đi cảm giác mâu thuẫn nằm ở đây chắc chắn vì để ký hợp đồng lâu ngữ đã nộp tiền điện làm người nổi tiếng sướng thật tiêu tiền không chớp mắt người đàn ông đứng bên cửa lấy điện thoại ra dường như đang gọi video với ai đó, trong phòng không có gì hết, không có gì để xem đâu đúng không? Người ở đầu bên kia đáp, vào phòng xem chút đi. Sao giọng nói lại là giọng đàn ông? Một cặp gây sao? Thảo nào vừa nãy cứ che che giấu giấu mãi. Người môi giới nổi lòng tò mò, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, sợ làm Phật lòng người mua. Người đàn ông nghe lời đi vào căn phòng duy nhất, người môi giới cũng theo sau, nhận lúc đó tò mò liếc nhìn màn hình vừa nhìn anh ấy đã kinh ngạc tới nỗi cầm suýt rơi xuống đất. Anh ấy dùng thị lực 2.0 của mình để bảo đảm, người đàn ông trên màn hình là văng văng văng. Văn tuyết thời. Khoảnh khắc đó, anh ấy không nhịn nổi phát ra tiếng hít thở như tiếng xả bồn cầu. Người đàn ông lập tức quay lại nhìn anh ấy, môi giới nhanh trí phát huy khả năng diễn xuất của mình, hắt xì một cái, rồi xoa mũi, cười gượng, không khí ở đây không tốt lắm, tôi đi mở cửa sổ cho thông gió đã. Anh ấy quay ra phòng khách, nghĩ tới mình còn có uy chát của ngôi sao lớn. Anh ấy nhớ 9 năm trước, có lần lâu ngữ không rảnh đi xem nhà thuê nên đã gửi cho anh ấy uy chát của người này, nói người này sẽ đi xem giúp. Đọc phun tại Duyên. Con. Vì vậy anh ấy đã kết bạn với Văn Tuyết Thời, về sau hai người thuê nhà cùng tới ký hợp đồng, anh ấy cũng biết họ có quan hệ gì. Mãi cho tới khi hợp đồng cho thuê không được gia hạn nữa, anh ấy cũng hiểu ra mối quan hệ đó đã kết thúc. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với người khác. Lời nào nên nói, lời nào nên cất giấu thật kỹ, anh ấy đều biết rõ. Làm người quan trọng nhất là chữ tín, nếu không anh ấy cũng không có được thành tựu như hôm nay. Anh ấy đột nhiên bừng tỉnh, tại sao vừa đăng bài trên trang cá nhân 2 tiếng đã có người chốt đơn, bởi vì Văn Tuyết thời đã nhìn thấy bài viết đó là anh kêu người kết bạn với anh ấy. Điều này càng kinh ngạc hơn. Anh ấy cứ tưởng người này đã xóa mình từ 800 năm trước rồi. Trên thực tế, người môi giới đoán đúng gần hết. Văn Tuyết thời quả thật nhìn thấy thông tin bán nhà trên bản tin WeChat, nhưng anh không kịp qua nên đã ủy thác cho người quản lý Đinh Văn Sơn đi liên lạc, muốn nhờ Đinh Văn Sơn mua nó thay mình. Đinh Văn Sơn dẫn dắt Văn Tuyết thời từ 7 năm trước, tận mắt chứng kiến lý do anh và lâu ngữ đường ai nấy đi. Vì vậy anh ấy không muốn Văn Tuyết thời mua căn nhà này, theo anh ấy, đây là tín hiệu chẳng lành. Không, nên nói là từ khi anh bắt đầu tham gia sâu, tín hiệu này đã réo điên cuồng rồi. Nhưng ai kêu văn tuyết thời là nghệ sĩ cốt cán, tốt nhất của anh ấy chứ? Anh ấy chỉ có thể nghe theo, tiếp tục cầm điện thoại cho văn tuyết thời nhìn một vòng phòng ngủ. Trong phòng ngủ vẫn không có gì, thứ có thể mang đi đã mang đi hết, ngoại trừ thứ dán chặt trên tường. Đinh Văn Sơn lại gần tường, nhìn thấy đó là một tờ giấy trắng đã ngã vàng, nhưng nó hơi nhỏ, để lộ ra thứ bị che chắn bên dưới. Văn Tuyết Thời ở bên kia hít mắt lại, sau đó lập tức nhận ra thứ bị che đi là gì. Xé tờ giấy ra xem đi. Anh chậm rãi nói, giọng điệu không thể bình tĩnh nổi. Không sao chứ? Tôi mua căn nhà này rồi. Đinh Văn Sơn nhún vai, đưa tay kéo tờ giấy ra. Bên dưới là một tấm poster. Trong phòng bia cũ, dưới ánh đèn neon, người đàn ông đang dạy người phụ nữ đánh bia, anh ôm eo cô, dạy cô ngắm chuẩn vào đóa hoa đào nở giữa cành trúc ở chính giữa bàn bóng lưng hai người hiện sau lớp sương mù nằm chữ lờ mờ hiện lên câu thơ ngày hôm qua thứ bị che mất chính là tấm poster năm đó văn tuyết thời và lâu ngữ chụp thay diễn viên chính khi ấy hai người đã dán nó lên nếu trong thời gian đó căn nhà có đổi chủ vậy chắc chắn nó sẽ không được giữ tới hiện tại càng sẽ không được giữ bằng cách này dường như chủ nhà không nỡ vứt đi nhưng cũng không muốn nhìn thấy nữa văn tuyết thời im lặng nhìn poster đoán ra sự thật chủ nhà chưa lộ mặt vào tối nay chính là lâu ngữ anh nghĩ chắc chắn cô đã chuyển ra ngoài từ lâu căn nhà này không còn liên quan tới họ sau đó có lẽ trong mấy năm nay nó đã vào tay người khác rồi trùng hợp xuất hiện lại trước mặt anh nhưng trên thế giới này làm gì có sự trùng hợp nào như thế khi nhìn thấy là bài người môi giới đó đăng anh nên phát giác ra mới phải nhưng không hề trước khi nhìn thấy tấm poster đó anh không nghĩ cô sẽ là người mua lại căn nhà cũ này đây là cái gì văn tuyết thời vẫn đắm chìm vào dòng suy nghĩ Đình Văn Sơn đột nhiên lên tiếng, phát hiện phía sau tờ giấy có mấy chữ. Sao lại còn có tờ ghi chép phẫu thuật nữa? Anh ấy trợn tròn mắt, để tờ giấy áp sát camera, cho Văn Tuyết Thời nhìn rõ. Đó là tờ giấy ghi lại cuộc phẫu thuật cắt dạ dày, tên bệnh nhân đã bị xé đi, nhưng thời gian là vào mùa thu 5 năm trước, tuần cuối cùng của tháng 9. Cắt dạ dày Từ khóa này hoàn toàn khớp với lâu ngữ, anh gần như có thể xác định đây là đơn phẫu thuật của cô trên du thuyền anh đã biết điều này nhưng anh không biết thì ra cuộc phẫu thuật đó xảy ra vào tuần sau một tháng họ chia tay tuần đó mọi người lan truyền cô gác lại mọi công việc tới bệnh viện chăm sóc diêu tử thích tự như hai khoảng thời không song song cùng tồn tại nhưng thế giới này chỉ có một mạch thời gian dạ dày của lâu ngữ cũng không thể bị cắt tới hai lần được đáp án đã rõ như ban ngày cô đã tạo ra một thế giới ảo tưởng sau khi chia tay trong khoảng thời gian đó cô ở bên diêu tử thích cho dù là xuất phát từ việc tạo cúp hồ hay quan tâm. Ở đó cô có sự lựa chọn mới, hiền ngang bước về phía trước, đầu không ngoảnh lại. Nhưng trong mạch thời gian thật sự, điều đó thuộc về anh, chú cũng còn nói năng lộn xộn, chỉ biết lén lắc đuôi đã âm thầm mua lại căn nhà họ từng sống chung, đơn độc mất đi nửa cái dạ dày, không còn vui vẻ ăn hết một bát ô đen như trước nữa. Chương 27, quà thăm hỏi người cũ. Lâu Ngữ nhận được tin nhắn của người môi giới vào nửa đêm, anh ấy nói đã đưa khách xem nhà xong khách hỏi khi nào ký hợp đồng được cô không trả lời mãi cho tới rạng sáng cô mới đáp để xem tình hình đã ngày mai cô phải vào đoàn làm phim sợ tạm thời không rảnh rõ ràng vốn dĩ tối nay có thể ký xong hợp đồng nhưng cô đột nhiên chần chừ chính cô cũng không biết rõ lý do người môi giới liên tục soạn tin nhắn mãi sau mới nói một câu không sao để tôi nói với khách hôm sau lâu ngữ bay tới hoài nam bắt đầu quay phim bởi vì cô trì hoãn việc vào đoàn làm phim, nên buổi khớp thoại của cả đoàn cũng bị đẩy lùi mấy ngày. Họ đã quay một số phân cảnh của các diễn viên khác, đợi lâu ngữ tới nơi mới tiến hành xem kịch bản. Địa điểm đọc kịch bản là phòng họp ở tầng hai khách sạn đoàn làm phim thuê. Lâu ngữ bảo lật tử đi đặt bánh ngọt, cà phê như thường lệ, ngoài ra còn chuẩn bị phát lì xì cho nhân viên. Cô tới nơi trước nửa tiếng, đọc qua kịch bản trước khi tiến hành thảo luận theo thói quen. Những diễn viên khác cũng lần lượt tới, khi còn 10 phút là tới thời gian hẹn, một vị trí vẫn còn trống. Lâu ngữ nhìn vị trí đó, khẽ nhíu mày. Nhà sản xuất giải thích với cô, trong hai ngày cô chưa tới, chúng tôi quay cảnh của nữ ba, nhưng chúng tôi thấy kết quả không được tốt lắm, vậy nên đã đổi người. Diễn viên thay thế vừa bay tới đây vào tối qua, chúng ta cứ chăm trước cho cô ấy nhé. Lâu ngữ vừa nghe đã biết có điềm, cái gọi là kết quả không tốt là một lý do rất đường hoàng, chắc chắn bên đầu tư muốn nhắc người vào, không nhắc được thì gạch tên người khác đi. Tại sao cô có thể biết rõ như vậy? Bởi vì cô cũng từng bị người ta xóa tên. Có lẽ cô còn thảm hơn chút, bởi vì sau khi quay nửa tháng cô mới bị gạch. Lâu ngữ gật đầu, người mới là ai thế? Dương Hân Mỹ. Lâu ngữ gật đầu, nói tiếp, chúng ta không đợi nữa, bắt đầu trước nhé. Cô đã nói vậy rồi, mọi người cũng chỉ đành làm theo. 15 phút sau, Dương Hân Mỹ nhàn nhã đi tới thô bạo đẩy cửa ra, cắt ngang vòng khớp thoại của mọi người. Xin lỗi ha, tôi tới muộn rồi. Cô ta không chút ấy nấy, kinh ngạc nói, cái gì vậy? Mọi người bắt đầu rồi sao? Chị Hân Mỹ, đã lâu không gặp. Lâu ngữ nhiệt tình vẫy tay, phần đầu đa số không có thoại của chị, chúng tôi nhân lúc chị chưa tới đã khớp thoại trước, không làm lãng phí thời gian của chị đâu. Lời cô nói mang theo ẩn ý sâu xa, người thông minh đều có thể nghe ra lâu ngữ đang chế nhạo cô ta không có đất diễn. Nhưng ngoài mặt cô lại tỏ ra ân cần, chu đáo. Bình thường lâu ngữ sẽ không cáo kỉnh với diễn viên đóng cùng mình như thế, chỉ là một lần đến muộn thôi mà, cô không phải kiểu người so đo tính toán vậy. Nhưng đây không phải lần đầu cô và Dương Hân Mỹ hợp tác. Lần đầu họ hợp tác là vào 7 năm trước, khi đó thân phận của cô và Dương Hân Mỹ hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Dương Hân Mỹ là nữ chính, cô là nữ ba. Ngày đầu tiên khớp thoại, cô đã đến trước cả nửa tiếng, chợt thấy trên bàn có một chập kịch bản mới. Nhân viên báo biên kịch nghe theo đóng góp của nữ chính nên thay đổi kịch bản. Cứ như vậy, lời thoại cô học thuộc từ lâu không cần dùng tới nữa. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Khi khớp thoại, có thể xảy ra trường hợp diễn viên cảm thấy lời thoại không hợp nên thay đổi đôi chút. Cô vội cầm kịch bản mới lên đọc kỹ lại, khi cô gần như học thuộc xong hết, Dương Hân Mỹ mới xuất hiện chỗ của cô ta ở ngay cạnh lâu ngữ. Khi cô ta tới gần, mùi nước hoa nồng nặc khiến lâu ngữ không nhịn được hắt xì. Si. Dương Hân Mỹ liếc nhìn cô, cô lập tức đứng thẳng, chào hỏi cô ta, em chào chị Dương, em là lâu ngữ, diễn viên đóng vai Điền Giao trong phim. Cô ta khịt mũi, bần cua đáp, Điền Giao hả, trong kịch bản có nhân vật này sao? Lâu ngữ nở nụ cười gượng gạo. Sau khi ngồi xuống, Dương Hân Mỹ cầm kịch bản lên, còn chưa đọc được mấy đã A một tiếng ghim của quyển kịch bản này sắc quá. Tiếp đó, một quyển kịch bản bị ném tới trước mặt Lâu Ngữ. Cô tháo ghim ra cho tôi đi. Lâu Ngữ rất muốn đáp trả một câu, tôi không phải trợ lý của chị. Nhưng có nhiều người đang nhìn cô thế, ánh mắt ai cũng ngầm ám chị cô mau tháo ghim ra đi, xong sớm tan sớm. Bởi vì Dương Hân Mỹ đến muộn nên thời gian khớp thoại không còn nhiều. Người gây ra hậu quả này vốn không phải cô, ấy vậy mà cô lại như trở thành tội đồ lâu ngữ cảm thấy nực cười chỉ đành lặng lẽ nhận lấy kịch bản cố gắng cậy ghim của quyển giấy ra trút hết cơn giận lên từng chiếc ghim kết quả dùng lực hơi quá đầu ghim đâm thẳng vào ngón tay cô rất đau dường như ghim sách đang kháng nghị với cô nhìn đi ngay cả nó cũng có thể phản kích còn cô thì không đọc phun tại duyên com dương hân mỹ có chỗ dựa vững chắc địa vị trong giới cũng cao hơn cô muốn đuổi cô ra khỏi đoàn làm phim chỉ mất một câu nói thảo nào nhiều người muốn trèo cao thế có thể nắm trong tay quyền sát sinh người khác thật sự rất sung sướng sau lần đó dương hân mỹ không còn cố tình nhằm vào cô nữa nên nói là việc tháo ghim ra cũng chẳng được tính là nhằm vào cô chưa có tư cách đó dương hân mỹ là người ngang ngược trong tiềm thức của cô ta cả đoàn làm phim đều phải phục vụ cô ta cô ta sẽ không học thuộc thoại cần có người nhắc cho khi đóng nhân viên không biết khi nào cô ta cần nhắc khiến cô ta không nói tiếp được cô ta sẽ thẹn quá hóa giận, không chịu quay nữa. Cũng có lúc cô ta chê máy quay quay mình không đẹp, quay được một nửa lại kiên quyết đòi đổi cả đội ngũ quay phim. Đội quay phim là cánh tay phải của đạo diễn, hành động của cô ta khiến đạo diễn nổi cáo, nhà sản xuất tới an ủi, tiến độ của đoàn làm phim bị kéo dài hơn một tháng. Mặc dù những điều này không liên quan trực tiếp tới lâu ngữ, nhưng cô cũng phải gánh chịu hậu quả. Kế hoạch ban đầu của cô là sẽ cùng Văn Tuyết thời đón sinh nhật tuổi 25 tuổi, cô còn âm thầm lên kế hoạch đi du lịch để cho anh bất ngờ nhưng vì tiến độ quay phim bị chậm trễ nên kế hoạch phải hủy bỏ hết cách lâu ngữ chỉ đành lên kế hoạch b hỏi bên kế hoạch có thể đẩy cảnh quay của cô lên trước không bên kế hoạch nói được nhưng như vậy cô sẽ rất mệt lâu ngữ thở phào nhẹ nhõm thứ cô không sợ nhất chính là mệt chỉ sợ bên kế hoạch từ chối thôi thế là cô ra sức dồn hết cảnh quay của mình vào một tuần ngày nào cũng phải dậy sớm thức khuya dưới mắt hiện lên quần thâm như gấu trúc lúc làm lễ đóng máy cô còn hoài nghi mình có thể đứng ngủ nhưng tới hôm sau cô vẫn không thể rời khỏi đoàn làm phim nguyên nhân cực kỳ nực cười tối qua dương hân mỹ về phòng xem một số cảnh quay thô cảm thấy tạo hình của mình không đẹp bắt phải quay lại mấy đoạn trong mấy đoạn được chỉ định lâu ngữ bắt buộc phải đứng phía sau làm nền hoặc có mấy lời thoại phải nói với dương hân mỹ cô bị giữ lại đoàn quay tiếp mọi cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển chỉ vì một câu nói tôi không hài lòng bâng quơ của Dương Hân Mỹ. Vào ngày sinh nhật, khi sắp tới 12 giờ đêm, thậm chí cô còn không thể gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho bạn trai mình. Ống kính đuổi theo Dương Hân Mỹ trước mặt cô, đối phương liên tục nói sai lời thoại, cô phải liên tục đứng bên ngoài tiêu điểm máy quay, đọc thoại với cô ta hết lần này tới lần khác. Tới khi xong việc, cô có thể bớt chút thời gian chúc mừng anh, cô nhớ rất rõ lúc đó đã là một giờ 28 phút sáng. Không biết Văn Tuyết thời đã ngủ hay chưa, Cô cầm điện thoại, dè dặt gửi một nhãn dán thò đầu ra nhìn cho anh. Anh trả lời ngay lập tức, quay xong rồi sao? Cô biết ngay anh đang đợi mình. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, cô nhập bốn chữ sinh nhật vui vẻ vào khung chat, sau đó lại nhắn xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, nhưng cuối cùng lại xóa đi, chỉ đáp lại một câu, ừm, em quay xong rồi. Rõ ràng câu xuất hiện ở phần tin nhắn không nên là những chữ này, nhưng khi ấy cô không thể kiểm soát được cơn giận của mình cô giận vì bản thân đã cố gắng nhưng vẫn không có được thứ mình muốn văn tuyết thời không trách cô việc liệu có phải cô quên sinh nhật anh không ngược lại anh còn lập tức kết thúc cuộc trò chuyện em mau đi ngủ đi chắc mệt lắm rồi nhỉ cuối câu anh còn gửi ai con hình người giang tay ra ôm trông rất ngờ nghịch. lâu ngữ nắm chặt điện thoại sống mũi cây xe nếu nói có những người muốn trào cao là vì hưởng thụ khoái cảm khi được đứng trên mọi người vậy trong đêm khuy bất lực ấy cô vô cùng khát khao có thể trèo lên cao chỉ vì cô muốn có thể đi gặp người mình muốn gặp ông lấy anh chính miệng nói với anh câu sinh nhật vui vẻ nhưng những năm đó cô không làm được anh sẽ thất vọng như nào cô không biết nữa những chuyện này vẫn hằn sâu trong lòng cô còn dương Hân mỹ chỉ nói a à, có chuyện này sao người như cô ta đương nhiên sẽ không nhớ gì do vậy từ một diễn viên không bao giờ lo thiếu việc làm tới người phải nhờ nhà đầu tư tranh cho một vai diễn nhỏ đây cũng chẳng phải điều ngạc nhiên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cảnh tượng quen thuộc trong quá khứ, vị trí đã đổi thay, lâu ngữ không làm khó cô ta như cô ta năm đó, nhưng cô cũng không tha cho cô ta. Cô nói thêm một câu, giọng điệu dịu dàng, thật ra cô tới muộn tiếng nữa cũng chẳng sao. Dù sao cảnh quay của cô cũng ít. Dương Hân Mỹ im lăng, sắc mặt khó coi, tôi không cố tình tới muộn, trước đây khớp thoại tập trung đều không đúng giờ mấy, có ai không tới muộn mười hai mươi phút chứ. Lâu ngữ nhìn cô ta, chậm chậm đáp. đúng vậy, cô cũng nói rồi đó, đó là trước đây. Dương hay Mỹ nghẹn lời, không nói được gì. Mỗi câu nói của Lâu ngữ đều động vào nỗi đau của cô ta, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra không sao. Càng như vậy, cô ta càng không thể nổi nóng, không thể chủ động khiêu khích được. Cho dù bây giờ cô ta có người chống lưng cho, nhưng thứ Lâu ngữ đại diện là thị trường, đó là ông trùng còn lớn hơn buổi khớp thoại trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, hai ngày sau, Dương Hân Mỹ không còn tới muộn nữa, lâu ngữ cũng không châm chọc cô ta, ra uy thế đủ rồi. Sau buổi khớp thoại là thời gian quay phim chính thức, cảnh quay đều khá thuận lợi. Mới bắt đầu quay được mấy ngày đã có người tới thăm. Lâu ngữ vừa quay xong một cảnh, lật tử vội chạy lên xe, nói, chị, cô Hoàng và anh Văn tới thăm chị này. Hoàng Nhân Hoa và Văn Tuyết Thời. Lâu ngữ sững sờ ngồi trên sofa, lờ mờ nhớ lại cuộc đối thoại trước đó của họ buổi tối khi sắp kết thúc chuyến tàu đêm hoàng nhân hoa nói cô ấy sẽ tới hoài nam quay quảng cáo còn hẹn ăn cơm riêng với cô nhưng văn tuyết thời là sao trong lòng đã có suy đoán cô vô cảm nói mời họ lên xe đi một lát sau ngoài cửa xe vang lên tiếng gõ cửa lâu ngữ hít sâu một hơi rồi niềm nở mở cửa ra nhân hoa anh văn lâu ngữ chào hỏi hai người đang đứng ở bậc thang ra hiệu cho họ lên xe. Hoàng Nhân Hoa ôm cô nhiệt tình, cô cũng chột dạ ông lại, ánh mắt lại nhìn vào Văn Tuyết thời đi vào. Anh mặc áo khoác màu cà phê, bên trong là áo len trắng. Tầm mắt cô dừng lại ở chỗ cổ áo cao, ác ý nghĩ, lẽ nào anh mặc vậy để che đi vết gì đó sao? Cô bất giác nhíu mày, bực bội trước suy nghĩ thần kinh của mình. Lâu ngữ nhìn ra chỗ khác, Hàn huyên, sao anh Văn cũng đột nhiên tới vậy? Hoàng Nhân Hoa trả lời thay Văn Tuyết Thời, anh ấy cũng tới thăm tôi ở phim trường tôi nói sẽ tới tìm cô thế là chúng tôi đi cùng luôn lâu ngữ gật đầu quả nhiên như cô nghĩ anh chỉ tiện đường qua thôi hoàng nhân hoa chỉ sang bên cạnh phim trường lần này của tôi là cái ở ngay bên đoàn của cô vậy nên tôi tới thẳng đây tìm cô luôn trùng hợp thật sau khi đi vào văn tuyết thời không nói gì lát sau anh giơ túi trong tay lên đưa tới trước mặt cô trước khi tới nghe nói cô cũng quay ở hoài nam tôi mang cho cô chút quà hỏi thăm cảm ơn anh, tốn kém quá. Lâu ngữ cười nhận lấy, tiện tay đặt đồ lên bàn phía sau. Hoàng nhân hoa đột nhiên lấy điện thoại ra nhìn, rồi vội nói, họ gọi tôi đi quay bù rồi, hai người đợi tôi chút nhé, tôi quay lại ngay. Nói xong cô ấy vội xuống xe, để lại cô và văn tuyết thời. Lâu ngữ ngơ ngác nhìn cánh cửa đang dần khép lại, thầm buông câu, quắc dơ phắt. Bầu không khí im ắng dây lát, cô nói, anh không qua đó xem sao. Văn Tuyết thời chỉ vào túi, "Cô không xem đồ tôi mang cho cô sao?" "Lát nữa tôi sẽ xem." Anh cười nhạt, "Vậy sao, không phải ném vào thùng rác là được?" "Không đâu. Tôi còn chưa cảm ơn anh chuyện trong sâu lần trước." "Nếu muốn cảm ơn thì mở nó ra xem đi." Trong đầu Lâu Ngữ đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất khó tin nhưng lại vô cùng hợp lý. Gần đây anh có đăng bài về ngày kỷ niệm trên Weibo, hôm nay lại xuất hiện trước mặt cô còn nhấn mạnh quà thăm hỏi không bắt mắt này. Lẽ nào quà thăm hỏi thú vị nhất dành cho người cũ không phải thiệp mời kết hôn sao? Lâu ngữ bình tĩnh nhìn túi giấy bình thường đó, mãi không làm gì. Văn tuyết thời không dục cô, anh vốn đứng ở cửa, lúc này đã lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, dựa vào cửa, tay đặt ở sau lưng, sờ vào khóa cửa, sau đó lén lút vặn lại. Rắc, cửa bị khóa từ bên trong. Chương 28, người ghét nhất là người thích nhất lâu ngữ không phát hiện ra cửa xe đã bị khóa lại từ lúc nào mọi sự chú ý của cô đều dồn vào chiếc túi trên bàn sau khi chuẩn bị tâm lý xong cô cố gắng bình tĩnh đưa tay ra mở túi bên trong là một cốc cà phê rất bình thường lâu ngữ sững sờ mấy giây rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm ngón tay căng cứng ban đầu chợt run lên cô làm như không có chuyện gì lấy cốc cà phê ra một cốc cà phê đáng mới nói được một nửa cô đã dừng lại nhìn thấy một tờ đơn phẫu thuật ở bên dưới cốc cà phê. Đó là tờ đơn không thể quen hơn, là đơn phẫu thuật của cô. Trong phòng vô cùng bí bách, không ai nói lời nào. Dường như họ đang đứng trên một hồ băng, ai lên tiếng trước, cơn sóng ngầm bên dưới sẽ xông lên, phá vỡ mặt băng, cuốn trôi họ. Cuối cùng, lâu ngữ đặt cà phê xuống, bình thản hỏi, khách tới xem nhà là anh sao? Cũng coi là vậy. Anh nhìn chầm chầm bóng lưng không chịu quay lại của cô, tôi nhờ Đinh Văn Sơn đi xem. Hành vi như vậy của anh không hay chút nào, không hỏi đã tự ý lấy đi, đó là trộm cắp. Ừm, tôi đã dạy dỗ anh ấy rồi, vậy nên bây giờ mới mang vật về với chủ. Lâu ngữ lấy đơn phẫu thuật ra, vò thành một nắm rồi nhét vào túi. Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cảm ơn cà phê của anh Văn, anh tự nhiên nhé, tôi phải đi quay rồi. Cô đi tới cửa, nắm tay cầm, khoảnh khắc nhận ra cửa bị khóa, Văn Tuyết Thời đã áp sát phía sau. Anh ấn vào chỗ khóa cửa. Tôi vẫn chưa nghe thấy trợ lý gọi cô, chắc vẫn chưa tới thời gian quay đâu nhỉ. Lâu ngữ rụt tay về, lập tức lùi ra sau, kéo dài khoảng cách với anh. Vậy thì sao? Tôi không thể đi ư. Văn Tuyết thời cười hỏi, hiếm lắm mới có cơ hội này, chúng ta nói chuyện nhé. Bầu không khí trở nên kỳ quặc, trái tim lâu ngữ thắt lại, cố tình nghịch ngợm, muốn giải phóng nguyên tử không an phận hình như chúng ta chẳng có gì để nói cả tới bây giờ chúng ta vẫn chưa hàn huyên lại chuyện cũ đều là mấy chuyện vụn vặt chẳng ra gì có gì cần phải hàn huyên văn tuyết thời không tranh cãi với cô hỏi thẳng tại sao lại phẫu thuật vào lúc đó không phải em nói vì để tranh vai diễn sao lâu ngữ bật cười anh tự mình đa tình cái gì vậy vấn đề này có gì để hỏi chứ chỉ vì tranh vai diễn thôi văn tuyết thời hít sâu một hơi Tấn Công, mặc dù em dễ béo nhưng em luôn quản lý cơ thể rất tốt, tại sao lại cần dùng tới phương pháp đó?" Lâu Ngữ thò tay vào túi, nắm chặt mẫu giấy. Cô không thể trả lời câu hỏi này, sau giây phút im lặng, cô hỏi ngược lại anh, "Tôi rất tò mò tại sao anh lại đi xem căn nhà của ấy?" Anh đáp, "Anh trả lời em, em sẽ nghiêm túc trả lời anh sao?" Vẻ mặt Lâu Ngữ cứng đờ, "Tôi không quan tâm tại sao anh muốn đi xem căn nhà ấy, anh cũng đừng tới hỏi tôi." cơ thể tôi là của riêng tôi, tôi có quyền chi phối nó. Tôi muốn làm phẫu thuật lúc nào thì làm lúc đó, ok. Không có lý do gì cả. Khi họ đang tiến hành cuộc trò chuyện căng thẳng, bên ngoài xe, lật tử đột nhiên đi tới, giơ tay gõ cửa. Chị, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo rồi. Cách một cánh cửa, giọng nói cô ấy gần trong gan tất. Lâu ngữ bất giác căng thẳng, ậm ờ đáp chị quay lại ngay. Bên cạnh cô, người đang chặn khóa cửa đột nhiên há miệng định nói theo. Cô chú ý tới hành động của anh, vội nhào lên bịt miệng anh theo phản xạ, không cho anh nói chuyện. Lật tử ngoài cửa vẫn chưa đi, cô ấy nói thêm, phải rồi chị, trưa nay chị muốn ăn với đoàn hay đặt riêng. Văn tuyết thời bị cô bịt miệng vẫn không từ bỏ việc lên tiếng, phát ra tiếng u ớ, lâu ngữ căng thẳng, càng bịt chặt miệng anh hơn, tức giận suyệt mấy tiếng, bảo anh đừng lên tiếng. Ở khoảng cách càng gần, hơi thở từ miệng anh càng áp sát lòng bàn tay cô hơn. Ấm áp, ngưa ngứa, cánh môi khẽ động, tự như vô vàng con kiến đang bò lên trên. Thậm chí con kiến đó còn đang bò ra khắp người cô. Anh nhìn cô chăm chăm. Cô né tránh ánh mắt anh, sau lưng nóng rực, đáp qua loa, ăn với đoàn đi. Vâng. Lúc này lật tử mới rời đi, ngoài cửa quay lại vẻ yên tĩnh. Lâu ngữ buông tay ra, lòng bàn tay vẫn thấm mồ hôi lạnh cô lùi về sau một bước anh cũng nghe thấy rồi đấy tôi phải đi quay rồi văn tuyết thời ừ một tiếng cuối cùng cũng bỏ bàn tay luôn chặn khóa cửa ra không vội anh vẫn còn nhiều thời gian đợi tới khi nào em hết bận thì nói tiếp da đầu cô tê rần không cần nghĩ đã đáp tôi không có thời gian buổi tối tôi còn muốn hẹn hoàng nhân hoa đi ăn trước đó lúc ở trên tàu tôi đã đồng ý với lời mời của cô ấy rồi không nói chuyện với anh được nói xong cô quay đầu mở cửa xe Khoảnh khắc không khí ngoài xe sọc lên má, lâu ngữ hít sâu một hơi, nhảy xuống bật xe. Lâu ngữ không thể chống đỡ tốt trước sự thăm hỏi đột ngột này. Cô không hiểu, chuyện đã tới nước này, ai cũng đã đi thật xa rồi, anh cứ phải hỏi vấn đề đau đớn này thì có ý nghĩa gì? Rõ ràng bên cạnh anh đã có người mới, giống như việc cô cũng không thể hiểu nổi tại sao giờ anh lại muốn mua lại căn nhà của đó. Những câu hỏi này liên tục chạm vào từng dây thần kinh, cô lờ mờ cảm thấy mình đang nghĩ sai điều gì đó. Khi máy quay ly tới, lâu ngữ nhanh chóng cất giữ lâu ngữ đi, tạm thời không nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Mặc dù trạng thái của cô vẫn chưa được thay đổi hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng thuận lợi quay xong. Sau khi quay xong, lâu ngữ quay về xe không còn bóng người nào, cốc cà phê lạnh ngắt, cô ngồi cạnh bàn, nhìn chầm chầm nó hồi lâu. Tới khi hoàng hồn lại, cô đưa tay vuốt phẳng đơn phẫu thuật bị vo tròn ra. Năm đó khi dọn hết đồ ra khỏi nhà, tới tấm poster dán trên tường, cô lại do dự đây là ảnh chụp chung không ai biết đầu tiên của hai người ngoại trừ nhân viên quay phim ra ai cũng nghĩ đó là nam nữ chính trên mạng fan của hai diễn viên đó chém gió tưng bừng nói hai người này rất giỏi hiệu ứng hóa học của cặp đôi vô cùng tốt thậm chí về sau sau khi chụp xong poster chính thức của câu thơ ngày hôm qua gương mặt nam nữ chính thật sự xuất hiện bên trên rất nhiều người vẫn cảm thấy nó không bằng tấm poster ban đầu chỉ có bóng lưng kia Lâu ngữ lai like hết tất cả những bình luận khen tấm poster phát thảo đó. Khi ấy poster nổi tới mức nào? Toàn bộ bài đăng quảng bá phim sau khi chốt lịch chiếu đều dùng tấm đó. Cảm giác này quá kỳ diệu. Poster của họ xuất hiện khắp các biển quảng cáo của xe bus, màn hình điện tử di động ở trạm tàu điện ngầm, ngoài trung tâm thương mại lớn, mọi ngóc ngách trong thành phố đều có thể nhìn thấy họ, nhưng không ai nhận ra đó là họ. Lâu ngữ cũng không tham lam, cô sẽ nhanh chóng được thấy phim trên màn ảnh tới lúc đó mặt cô có thể xuất hiện trên màn ảnh lớn cho dù chỉ là mấy giây cũng đáng được kỳ vọng hơn bóng lưng bị người ta che mất sáng sớm ngày đầu tiên phim ra rạp cô và văn tuyết thời lập tức chạy tới rạp chiếu phim xem nửa phần đầu cô luôn trong trạng thái bất an đợi chờ bản thân xuất hiện cô biết đoạn bản thân xuất hiện là nửa sau kịch bản tức là lúc nữ chính ra nước ngoài khi mạch phim ngày càng tới gần đoạn đó cô vô cùng thấp thỏm ngồi thẳng dậy tim đập rộn ràng tự như quay lại thời học sinh, ngồi bên bàn học, nghe giáo viên đọc thành tích thi của từng bạn, lúc sắp đọc tới tên cô, thì giáo viên lại nhẹ nhàng bỏ qua. Lâu ngữ ngây ngốc nhìn màn hình, nhận ra cả đoạn nữ chính hỏi người đi đường đã bị cắt bỏ. Cho dù không có mặt chính diện cũng được, góc nghiêng, thậm chí là gáy cũng được. Cho dù thế nào đi nữa, đó cũng là một phân cảnh nhỏ cô phải dùng 6 tháng để đổi lấy, trước khi vào đạp chiếu phim, cô đã chờ mong có thể nhìn thấy cảnh đó rất nhiều nhưng cô đã bị cắt bỏ đi hoàn toàn có lẽ cô diễn chưa tốt có lẽ đoạn đó không cần thiết tóm lại nó đã bị cắt dường như đây cũng chẳng phải chuyện khó đoán trong bóng đen tĩnh lặng lâu ngữ cúi đầu xuống lòng bàn tay bất chợt được người bên cạnh nắm lấy văn tuyết thời không nói gì nắm tay cô xem hết phần còn lại của bộ phim đèn sáng bộ phim kết thúc phụ đề vẫn đang chạy những khán giả khác đều đứng dậy rời đi khi đèn sáng hai người họ lại ngồi im bất động một là hai người có chung cách xem phim giáo viên trong trường từng dạy họ phải đợi tới khi phụ đề chạy hết mới đứng dậy rời đi bởi lẽ trong phụ đề còn có rất nhiều người cùng nhau tạo nên sự sống cho một bộ phim xem hết phụ đề là sự tôn trọng dành cho họ hay đương nhiên là vì họ đã trở thành một phần trong phụ đề ấy do vậy họ càng thấm điều này hơn cả rạp chiếu phim không còn một ai tên họ mới từ từ xuất hiện ở cuối màn hình giữa đó là tên của vô số đạo diễn diễn viên khác cô đứng thứ ba hàng thứ hai bên trái anh đứng thứ hai hàng thứ tư bên phải khi ấy tên anh đọc cho bên làm phụ đề không phải văn tuyết thời mà là a long theo lời anh nói nếu đã là thế thân vậy dùng một cái tên không quan trọng để viết lên đó đi cô nhìn tên của hai người chúng cách nhau rất xa nhưng không sao lâu ngữ gạt đi sự lạc lõng vừa rồi lắc bàn tay đang nắm tay mình của anh hào hứng nói anh mau nhìn kìa anh cười nhìn cô anh nhìn thấy rồi một giờ bốn mươi phút sáng họ nắm tay nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim vắng vẻ poster tuyên truyền của câu thơ ngày hôm qua vẫn treo ở chỗ bắt mắt nhất lần này bên nhà sản xuất dùng poster chính thức nhưng bên cạnh vẫn dán một tấm poster phát thảo bản nhỏ khi đi qua nó văn tuyết thời đột nhiên dừng lại anh sao thế cô nghi hoặc dừng lại theo anh anh không nói gì đột nhiên buông tay cô ra sẽ tấm poster phát thảo kia xuống chạy anh hét lên sau đó nắm lấy tay cô lao về phía trước. Ánh đèn trên đường tự như những biển báo trôi nổi trên mặt biển, tối nay mặt biển phẳng lặng ấy đang cuộn trào không ngớt, không ai nhận ra hai thanh niên làm loạn chạy như bay trong dòng xe cộ. Lâu ngữ chạy tới mệt nhoài, hơi thở gấp gáp bị khẩu trang che mất, khói bay ra khiến tầm mắt cô trở nên mờ mịt. Cô dần không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, nhưng cô biết đi theo anh là sẽ đúng. Cô không hỏi tại sao phải chạy, cũng không hỏi sao lại xé tấm poster đó. Nếu có thể, thậm chí cô còn muốn phát điên một lần vừa chạy vừa hét đạo diễn chết tiệt nếu đã muốn bỏ cảnh sao còn phải quay bản thân như một con ngốc gửi tin nhắn cho bố mẹ nói họ phải đi xem câu thơ ngày hôm qua ở đó có bất ngờ đúng là ngốc thật cũng không tính là trèo cao nhưng ngã lại đau thế tầm mắt dần trở nên mờ mịt sau đó lại sáng rõ họ chạy tới khi kiệt sức mới dừng lại nước mắt của hy vọng tuổi thân hóa thành mồ hôi Cô tựa đầu vào tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, cười lẩm bẩm, liệu mai có cảnh sát tới tìm chúng ta không? Vậy thì chạy tiếp. Anh mỉm cười, lưng hơi rung lên, là một đôi uyên ương cùng sống cùng chết. Trong túi họ không có gì, cô thò tay vào túi áo trống rỗng của anh, nắm chặt tay anh. Tối đó, khi họ quay về đã rất muộn, chỉ còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng, cô còn phải dậy sớm đi phỏng vấn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cô vẫn nằm mơ cô nghẹn ngào vùi đầu vào lòng văn tuyết thời anh vẫn ngủ nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mê ôm lấy cô hỏi em sao thế không sao em vừa nằm mơ anh ôm cô chặt hơn ác mộng sao cô lắc đầu chắc là mộng đẹp nhưng em không nhớ nữa cô cũng ôm chặt lấy anh thì thầm em mơ thế em là diễn viên chính đứng trước máy quay sau đó thì quên rồi và sau đó đương nhiên cảnh sát sẽ không tìm tới hai tên trộm bọn họ vì một tấm poster minh chứng cho tội lỗi của họ được họ dán lên bức tường trong căn phòng cũ huy hoàng hiên ngang ở đó rất lâu nếu kết cục cuối cùng là bị xé thành trăm mảnh vứt vào thùng rác không phải sẽ thê lương lắm sao thế là vào khoảnh khắc cuối cùng lâu ngữ đã do dự sau đó cô quay ngược đơn phẫu thuật lại che đi poster cô muốn lấy độc trị độc còn cố tình xé tên trên đơn đi nếu tấm poster vô danh ấy đại diện cho khởi đầu của họ vậy đơn phẫu thuật dạ dày bị xé đi của cô đại diện cho kết cục của họ chúng dựa dẫm vào nhau phong ấn hoàn toàn ký ức ấy nhưng có phong ấn thì sẽ có thức tỉnh đây là kết cục tất yếu khi ban đầu không chọn thiêu hủy đơn phẫu thuật bị văn tuyết thời lấy xuống khoảnh khắc anh mang nó tới trước mặt cô cảm xúc mãnh liệt nào đó bị kiềm chế lại nhìn thấy mặt trời chờ đợi ngày tỉnh lại đọc phun tại duyên Lâu ngữ ném mẫu giấy vào trong túi đựng cà phê, bảo lật tử ném cả túi đó đi. Sau khi tẩy trang, mặc lại quần áo thường, cô chủ động gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Hoa. Vừa nãy vội quá nên chưa kịp nói đàng hoàng với cô, bây giờ chúng tôi quay xong rồi, có muốn đi uống một ly không? Tôi biết có quán ba kín đáo lắm. Để hoàn thành lời nói trên xe, tối nay cô phải chủ động hẹn Hoàng Nhân Hoa. Ngoài ra, cô còn muốn đích thân xác nhận một điều trước đây cô quá tự tin về suy đoán quan hệ giữa hai người họ dựa vào hiểu biết của cô với văn tuyết thời cô tự cho rằng chắc chắn mọi chuyện là vậy nhưng chính vì quá hiểu anh nên hành động hôm nay anh làm ra quá mâu thuẫn nếu thật sự anh đã bước vào mối quan hệ mới tại sao còn phải mua lại căn nhà cũ của họ vậy nên cho dù thế nào đi nữa cô vẫn không hiểu nổi điểm này không hiểu chi bằng đi hỏi rõ chính chủ cô không thể đi hỏi văn tuyết thời Ít nhất cũng có thể hỏi Hoàng Nhân Hoa. Thật ra làm rõ được điều này cũng chẳng có tác dụng gì, cô chỉ đang muốn tìm ra lời giải đáp, nếu nghi hoặc cứ mãi treo lơ lửng vậy quá khó chịu. Nếu họ thật sự ở bên nhau, cô sẽ thoải mái chúc phúc, cũng không cần nghĩ xem ẩn ý phía sau hành động nào đó của anh. Nếu không phải, cô không nghĩ thêm, quy chắc hiện lên tin nhắn của Hoàng Nhân Hoa, "Được, tôi còn một cảnh nữa là xong, cô gửi địa chỉ cho tôi nhé." Hai người chút thời gian, địa điểm gặp mặt lâu ngữ quay về khách sạn chuẩn bị đơn giản rồi tới phòng ở quán bar trước tới giờ hoàng nhân hoa đến như đã hẹn cô ấy ngồi đối diện cô ánh mắt lâu ngữ rất kiềm chế chỉ nhìn cô ấy vài cái rồi thôi mấy năm trước khi văn tuyết thời và hoàng nhân hoa vẫn còn tạo cúp hồ lâu ngữ cố tình ép mình không được theo dõi cô ấy càng không nói tới chuyện có qua lại gì với hoàng nhân hoa đây là lần đầu tiên hai người họ uống riêng với nhau hoàng nhân hoa đột nhiên nói không ngờ cô sẽ chủ động hẹn tôi ra lâu ngữ đẩy menu cho cô ấy cô muốn uống rượu vang đỏ nóng không quán này làm ngon lắm hoàng nhân hoa nhận lấy vậy sao thế tốt quá cô thích rượu vang đỏ nóng cô ấy lắc đầu hà linh thích lần sau cô ấy tới đây quay phim không cần sầu đời vì không có chỗ để uống rồi ông hà linh đó không phải nếu cô nhớ không sai lần trước trong lúc chơi trò chơi uống rượu ở sâu hoàng nhân hoa đã từng nói đó là nữ diễn viên cô ấy ghét nhất Hoàng nhân hoa mỉm cười, khóe mắt công công, trông vô cùng tinh nghịch. Ai sẽ nói lời thật lòng trong game chứ? Đương nhiên là lời dối lòng rồi. Người ghét nhất là người thích nhất. Chương 29, người nhung nhớ luôn không ở bên. Trong giới này, rất nhiều người có xu hướng tình dục trái với giới tính, lâu ngữ biết điều này từ rất lâu trước đó. Vô số bạn bè của cô là người như vậy, thậm chí trong quá khứ cô còn từng được nữ diễn viên đóng chung tỏ tình nếu hôm nay người khác nói với cô chuyện này có lẽ cô sẽ ừ một tiếng không có cảm xúc gì nhưng người đó lại là hoàng nhân hoa điều này khiến cô không thể kiểm soát sự kinh ngạc được sự thật cô tự cho là đúng bị một câu nói nhẹ nhàng phá vỡ cô bàng hoàng tôi tưởng cô và văn tuyết thời tôi và anh ấy yêu nhau á trời ơi cô nghĩ vậy thật ấy hả tôi còn tưởng cảm giác của mình sai cơ lâu ngữ nhấp một ngụm rượu hai người rất ăn ý sao có thể chứ lâu ngữ cố gắng để giọng nói của mình tò mò chút nếu không sao anh ấy lại tham gia sau này hơn nữa ở các vòng chơi hai người đều rất hiểu nhau ví dụ như trò đoán từ dưới hồ bơi ấy ăn ý lắm luôn hoàng nhân hoa dở khóc dở cười đúng là oan cho tôi quá cô quên bộ điện ảnh chúng tôi đóng chung rồi sao trong phim tôi là một cô gái câm điếc vậy nên hai chúng tôi đã cùng học khóa thủ ngữ đương nhiên chơi trò đoán từ quá đơn giản rồi Lâu ngữ thẳng thốt, sau đó lại nghi hoặc, nhưng từ nhung nhớ. Động tác đó cũng là thủ ngữ sao? Hoàng nhân hoa mập mờ lắc đầu, không phải, đó coi như là một động tác nhỏ của văn tuyết thời nhỉ. Năm năm trước, anh ấy luôn ngây ra như thế, lúc nói chuyện với tôi thường hay thất thần. Tôi tò mò hỏi anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy nói tôi đang nhớ bạn gái mình. Thậm chí bây giờ nghĩ lại cô ấy vẫn thấy sến súa, đương nhiên người được nhớ không nhìn thấy động tác đó rồi bởi vì người nhung nhớ luôn không ở bên mà. Bột, có thứ gì đó đập mạnh vào lòng ngực. Lâu ngữ hoảng loạn cầm ly lên, uống một hơi lớn, khó tin hỏi, năm năm trước cô đã biết anh ấy có bạn gái rồi sao? Đúng vậy. Chính miệng anh ấy nói với tôi. Trước khi hợp tác tạo cúp hồ, anh ấy nói không thể che giấu chuyện mình có bạn gái, nếu tôi không chấp nhận thì có thể không tạo cúp hồ. Lâu ngữ, cô đừng giả vờ nữa, tôi biết người đó là cô tay cầm ly rượu của lâu ngữ rung lên mặc dù khi đó văn tuyết thời không nói bạn gái mình là ai nhưng qua sau lần này tôi có thể nhận ra là cô chứ gì lâu ngữ lập tức phản bác sao có thể cô đừng nói linh tinh đương nhiên hoàng nhân hoa không tin lời cô vốn dĩ tôi còn nghi ngờ tại sao văn tuyết thời lại sẵn sàng làm nhà từ thiện thật ra mấy năm nay chúng tôi chẳng liên lạc gì cả khi nhận được lời mời tham gia sau này vốn dĩ tôi không nghĩ chuyện có thể thành công bây giờ nghĩ lại mới thấy bởi vì trong số khách mời tham gia có cô cũng giống như lần tới thăm tôi này ấy đều có ẩn ý khác cả chẳng qua tôi không vạch trần thôi vậy nên cô nói anh ấy tham gia sâu vì tôi đó là chuyện không thể nào lâu ngữ đáp không chúng tôi có thể cùng tham gia rất nhiều sâu đây không phải lần đầu tiên vậy nên hai người cố tình né tránh cô ấy càng kiên định hơn nếu không có quan hệ gì hà cớ phải né tránh tôi nói rồi mà không phải cô thành thật chút đi chị hai cứ như tôi này thoải mái nói cho cô biết tôi và ông hà linh yêu nhau chúng tôi bên nhau hai năm rồi hoàng nhân hoa lấy điện thoại ra cô đừng sợ tôi ghi âm gì tôi không phải loại người hèn mọn đó tôi biết cô cũng vậy tôi không có ý đó đợi đã hai năm lâu ngữ đột nhiên nhớ ra gì đó nhíu mày vậy văn tuyết thời thì sao anh ấy có biết chuyện cô có bạn gái không mọi người trong showbiz đều biết tạo cúp hồ cần cố gắng né tránh người đã có người yêu nếu không khi đóng kịch sẽ rất ngượng bị lộ cả hai sẽ thân tàn ma dại nếu giấu chuyện này trước khi hợp tác với người kia vậy tức là đang đi trên lưỡi dao cô từng làm như vậy nhưng cuối cùng vẫn an toàn tới đức đương nhiên anh ấy biết bởi vì năm năm trước anh ấy từng thành thật nói với tôi vậy nên lần này tôi cũng thẳng thắn nói với anh ấy nhưng cô yên tâm, tôi không lộ được đâu. Hoàng Nhân Hoa nhún vai, cô xem, tôi không chủ động nói với cô, ai sẽ nghĩ chúng tôi là người yêu chứ? Con gái mà, cho dù môi chạm môi, khoát tay khoát chân cũng không bị nghi ngờ gì, huống hồ bên ngoài quan hệ của chúng tôi cũng rất bình thường. Vậy tại sao cô lại nói với tôi? Vừa nãy tôi nói rồi, tôi cảm thấy hình như cô đã hiểu lầm. Tôi không muốn hai người vì tôi. Thật ra tôi đã muốn nói với cô từ lâu, nhưng sợ ảnh hưởng tới việc ghi hình, nên quyết định đợi sau kết thúc rồi nói. Lâu ngữ im lặng, cuối cùng cầm ly rượu lên uống cạn, coi như ngầm thừa nhận chuyện này. Thật ra cô thật sự không cần nói với tôi những chuyện này, chúng tôi đã chia tay 5 năm, đều là chuyện quá khứ rồi. 5 năm. Hoàng Nhân Hoa đột nhiên trợn tròn mắt, "Đừng nói hai người chia tay vì tôi nhé." Lâu ngữ mỉm cười, "Cô nghĩ gì vậy, đương nhiên không phải." "Ồ, vậy thì tốt." Hoàng Nhân Hoa không khéo không nói tiếp chủ đề này, tóm lại chúng ta cũng coi như có cùng bí mật nhỉ. Vậy cạn một ly đi. Lâu ngữ dơ ly lên, trống không, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban nãy, cô đã uống hết một chai rượu. Kết thúc buổi uống rượu với Hoàng Nhân Hoa đã là đêm khuya, Hoàng Nhân Hoa say khước nói không thể nói tiếp nữa, nói nữa mà bị Hà Linh biết là tôi. Trước ống kính, tôi và Văn Tuyết thời bày tỏ tình cảm thế nào đều không sao, nhưng nếu như bị cô ấy biết tôi và gái xinh như cô đơn độc đi uống rượu, tôi phải giải thích lâu lắm đấy. Lâu ngữ ngứa đòn, là gái xinh như tôi suy nghĩ không thấu đáo, lần sau sẽ gọi cô ấy đi uống cùng. Ha ha, bye bye. Hai người ngồi xe đi về hai phía trái ngược, lâu ngữ nhắm mắt, ngã xuống ghế ngồi, không biết nên hình dung tâm trạng sau khi nói chuyện với Hoàng Nhân Hoa xong như thế nào. Đọc phun tại Duyên. Com. Về sau họ không nói tới chuyện của Văn Tuyết thời nữa, Hoàng Nhân Hoa cũng nhìn ra, vì vậy cô ấy đều né tránh nhưng chỉ riêng phần mở đầu cũng đủ cho dòng suy nghĩ cô cuộn trào vậy nên mọi thứ anh làm đều vì công việc sao đăng ảnh đánh đàn những điều này còn tận tâm hơn cả lúc còn nồng nhiệt tạo cúp hồ ngay cả người được hưởng lợi như hoàng nhân hoa cũng khó hiểu thậm chí hoàng nhân hoa còn nói bài đăng ngày kỷ niệm đó tôi cũng không dám nhận vậy cô nên giải thích thế nào lâu ngữ hít sâu một hơi nghĩ tới đau hết đầu cô lấy điện thoại ra muốn di dời sự chú ý. Tài khoản phụ của cô đã hủy theo dõi văn tuyết thời, nhưng vẫn chưa hủy hết những fan từng lén theo dõi, có những fan anh hoa vẫn đang điên đảo trong bể đường. Lúc này vừa lướt lại bản tin, bài đăng của fan này đã hiện lên. Chỉ có fan Oli xem được. caoga Soseki, trời ơi, đúng là tái hôn rồi. Sơ văn hình như đi thăm đoàn của Hoàng Nhân Hoa rồi. Mị biết được tối qua anh ấy bay tới Hoài Nam thật bên dưới phần bình luận là những màn đối thoại của chủ nhân bài viết người đàn ông này kiêu ngạo thế đúng là không rời xa người yêu lúc nào hết mẹ ơi yêu nhau thật rồi sao không biết có yêu hay không nhưng tôi nghe nói anh ấy đi thăm thật hai người còn bị người trong đoàn làm phim chụp lại nữa đoàn nào thế không phải anh hoa đi quay quảng cáo sao đoàn phim của lâu ngữ hình như ở đoàn bên cạnh hai người họ tới tìm cô ấy thì bị chụp lại tôi xỉu ngang tại sao là lâu ngữ chứ cô ấy làm sao không tôi hơi ghét thôi lại có chung cảm nghĩ với tôi lúc xem sâu tôi cũng ghét lắm thấy xui xui sao ấy tại sao chứ hoang mang yên tôi không biết có phải tôi nghĩ nhiều không tôi cứ thấy thái độ sơ văn dành cho cô ấy rất khác cô nghĩ nhiều rồi không phải chỉ là tiếp xúc thân mật khi rơi cáp treo thôi sao diễn đàn bàn kinh lắm chỉ là phản xạ có điều kiện của sự ga lăng thôi. Còn cả lúc nắm tay cô ấy khi sau kết thúc nữa. Cô lại nghĩ nhiều về chi tiết đó á, à? không phải chứ, tôi thấy đây chỉ là đạo đức đàn ông thôi, ai cũng quay lại để tìm lâu ngữ, chỉ có sơ văn không đi, kết quả người ta kỳ sức trước mặt anh ấy, anh ấy giả vờ không thấy được sao. Chuyện này cũng như chuyện cáp treo, đều là lịch sự thôi. Cho dù là vậy tôi vẫn thấy sao sao ấy là bức ảnh Weibo mà mọi người điên cuồng gào thét vì nghĩ là dành cho anh Hoa đó. Bức ảnh đó thì sao? Con mẹ nó, đúng là cục đường to chà bá. Bởi vì thế nên tôi đã xem kỹ lại rất nhiều lần, mấy người từng xem kỹ bức ảnh đó chưa? Người phía sau là lâu ngữ đấy. Tôi cạn lời luôn, khi đó chúng tôi từng cười nhạo điểm này rồi. Trình độ chụp ảnh của anh ấy kém thật, không chỉ có lâu ngữ dính vào, Châu Vĩnh An cũng lọt lưới đó. Châu Vĩnh An chỉ có nửa người thôi, người lọt hẳn vào bức ảnh chỉ có mình lâu ngữ. Thì, rốt cuộc cô đang muốn nói gì? Điểm tôi đáng đo nhất là, nếu anh ấy thật sự bất cẩn chụp phải lâu ngữ, vậy khi đăng lên có thể cắt người ta đi mà. Nhưng tại sao anh ấy không làm vậy? Về sau phan kia không trả lời nữa, chắc cũng bị hỏi tới nghẹn lời. Lâu ngữ xem cuộc khẩu chiến của phan hai nhà, bất ngờ nhận ra một góc nhìn mới, những suy nghĩ khó tin cũng dần hiện lên. Cô vội tìm tên Văn Tuyết thời, ấn vào Weibo của anh, kéo tới bài đăng đó. Cô phóng to ảnh lên, quả thật phía sau bị dính người cô, cắt đi cũng không ảnh hưởng tới tổng thể bức ảnh. Nhưng anh lại không cắt đi. Rốt cuộc là do anh quên hay cố tình? Cô không thể đoán ra. Lâu ngữ sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, vừa thoát ra khỏi bức ảnh, tay đã trượt một cái, vô tình ấn vào bài đăng video đánh đàn bên dưới có một bình luận được vô số người like và thảo luận cuối cùng tôi đã tìm ra bản nhạc này rồi là avid non của rạp xiết cá voi avid non lâu ngữ thất thần quay về khách sạn tắm rửa đắp mặt nạ xong cô mở một chai rượu vang một mình uống sạch một chai cô có cảm xúc rất khó nói rõ ràng là người từng thân mật nhất nhưng bây giờ lại phải nhìn nhận lại anh nhờ suy nghĩ của người lạ từ đó mới có thể nhìn thấy thông tin bị che giấu kia cô cũng thấy may mắn bởi vì họ là người đứng dưới ánh đèn sáng nên mới có thể phân tích một cách khách quan nhất, không bỏ sót thông tin nào. vì vậy cô mới biết được. thậm chí cô còn nghĩ có phải anh cũng biết rõ điều này nên mới cố tình dùng cách đó để thể hiện suy nghĩ của mình. anh nói một nửa, tiết lộ một nửa là vì muốn dụ cô chủ động. a à viết non, a à viết non. anh biết cô không thể kháng cự lại chữ này. người đàn ông xảo quyệt, đáng ghét tại sao lại là avic non nó có liên quan gì tới ngày kỷ niệm sự tò mò như bùng nổ trong người lâu ngữ cầm điện thoại nhập dãy số đã hàng sâu trong tâm trí ra chắc anh đã đổi số lâu rồi nhỉ ngón tay chần chừ ở chỗ phím bấm xanh mọi hành động chợt dừng lại ở bước này ngón tay bắt đầu căng thẳng cong lại cô ngước mắt lấy chai rượu vang khác vừa mở ra tu một hơi hết nửa chai chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng vài giọt còn dính nơi đầu môi Lâu ngữ thô bạo lau một cái, chất lỏng đó lại dính vào tay. Cuối cùng ngón tay dính rượu đã ấn xuống, tự như giọt máu chảy ra từ cơ thể, treo lơ lửng trong không trung. Lâu ngữ vô cảm nhìn giao diện điện thoại, từng tiếng túc túc vang lên, cô bình tĩnh lắng nghe. Khi chuông đổ tới tiếng thứ tư, lúc cô định tắt đi, số phận lại khiến cuộc điện thoại này được kết nối. Alo. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh nhạt của Văn Tuyết Thời. Lâu ngữ bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, cô vội tắt điện thoại, ném nó sang một bên. Chín chín phần trăm, cô tưởng chín chín phần trăm anh sẽ đổi số, cho nên cô mới dám ấn gọi đi, mới dám bình tĩnh nghe tiếng chuông đổ thế. Một phần trăm duy nhất cô không dám tin lại bày ra trước mắt. Anh không hề đổi số. Trái tim lâu ngữ đập điên cuồng, cô bật dậy khỏi sofa, đi chân trần trên tấm thảm. Giờ khắc này tâm trí cô như đã chìm trong men rượu, không sao anh ấy không nhận ra số điện thoại bây giờ của mình, sẽ không biết là mình gọi đâu. Sau đó, tiếng chung điện thoại vang lên, lâu ngữ rùng mình, dừng bước. Trong căn phòng yên lặng như tờ, tiếng chung yếu ớt được phóng đại lên vô số lần, tự như tiếng viên đạn được bắn ra từ vòng quay của Nga, bột một tiếng, bay vèo qua tai cô. Cô nín thở nhìn chầm chầm dãy số trên màn hình, trước khi người ở đầu bên kia mất kiên nhẫn tắt máy, cô đã giơ tay đón lấy viên đạn, ấn nút nghe. Alo. Lần này cô lên tiếng trước. Chương ba mươi, ngày kỷ niệm. Đầu bên kia điện thoại im lặng giây lát, sau đó giọng Văn Tuyết thời vang lên. Muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ hả? Câu đầu tiên anh nói khiến cô thản thốt. Anh không hỏi cô là ai, không hỏi tại sao lại gọi cho tôi, mà là một câu hỏi thăm rất đổi bình thường. Lâu ngữ ngồi xuống thảm, dựa vào sofa, mãi sau mới đáp. Anh đoán ra được là em sao? Cảm giác Lâu ngữ cố tình thoải mái nói, em không ngờ anh vẫn dùng số này. vậy nên em đang gọi chơi. đương nhiên không phải, em. trước đây có rất nhiều lúc họ đều vậy, bởi vì quay phim nên đa số hai người phải cách xa nhau. tới lúc quay xong đã là nửa đêm, hai người mới có thời gian gọi một cuộc điện thoại. khi ấy cô không bao giờ được ở trong khách sạn sang trọng như này, nhưng chắc chắn sẽ không như hiện tại, phải vắt óc suy nghĩ lý do mới có thể gọi cho anh. em đang nghĩ, nếu anh muốn mua căn nhà đó, vậy anh nói thẳng với em đi, không cần qua trung gian nữa. Văn Tuyết Thời, chúng ta nói chuyện trước đó chưa nói hết đã nhé. Cái gì ra cái đó, nói rõ chuyện căn nhà đã. Lâu ngữ ngập ngừng, nếu anh thật sự muốn mua, em có thể suy xét tới việc bán cho anh. Đương nhiên là muốn mua. Lâu ngữ cúi đầu, hai tay nắm chặt sợi lông nhỏ trên thảm, anh chắc chứ. Căn nhà đó cũ lắm rồi, không có giá trị đầu tư vậy sao ban đầu em lại mua nó một câu đánh thẳng vào tim lúc lâu sau lâu ngữ mới lên tiếng có lúc chỉ đi du lịch một chuyến không phải khi du lịch xong ai cũng sẽ mua một món quà lưu niệm sao không có bất kỳ tác dụng nào chỉ trưng ở đó coi như kỷ niệm vậy nên đối với em quá khứ giữa chúng ta chỉ là món quà lưu niệm đáng trưng ở đó thôi anh có thể hiểu vậy không cô không trả lời nhưng không trả lời chính là một câu trả lời vậy bây giờ em muốn bán nó đi là vì không cần món quà lưu niệm này nữa cô vẫn không lên tiếng ngầm thừa nhận văn tuyết thời tiếp tục hỏi giọng điệu vô cùng bình thản dường như không chút bận tâm có đồ thay thế mới rồi sao anh từng bước tới gần ép lâu ngữ không thể im lặng được nữa không phải lâu ngữ cũng bình tĩnh đáp chỉ là em nghĩ quà lưu niệm còn ra cả bản mới em vẫn cầm bản cũ thì nhạt nhẽo quá sau khi suy nghĩ em thấy mình nên bán nó đi, nếu không có lẽ nó sẽ là sự vướng víu với người khác. Hai người im lặng trong thời gian ngắn, tiếp đó cô nghe thấy tiếng cười của anh. Ai ra bản mới? Anh sao? Lâu ngữ sờ chai rượu bên cạnh, ra sức mở nắp ra, ngay kỷ niệm lên cả hốc sức rồi, mọi người đều đoán mùa xuân của anh đã tới. Văn Tuyết thời tiếp lời, vậy em biết bài anh đàn là gì không? Em vừa biết. Cô liếm dấu rượu còn dính bên môi, nhưng năm năm rồi, em vẫn chưa tự luyến tới mức cho rằng a viết non chắc chắn sẽ không liên quan tới người khác văn tuyết thời im lặng giây lát rồi khẽ thở dài anh từng nói sẽ không đàn cho người thứ hai nghe em quên rồi sao lâu ngữ sững sờ cô sờ chai rượu đã uống hết trong lòng cười đó là lời anh nói vào mấy năm trước nhỉ tám năm chín năm lâu quá rồi ai còn nhớ nổi chứ văn tuyết thời im lặng mấy năm nay xảy ra vô số chuyện trước đây em cứ nghĩ anh tham gia chuyến tàu đêm là vì hoàng nhân hoa mặc dù tối nay em gặp cô ấy biết được có lẽ không phải cô khẽ nói vậy tại sao anh phải tham gia chương trình chứ rõ ràng chúng ta không gặp nhau lâu lắm rồi đầu bên kia điện thoại vẫn không một tiếng động anh đáp không có lý do gì đặc biệt lâu quá không gặp nên muốn biết em sống có tốt không có phải đã bắt đầu hành trình mới rồi hay không mắt lâu ngữ cây xè cô không muốn mất mặt trước anh bèn vội vàng nói em sống rất tốt ngày mai còn phải quay phim không nói nữa cô tắt máy rút giấy lau đi nước mắt điện thoại kêu mấy tiếng cô vẫn mặc kệ rượu đã uống cạn lâu ngữ nằm xuống thảm dòng suy tư và tầm mắt đều tập trung vào màu trắng xóa của trần nhà dưới tác dụng của rượu cô bất giác thiếp đi khi tỉnh lại cả người đầm đìa mồ hôi lồng ngực như trực trào thứ gì đó bụng phồng lên như mang thai ba tháng tay chân mất hết sức lực, không đứng dậy nổi. Chuyện chẳng lành rồi. Lâu ngữ cắn răng, lão đảo đứng dậy, chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất, đầu tới nổi tay tê rần. Cô mò điện thoại bên người, bất lực gọi vào số lật tử. Khi văn tuyết thời mở cửa phòng lâu ngữ ra, anh như ngừng thở. Cô gái đó cầm điện thoại, thảm hại nằm trong căn phòng tăm tối, thảm màu trắng vương những giọt rượu đỏ, nhìn qua cứ ngỡ là máu, tới gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cũng may cũng may chỉ là rượu vang chảy ra anh đi nhanh về phía cô sau đó bế cô lên lo lắng gọi lâu ngữ lâu ngữ mê man đáp lật tử là anh nghe thấy giọng văn tuyết thời cô hé mắt ra sau đó lại nhắm vào mình đang nằm mơ sao văn tuyết thời nhíu mày sờ bụng căn phòng của cô đoán ra chắc cô bị đau dạ dày cấp tính anh không nhiều lời với người bệnh đang mất đi ý thức nữa cởi áo khoác ra trùng kín cô lại, đưa cô tới dưới hầm để xe, lao thẳng tới bệnh viện. Đọc phun tại Ruin. Con. Xe chạy như một cơn gió, vượt qua vô số đèn đỏ, lâu ngữ trong cơn mê đột nhiên tỉnh lại, vùng vẫy vỗ cửa xe. Văn Tuyết thời thấy vậy vội phanh gấp, dừng xe lại bên đường. Lâu ngữ cậy cửa xe theo bản năng, nhào xuống đất, bắt đầu nôn mửa. Áo khoác của anh trên người cô cũng bị chịu trận, nhìn thảm không còn gì để nói anh xuống xe ôm cô vào lòng khẽ vỗ lưng cô lâu ngữ nôn xong vẻ mặt tốt hơn đôi chút ngửa người ra sau dựa vào lòng văn tuyết thời anh nhíu mày dùng ngón cái lau đi giấu nôn ở khóe môi cô tay còn lại sờ trán cô khi thấy nóng tới bất thường anh nhận ra cô đã sốt cao cô cảm nhận được lòng bàn tay đang chạm vào trán mình thì hơi hít mắt lại như đang cố xác nhận xem người này là ai cô đã nhận ra anh lẩm bẩm văn tuyết thời Sao anh vẫn còn trong giấc mơ của em vậy? Động tác của anh dừng lại, vừa ôm cô lên xe vừa dỗ dành. Em không nằm mơ, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện. Em nhịn chút nhé, sắp không khó chịu nữa rồi. Lâu ngữ nghi người, vùi vào ghế phó lái, cố chấp lắc đầu, đây đương nhiên là mơ, tại sao anh phải lừa em? Anh không lừa em, ngoan. Anh ấn huyệt thái dương, cuộc trò chuyện của hai người bất giác giảm xuống mức độ như cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ ở trường mầm non đã thế anh còn tiếp lời cô liên tục nhưng nếu không phải mơ sao anh lại ở đây giọng cô bình thản tới lạ kỳ sao anh lại ôm em như vậy sao lại nói chuyện với em như vậy bàn tay chuẩn bị khởi động xe của văn tuyết thời nắm chặt lại như vậy là như nào dường như vẫn rất thích em vậy cô há miệng cười vô cùng khó coi nhưng rõ ràng đây là điều không thể anh nghiêng mặt nhìn lâu ngữ, cô đã không nhìn anh nữa, cúi đầu dựa vào cửa xe, mắt khép lại. Trước khi hoàng hồn, anh đưa tay ra chạm vào mặt cô, gọi danh xưng đã rất lâu chưa gọi. Tiểu lâu. Người được gọi đáp lại, không nhận ra điều gì bất thường. Đây vẫn là giấc mơ, có đúng không? Cô áp mặt vào lòng bàn tay anh, khịt mũi, giọng nhỏ như bong bóng sắp vỡ, nhẹ nhàng lướt qua tai anh. Giấc mơ này khó chịu quá, nhưng em không nỡ để nó kết thúc khi lâu ngữ tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh đơn ký ức của cô dừng lại ở lúc gọi điện cho lật tử chắc cô ấy đã đưa mình tới đây lúc này phòng bệnh không có một ai cô nhìn tủ đầu giường cố gắng với lấy điện thoại khi vừa định gọi cho lật tử hỏi tình hình cô chợt ngay người khi thấy nhật ký cuộc gọi số điện thoại gọi gần đây nhất là dãy số quen thuộc đó tôi rồi lẽ nào mình đã gọi cho văn tuyết thời sao Cô sững sờ, cửa phòng bệnh được mở ra, cô ngước mắt lên nhìn, lập tức va phải ánh mắt của Văn Tuyết Thời. Tỉnh rồi hả? Anh thản nhiên đóng cửa lại, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, chậm chậm đi tới bên giường bệnh, sau đó đặt túi đang cầm lên đầu giường. Đỡ hơn chút nào chưa? Muốn ăn gì không? Đây là sự cố. Lâu ngữ lập tức giơ điện thoại lên Thanh Minh, vốn dĩ em muốn gọi cho trợ lý của mình chắc vì anh là số gọi gần đây nhất nên mới gọi nhầm cho anh văn tuyết thời đáp một câu anh biết rồi sau đó tiếp tục lấy cháo trong túi ra chỉnh giường cô cao lên khỏe rồi thì ăn chút đi lâu ngữ im lặng trong giây lát rồi bỏ điện thoại xuống cầm thìa lên xúc từng miếng nhỏ một chuyện tối qua làm phiền anh quá em sẽ gọi trợ lý tới anh có thể đi trước không cần lãng phí thời gian ở đây đâu anh chậm rãi ngồi xuống cạnh giường anh bay vào buổi chiều không vội lâu ngữ gật đầu im bặt giải quyết đồ ăn trong miệng anh cúi đầu gửi tin nhắn trong lúc đó có ngẩng đầu lên xem cô ăn xong chưa bầu không khí vừa kỳ quái vừa phẳng lặng này kéo dài liên tục khiến người ta có cảm giác quay ngược thời gian cảm giác đó lên tới đỉnh điểm khi anh đột nhiên đưa tay ra dùng ngón tay lau khóe miệng cho cô anh rút tay về lấy giấy lau vết đồ ăn còn dính ở tay ăn mà còn để dính ra ngoài nữa Lâu ngữ nhai một lúc, đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, thế là cô lại máy móc nhai tiếp mà không hề nhận ra miệng đã trống không. Văn tuyết thời vứt giấy vào sọc rác, lâu ngữ cắn răng, chợt nói, anh đừng như vậy nữa. Anh ừ một tiếng, sao thế? Lúc đưa em đi nôn, anh luôn lau giúp em như vậy. Lâu ngữ sững sờ lần hai, đột nhiên nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn. Cô hoảng hốt hỏi, anh đưa em tới không bị chụp đấy chứ? Văn Tuyết thời im lặng, nhíu mày đáp, từ khi tỉnh dậy tới bây giờ, em không quan tâm mình chút nào cả. Lâu ngữ, em có thể tỉnh lại tức là không sao rồi. Anh nhìn cô chầm chầm, giọng điệu đè nén, may lần này chỉ là dạ dày cấp tính, lần sau thì sao? Dạ dày xuất huyết, thủng dạ dày. Dạ dày đã thành như vậy rồi, trong phòng còn có một đống chai rượu rỗng, em không quan tâm sức khỏe mình chút nào hết. Lâu ngữ cúi đầu, bật cười. Em nói thật vậy, em cắt dạ dày vì sau khi chia tay, không kiềm chế được cơn thèm đồ ăn, nhưng chung quy vẫn là để tranh vai diễn. Nếu không em cũng không đối xử với mình như vậy. Vậy nên anh không cần vì anh đề nghị chia tay mà thấy có lỗi với em, càng không cần cảm thấy bản thân nợ em điều gì. Văn Tuyết thời nghe được lời nói thật, cánh môi rung lên. Lâu ngữ thở phào, cúi đầu, ăn một thì cháo nữa. Anh đứng dậy, lấy thuốc trong túi ra, sờ vào thân thuốc, mãi sau mới nói ba chữ khô khan anh xin lỗi. Lâu ngữ mỉm cười, không cần, thật sự không cần đâu. Nếu thật sự phải nói xin lỗi, em cũng phải nói xin lỗi anh. Anh thật sự không cần ở lại chăm sóc em, em làm phiền anh lắm rồi. Cô Dục, anh đi đi, hai chúng ta không ai nợ ai, không cần phải xin lỗi gì nữa. Văn Tuyết thời nhìn cô, ánh mắt chất chứa điều gì đó vô cùng đau đớn, nhưng cô luôn cúi đầu ăn cháo, trước mắt chỉ có một màu trắng đơn điệu. Cô nghe thấy anh nói, đúng, có lẽ không ai nợ ai nữa rồi. Dù sao thời gian chúng ta chia cách cũng dài hơn cả quá khứ. Nói chính xác thì không phải chia tay 5 năm, mà là 4 năm lẻ 6 tháng. Tính tới trước hôn giao thừa một ngày, vừa hay là thời gian chúng ta từng ở bên nhau. Lâu ngữ đang đảo cháo chợt dừng lại, sau đó chợt bàn hoàng hiểu ra. Ngày kỷ niệm anh đăng trên Weibo là ý này sao? Anh sợ điếu thuốc, bất giác bẻ nó thành hai mảnh, nhận thuốc bên trong lộ ra, gương mặt anh cũng nở nụ cười gượng ép đúng vậy coi như là ngày kỷ niệm anh tự đặt đi cái gọi là ngày kỷ niệm chẳng qua chỉ là ngày đó cuối cùng thời gian họ chia cách đã vượt qua thời gian ở bên nhau từ nay về sau số ngày tháng họ từng chiếm trong cuộc đời của đối phương ngày càng nhỏ lại cuối cùng sẽ biến mất tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like Share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.